thần cấp ở rể chương 381, cho là tai nạn. Từ thang máy đi ra, Hàn Kỳ đi sau lưng Diệp Vô Phong, lúc này hơn 10 tên bảo vệ lập tức bao vây, đem Diệp Vô Phong bảo vệ ở giữa, dương mắt hổ nhìn về phía cảnh sát giao thông. Khí thế kia, thật đúng là làm cho trung đội trưởng cảnh sát giao thông kia bị dọa cho một trận, ôi! Đây là muốn làm cái gì? Muốn đối đầu với người thi hành pháp luật đúng hay không? Diệp vô phong khoác tay chặn lại, Hàn Kỳ liền lớn tiếng kêu lên, đều tản ra hết đi. Đừng ảnh hưởng đến việc Tổng Giám Đốc Diệp gặp cảnh sát giao thông. Sau đó, Hàn Kỳ liền vượt qua đám người, đi đến trước mặt trung đội trưởng, đồng chí cảnh sát, các anh nếu là đến vì công vụ, tôi hy vọng các anh thực hiện đúng pháp luật, đừng vi phạm. Nếu không, tôi sẽ cho các anh biết hậu quả sau đó nghiêm trọng đến mức nào. Nói xong, anh ta xoay người rời đi, đọc truyện tại Trung Nguyên Việt Nam. Ồ, tên nhóc này dám uy hiếp tôi. Này anh đứng lại, vị trung đội trưởng chỉ tay vào Hàn Kỳ. Hàn Kỳ quay đầu cười nhạt, "Làm gì? Các anh là muốn dùng bạo lực đúng không? Nói cho các anh biết, tôi rất có thể sẽ phản kháng đấy." Khi nói chuyện, Hàn Kỳ bẻ bẻ ngón tay, phát ra tiếng kêu răng rắc. Hơn 10 tên bảo vệ lập tức tụ tập tại bên người Hàn Kỳ, cùng một chỗ chừng mắt với mấy tên cảnh sát giao thông. Diệp Vô Phong khoác tay chặn lại, "Được rồi, các anh đi làm việc của mình đi." tôi cùng cảnh sát giao thông trao đổi một chút. Hàn Kỳ dẫn đầu các nhân viên bảo vệ lúc này mới rời đi, lúc gần đi còn quay đầu nhìn chầm chầm cảnh sát giao thông một chút, rất có khí thế cảnh cáo. Diệp vô phong, chúng tôi đã điều tra qua các camera gần đó, nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông, mời anh cùng chúng tôi về đồn để trả lời một số câu hỏi. Được thôi, các anh muốn dẫn tôi đến nơi nào? Diệp vô phong ngược lại không để tâm lắm. Đương nhiên là đến đội cảnh sát giao thông. Đi thôi, trung đội trưởng dẫn đầu đưa Diệp Vô Phong ra ngoài, Hàn Kỳ dẫn đầu hơn 10 người bảo vệ đứng tại cổng. Diệp Vô Phong vội vàng nói, các anh đây là muốn làm gì? Hàn Kỳ cười nói, tổng giám đốc Diệp, anh yên tâm, chúng tôi không gây sự, chúng tôi là tới đưa tiến vị cảnh sát này. Được rồi, đừng tiến nữa, trở về đi, phải tin tưởng cảnh sát sẽ phá án một cách chính trực. Diệp Vô Phong dặn dò xong lên xe cảnh sát rời đi bên trong một gian phòng tối ở đội cảnh sát giao thông diệp vô phong ngồi ở vị trí bị tra hỏi trước mặt là bốn cảnh sát giao thông vị trung đội trưởng kia nói diệp vô phong theo camera giám sát tại ngã tư anh đột nhiên quay đầu xe đúng không diệp vô phong gật đầu phải trung đội trưởng mở màn hình lớn anh nhìn kỹ một chút sau khi anh nhẹ nhàng quay đầu xe phía sau anh là chiếc xe này liền lao đến trùng hợp đụng vào chiếc xe tải đang chạy tới điều này nói rõ việc gì trung đội trưởng đứng lên chừng mắt nhìn diệp vô phong điều này nói rõ anh lúc đó là cố ý dụ chiếc xe đằng sau mới xảy ra tai nạn xe thảm khốc như vậy trong xe có hai người đều chết hết cả hành động của anh dính líu đến mạng người tương đương với có ý định mưu sát chúng tôi sẽ coi đó là tội cố ý mưu sát để tòa án khởi tố anh chờ một chút anh sẽ bị mang đến trại tạm giam đúng anh phải bị giam lại cái gì tôi phải vào trại tạm giam diệp vô phong cười khổ đồng chí trung đội trưởng anh có thể để cho tôi gọi một cuộc điện thoại không không thể trung đội trưởng lạnh lùng liếc anh một cái muốn tìm người để đi cửa sau đúng không thật xin lỗi công việc quan trọng của tôi là thi hành đúng pháp luật khẳng định không thể cho anh cơ hội này được diệp vô phong cười nói cũng không phải tôi chỉ là muốn sắp xếp công việc một chút được rồi vậy tôi có thể giải thích một chút cho tội danh vừa rồi anh gán cho tôi không Trung đội trưởng ngạc nhiên nói, chúng tôi đã nhận định, chính là kết án anh, anh sao có thể phản bác. Nếu như phản bác thì cũng vô dụng mà thôi. Tôi ở chỗ này đã phán như vậy thì không thể sửa, hiểu không? Trách nhiệm với hậu quả của vụ tai nạn giao thông chính là kết luận cuối cùng nhất. Diệp vô phong nói, thế nhưng lúc ấy nếu tôi không vượt qua vạch phân cách quay đầu xe lại sẽ bị chiếc xe phía sau đụng vào, rất có khả năng tôi cũng bị thương thậm chí bị đâm chết. Tại tình huống khẩn cấp đó, Tôi là một công dân bình thường có quyền được tránh khỏi nguy hiểm chứ? Trung đội trưởng quát, đó gọi là vượt đèn đỏ. Cái gì tránh nguy hiểm? Anh đột nhiên chạy nhanh như vậy, mới dẫn đến việc chiếc xe phía sau phán đoán sai, coi phía trước đang là đèn xanh mà không giảm tốc độ, sau đó mới có thể đụng vào xe tải lớn kia. Suy cho cùng là anh cố ý dẫn dắt khiến hai người trong chiếc xe ô tô màu đen kia tử vong. Diệp Vô Phong ngước lên nhìn trời xanh, thực tế là nhìn trần nhà, cảm thán nói, ông trời ơi, phụng thiên này còn có thiên lý hay không? Tôi thật ra là phát hiện xe ô tô phía sau có ý đồ muốn đụng vào xe tôi, tôi lúc này mới nhanh chóng tránh né. Làm sao lại biến thành tôi cố ý dẫn dụ đối phương? Họ từ phía sau tôi lái tới, tốc độ rất nhanh, rõ ràng chính là cố ý đụng tôi, tôi không tránh ra thì phải làm sao bây giờ? Tùy ý để họ đụng, anh cảnh sát giao thông, anh dạy tôi một chút đi. Trung đội trưởng khẽ nói, đây đều là anh đang ngụy biện, chiếc xe phía sau thấy anh xông về phía trước mới có thể tăng tốc vượt qua ngã tư vậy thì tốt đồng chí trung đội trưởng tôi có thể biết tên của anh không mã số cảnh sát của anh cũng được diệp vô phong hờ hững nhìn cảnh sát a à, anh còn cứng miệng đúng không cho là tôi sẽ sợ anh có phải hay không nói cho anh biết tôi chính là trung đội trưởng đội cảnh sát phản lợi quốc anh có gan đi báo cáo tôi sao phản lợi quốc căm tức nhìn diệp vô phong nhưng mà anh hẳn là không còn cơ hội bây giờ anh phải lập tức tới trại tạm giam nếu ở trong trại tạm giam mà anh còn không ngoan ngoãn trung thực thì anh cố gắng mà chịu đựng đi ha ha phan lợi quốc trong lòng anh hẳn là biết rõ anh cứ như vậy mà đổ trách nhiệm lên đầu tôi là cố ý làm trái lương tâm anh cùng âu dương lôi khẳng định có quan hệ với nhau đúng không diệp vô phong nhìn chằm chằm mặt phàn lợi quốc anh cuối cùng cũng sẽ phải nhận sự trừng phạt thôi tin tôi đi ha ha thật là một tên ngông cuồng Tôi Phan Lợi Quốc đã công tác ở đội cảnh sát giao thông được 20 năm, làm gì có chỗ cho anh đến uy hiếp tôi. Tôi quy trách nhiệm như vậy đã vô số lần rồi, cho đến bây giờ cũng không có sai lầm. Lần này anh cố ý phạm pháp, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Phan Lợi Quốc nhìn chằm chằm Diệp Vô Phong, trong trại tạm giam sẽ có người dạy anh cách làm người như thế nào. Lúc này cửa phòng mở ra, bốn người của trại tạm giam tiến đến cùng Phan Lợi Quốc trao đổi một chút, liền trực tiếp lôi Diệp Vô Phong đi thực tế đối với người gây ra tai nạn giao thông không cần đến xe chờ tù mà chỉ cần hai quản giáo bình thường đến đem Diệp vô phong giữ ở phía sau xe cảnh sát phòng ngừa anh chạy trốn cứ như thế dẫn tới trại tạm giam trại tạm giam quả nhiên canh gác nghiêm ngặt bốn phía tường cao tròi canh bên trên còn có lính gác chuyên môn cầm súng trường Diệp vô phong đi một mạch qua ba cửa sắt lúc này mới được sắp xếp ở trong một căn phòng đơn có lồng sắt nửa ngày không ai để ý tới anh mãi cho đến ban đêm Thậm chí ngay cả đồ ăn cũng không mang đến cho Diệp Vô Phong, nước cũng không được uống. May mắn Diệp Vô Phong có thể chất đặc thù, bằng không nếu như là người bình thường khẳng định đã sớm mất xỉu rồi. Diệp Vô Phong lẳng lặng nằm trên chiếc giường nhỏ duy nhất trong phòng, phía trên ngay cả chăn đệm đều không có, nhưng Diệp Vô Phong vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, giống như chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn như đang tu luyện một loại khí công, hơi thở nhẹ nhàng, không nói không động. Đây là Diệp Vô Phong đang luyện một phương pháp tiết kiệm thể lực cực độ, thậm chí hô hấp cùng tốc độ máu chảy đều có thể chậm lại. Dưới tình huống cực đoan, Diệp Vô Phong đã từng dùng loại phương pháp này có thể chịu qua 7 ngày. Đây là sự chịu đựng cực hạn của con người, cuối cùng cũng được đồng đội giải cứu. chương 382, âm thầm đấu tranh. Buổi tối, Phản Lợi Quốc ăn vẫn bình thường, theo lời mời đi tới phòng riêng trong quán rượu Đức Thắng. Vừa bước vào phòng liền chắp tay tươi cười nói, quầy. Anh Dũng, chuyện nhỏ nhặt như vậy mà anh lại tự mình mời rượu. Thật ngại quá. Tần Chí Dũng hướng về phía anh ta mỉm cười gật đầu, đội trưởng Phan. Vị này là giám đốc trại giam Phương Thụ Sơn, hai người làm quen một chút đi. Phương Thụ Sơn là một người có gương mặt chữ điền, là một người đã trạc tuổi nên rất cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Ông ta đứng dậy bắt tay xã giao với Phan Lợi Quốc, đội trưởng Phan. Chào anh. Phan Lợi Quốc cười đáp, giám đốc Phương. Tôi biết anh. Ha ha, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Phương Thụ Sơn gật đầu, đúng vậy. Tần Trí Dũng nói, hai anh đều là bạn của tôi, vậy chúng ta đều là người một nhà rồi. Đã là người một nhà thì không nói chuyện khách sáo nữa. Nào, tối nay tôi đặc biệt chuẩn bị vài món mong hai vị lãnh đạo đây uống vài chén vui vẻ. Uống xong rượu rồi ở đây vẫn còn còn vài thứ, hoa quả nữa. Hai anh cứ hết mình hưởng thụ nhé, đêm nay tôi mời. Ha ha cảm ơn anh Dũng. Phan Lợi Quốc nghe xong liền sáng mắt. Anh ta đang là người công tác trong ngành nên biết rất rõ ở quán rượu Đức Thắng này có thứ, hoa quả, gì. Các cô đào ở đây tất nhiên đang độ tuổi xuân phơi phới, khách làng chơi đều nhận xét rằng nơi đây chính là trốn bồng lai tiên cảnh. Những tưởng người đàn ông chứng chạc ít nói như Phương Thụ Sơn sẽ không có biểu hiện gì. Nhưng khi Tần Trí Dũng vừa dứt lời, trên mặt cũng mỉm cười đầy ẩn ý. Tất nhiên đối với chuyện này, ông ta cũng rất hứng thú. Đàn ông mà, ai chả có lúc ham vui. Tần Chí Dũng đặc biệt bảo người rót lên một ly rượu mau đài, hai anh cứ uống thong thả nhé. Tôi có chút chuyện phải ra ngoài một lát, hai anh cứ yên tâm. Quán rượu Đức Thắng này là địa bàn của tôi, mọi chuyện tôi đã lo liệu xong xuôi hết rồi. Ngoài cửa luôn có người sẵn sàng tới phục vụ. Anh ta nâng chén rượu, nào, tôi mời hai anh một ly. Không dám, không dám, anh Dũng cứ bầy vẽ quá. Hai người đồng thanh đáp lại, sau khi Tần trí Dũng đi ra khỏi phòng VIP, hai người ở lại sát phạt nhau rất nhiệt tình, chẳng mấy chốc mà mỗi người đã uống cạn một chai mao đài. Hai người tiếp tục cho đến khi đã ngà ngà say, hai người dìu nhau bước ra cửa thì ngay trước mặt đã có hai cô đào đứng đợi phục vụ từ bao giờ. Mấy người quay đầu lại phòng VIP, nói không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Leng keng, cót két, tiếng mở cánh cửa sắt vang lên vào lúc giữa đêm. Anh Dũng, ở ngay phía trước, chính là số 109 anh đi thong thả. Diệp Vô Phong đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Mặc dù anh ta đã đạt tới cảnh giới cao nhất khi làm việc, bỏ qua mọi chuyện xảy ra bên ngoài chỉ để chuyên tâm với việc mình đang làm nhưng giác quan của anh vẫn vô cùng nhạy bén. Bất kể tiếng động dù là nhỏ nhất ở xung quanh anh đều cảm nhận được rất rõ. Anh Dũng, chẳng lẽ là tay chân của Âu Dương Lôi Tần Quốc Dũng? Số 109 chính là số hiệu phòng giam của Diệp Vô Phong. Tần Chí Dũng tới trại giam chẳng lẽ muốn Diệp Vô Phong trụy tim hay sao? Diệp Vô Phong lập tức mở to hai mắt cảnh giác, hướng về phía cảnh cửa phòng giam nhìn chằm chằm. Sau đó tiếp tục nhắm nghiền mắt đợi Tần trí Dũng đi vào. Dây tóc bóng điện trong buồng giam cháy đã lâu, khắp phòng giam đều bị bóng tối bao trùm, ngay cả một tia sáng leo lắt cũng không thể tồn tại trong căn phòng này. Lạch cạch, à, cót két, Diệp Vô Phong nghe thấy rất rõ ràng, chính là cánh cửa phòng giam của anh đang được mở khóa ai nên đến cuối cùng cũng sẽ đến diệp vô phong không ngờ tới bản thân chỉ vì một vụ tai nạn giao thông lại gặp được tần trí dũng tần trí dũng trước giờ chưa bao giờ phải chịu thiệt càng không thể để yên chuyện hai đàn em tay chân của mình chết một cách oan ức thế nên chuyến này bất kể như thế nào anh ta đều muốn dồn diệp vô phong tới chỗ chết sau khi mua chuộc được giám đốc trại giam là phương thụ sơn vẫn nên đến làm cho diệp vô phong một cái giám định chết do trụy tim thì mới coi như mọi chuyện đã xong xuôi Tần Chí Dũng mở cánh cửa xếp sắt, từ từ bước vào phòng giam. Sau đó quay lưng lại khóa cửa, một tiếng lách cách vang lên, cửa đã được khóa. Trong lúc diễn ra những hành động đó, Diệp Vô Phong vẫn bình thản nằm co chân ở trên giường, tuyệt nhiên chẳng có động tĩnh gì. Tần Chí Dũng biết rất rõ, Diệp Vô Phong đã bị bỏ đói hai bữa rồi. Cho dù đã ăn sáng thì bây giờ bụng cũng đã đói cồn cào. Sức chiến đấu cho dù không giảm đi một nửa thì ít nhất cũng đã giảm đi một phần ba nhưng mà bản thân Tần Quốc Dũng máu đang dồn lên não. Anh ta tin rằng tối nay nhất định có thể khiến Diệp Vô Phong trụy tim sợ hãi mà chết, mà còn chỉ bằng một cú đấm. Trong bóng tối, Tần Chí Dũng cảnh giác tiến tới chỗ nằm của Diệp Vô Phong. Khoảng cách càng ngày càng ngắn lại, nhưng Tần Chí Dũng không nghe thấy tiếng thở của Diệp Vô Phong. Đã chết rồi hay sao? Tần Chí Dũng thấy có chút kỳ lạ trong chuyện này. Đang cách chỗ nằm của Diệp Vô Phong chưa tới 2 mét, Tần Chí Dũng lao người về phía trước một cú đấm được tung ra vào chúng thái dương của diệp vô phong cú đấm mạnh như trời giáng người bị đấm chết ngay tức khắc đột nhiên lúc nắm đấm sắp chạm tới mục tiêu diệp vô phong đang nằm yên trên giường lại quay người đi vốn dĩ đang co quắp hai chân nằm trên giường diệp vô phong bất ngờ liền đạp ngay một cú về phía ngực của tần trí dũng tần trí dũng giật mình vội vàng tránh người sang một bên mới thoát được chiêu thỏ đạp chim ưng của diệp vô phong một đấm vừa rồi cũng rơi vào khoảng không tần trí dũng nín thở Lui người vào trong bóng tối chờ đợi động tính tiếp theo của Diệp Vô Phong. Hai người đánh với nhau một chiêu, mặc dù là vô cùng lặng yên nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần lồng ngực của tần trí dũng trúng trưởng thì anh ta sẽ chết không kịp chăn chối. Mà Diệp Vô Phong nếu trúng chiêu, không nghi ngờ gì sẽ được xác định do trụy tim mà chết. Tần Chí Dũng lẻn vào phòng giam không phải là lần đầu tiên. Nhưng một trường tung ra mà đối phương tránh được, thậm chí gặp phải cú trả đòn từ đối thủ thì đây là lần đầu tiên hai người đều đang cố gắng nín thở nhằm tránh bị đối phương phán đoán chính xác vị trí hiện tại của bản thân. căn phòng giam tĩnh lặng, đã qua hơn nửa phút đồng hồ. cuối cùng tần trí dũng không thể tiếp tục nhẫn nại, bất ngờ tung ra một cú đá như bão táp về phía diệp vô phong. diệp vô phong vốn dĩ đợi cho đối thủ thấm mệt mới xuất chiêu bởi vì bản thân đã quá đói, thể lực đã giảm suốt phần nào. đối phương tung chiêu vô cùng mạnh mẽ. không những thế, tần trí dũng tranh thủ mọi thời cơ để xuất chiêu, ưu thế vô cùng lớn. Diệp Vô Phong rỗi chân, đợi khi chiêu thức của đối phương sắp chạm tới, liền nhanh chóng bước chân tránh về phía bên phải nửa thước. Bạc, tay trái của Diệp Vô Phong bắt được cổ chân phải của đối thủ. Không một phút chậm trễ, liền ra tay vặn luôn. Dù cho bản thân đã đói lả nhưng khi bắt được chân của Tần Trí Dũng, bàn tay của Diệp Vô Phong liền như một cái kìm sắt kẹp chặt bàn chân của đối thủ. Chân bị giữ chặt khiến cho Tần Trí Dũng nhận ra rằng đối phương vẫn còn quá mạnh không có cách nào chống lại được bây giờ phải làm sao? Tần Chí Dũng nhanh như chấp lợi dụng hướng vận cổ chân của Diệp Vô Phong, xoay người 360 độ. Đồng thời, chân phải thuận theo cảm giác, tung ngay một cú đá vào đầu của Diệp Vô Phong, tính rằng trưởng này được tung ta sẽ giải thoát được thế bất lợi của bản thân. Diệp Vô Phong nhân lúc đối phương xoay người, nhanh chóng giơ cao chân phải của đối thủ. Sau đó tiếp tục thi triển công lực, dương tay ra phía sau, bụp. Tần Chí Dũng ngã trên mặt đất, một chân vẫn đang bị Diệp Vô xong nắm chặt. Diệp Vô Phong cúi người túm lấy thắt lưng của Tần Chí Dũng, lật úp đối thủ xuống. Hai tay Diệp Vô Phong nhấc bổng anh ta lên không trung, ném về phía cánh cửa phòng giam. Sau đó Diệp Vô Phong buông lỏng hai tay, thôi không nắm chặt chân của anh ta nữa. Tần Chí Dũng lê lát bò ngang trước mặt của Diệp Vô Phong. Một cú đấm được tung ra, gáy của Tần Siết Dũng chịu phải cú đấm quá mạnh, lập tức rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh chương 383, vi phạm nghiêm trọng. Tiếp sau đó, Diệp vô phong chậm rãi xé chiếc áo quản giáo đang mặc trên người của tần trí dũng ra thành từng giải, tết thành một sợi dây thừng. Sau đó dùng sợi dây vừa tết xong chói quắp hai tay của tần trí dũng ra sau lưng, đồng thời chói hai chân anh ta lại với nhau. Diệp vô phong cứ lặng lẽ chói tần trí dũng mà không gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào. Sau khi làm xong mọi chuyện, Diệp vô phong lại tiếp tục co quắp trên giường, nhắm mắt thư giãn. Trong thời gian giao đấu, tuyệt nhiên không bên nào lên tiếng. Các buồng giam xung quanh đều có thể nghe thấy mọi động tĩnh ở bên này. Nhưng ở trong trại giam này, không có ai quản chuyện ngủ nghỉ của phạm nhân. Diệp vô phong tiếp tục tu luyện trong yên tĩnh. Vừa qua được hơn nửa giờ đồng hồ, lại nghe thấy tiếng mở khóa lách cách và tiếng cót két mở cửa vang lên. Không lâu sau đó, một tay quản giáo bước vào buồng giam số 109 phát hiện lớp cửa sắt bên trong đã khóa, không khỏi tò mò hỏi anh Dũng. Mọi chuyện xong xuôi rồi chứ? Tay quản giáo khe khẽ bật đèn pin soi vào trong buồng, nhưng tuyệt nhiên không biết tình hình bên trong của phòng giam. Anh Dũng, anh vẫn đang cầm chìa khóa của tôi đó. Anh ra đây mở cửa đi. Tôi không có chìa khóa nên không thể mở cửa. Tay quản giáo hối thúc, sau khi gọi liên tục 2 3 tiếng, tay quản giáo cảm thấy có gì đó không ổn, Anh Dũng. Anh Dũng, trả lời tôi đi anh Dũng, tên đó như thế nào rồi? Đồng chí quản giáo anh dũng của anh hiện đang ngủ trong lời nói của diệp vô phong pha chút mỉa mai diệp vô phong anh nói cái gì anh dũng đang ngủ sao tay quản giáo giật mình diệp vô phong anh làm gì anh dũng rồi diệp vô phong trả lời tôi không làm gì anh ta chẳng qua là hiện tại anh ta đang ngủ say à đúng rồi tôi yêu cầu sự có mặt của anh bạch tinh đồng trong đội cảnh sát hình sự của thành phố thì tôi mới mở cửa bằng không nếu người khác cưỡng ép mở cửa tôi sẽ ngay lập tức giết chết anh Dũng. Gì cơ, anh, anh đúng là một tên khủng bố. Tay quản giáo tức giận, người đâu? Mau lại đây, xảy ra chuyện rồi. Tay quản giáo hô vang vài tiếng khàn cả cổ, nhưng không có ai đáp lại. Anh ta nhớ lại rằng khu bên này của trại giam là do anh ta nhận nhiệm vụ trực ban. Anh ta bỏ mặc tần trí dũng mà chạy đi mất. Thế là anh ta liều mạng chạy ra phía bên ngoài, đồng thời liên tục thổi còi báo động. Tuyết tuyết, tiếng còi inh ỏi vang lên, sẽ toạc đi sự yên tĩnh của màn đêm. Hai người quản giáo khác đang ngồi trong phòng trực ban nghe thấy tiếng còi lập tức xách theo súng lục, nhanh chóng chạy tới. Sao vậy? Có chuyện gì rồi? Hồ Tiểu Dân, anh thổi còi báo động có chuyện gì? Tay quản giáo đó tên là Hồ Tiểu Dân, hấp tấp nói, mau tới đây xem. Phòng 109 có chuyện rồi. sốt cuộc là chuyện gì? Phạm nhân tự sát hay sao? Hồ Tiểu Dân, mày gặp phải cái quái gì mà không bình tĩnh được hả? Mày là một quản giáo lâu năm rồi cơ mà, hiển nhiên cấp bậc của hai tay quản giáo kia cao hơn Hồ Tiểu Dân. Sau một hồi lúng túng, Hồ Tiểu Dân dẫn theo hai tay quản giáo trực ban tới trước cửa phòng số 109 tôi cũng không biết. Tôi, anh Dũng vẫn ở trong này. Hồ Tiểu Dân, mày đúng là cái đầu ngu, vẫn còn khóa anh Dũng ở trong này đúng không? Cái đầu mày bị làm sao á? Mau mau mở cửa cho anh Dũng ra ngoài là xong chuyện chứ sao? Nhưng trong phòng lại vọng ra tiếng nói của Diệp Vô Phong không phải là do đầu óc của hồ tiểu dân có vấn đề. Là do anh Dũng của mấy người đầu óc quá kém, tự nhiên đóng cửa lại mới chết. Nhưng mà, bây giờ tôi muốn nhìn thấy cô Bạch Tinh Đồng trong đội cảnh sát hình sự của thành phố thì mới mở cửa ra được. Nếu như các anh ép tôi mở cửa, tôi sẽ cho anh Dũng của các anh ngủ dài dài. Xì, ba tay quản giáo phía bên ngoài buông rõng thở dài. Anh Dũng là người như thế nào? trong suy nghĩ của bọn họ, anh dũng gần như vô địch thiên hạ. Trong cả cái tỉnh Phụng Thiên này, rất khó để tìm thấy một cao thủ có thể đối chọi lại với anh Dũng. Thế nhưng có vẻ như sau khi anh Dũng bước chân vào cái buồng giam này, bị một thằng cha đã đói ăn nửa ngày dậy dỗ cho một trận chẳng phải quá bất bình thường hay sao? Diệp vô phong, anh đừng có mà đưa ra yêu sách, anh Dũng bị làm sao rồi? Hồ Tiểu Dân vô cùng lo lắng. Anh Dũng của các anh bị tôi trói chặt rồi. Tư thế này thật không được đẹp cho lắm." Diệp Vô Phong ung dung nói tiếp, "Chẳng qua là hiện tại các anh muốn cứu anh ta ra ngoài, điều này không thể được. Tôi phải tận mắt nhìn thấy cô Bạch Tinh Đồng của đội cảnh sát hình sự thành phố thì mới thả anh ta ra được. Bằng không, ai cũng đừng hòng bước vào đây nửa bước." Ba người vừa nghe xong thật sự bị sốc nặng, có thể trói được anh dũng, lại còn ung dung như vậy, tên này quả thật là một kẻ mạnh. Thật quá lợi hại. Thế là Hồ Tiểu Dân gọi điện cho giám đốc trại giam, giám đốc Phương. Không hay rồi, trại giam của chúng ta có chuyện rồi. Đừng hấp tấp, từ từ nói, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Phương Thụ Sơn với phản lợi quốc cộng thêm hai ả đào đang lên tận mây xanh lại bị Hồ Tiểu Dân chen ngang cuộc vui, trong lòng vô cùng bực dọc. Giám đốc Phương, chuyện là như thế này. Anh Dũng đúng là đã đến trại giam của chúng ta. Sau đó thì, Hồ Tiểu Dân trong lúc vội vàng, lời nói ấp úng nhưng vẫn nói được trọng tâm của sự việc rất rõ ràng cái gì anh dũng bị tên đó trói chặt rồi sao sao có thể thế được phương thụ sơn choáng váng các anh còn không mau cứu người ra đi đồ ngu hồ tiểu dân trả lời giám đốc phương ông nghĩ xem đối phương có thể hạ gục rồi bắt trói anh dũng một cách dễ dàng thì là một cao thủ mạnh tới mức nào chúng tôi không dám bước vào đó cái con khỉ trong tay các anh không phải đang có súng hay sao lẽ nào anh ta còn dám chống cự? Phương Thụ Sơn thịnh nộ. Không phải, giám đốc Phương, anh Dũng còn ở trong đó. Chúng tôi đứng ở ngoài này nổ súng, lỡ may anh Dũng bị trúng đạn thì làm sao? Hồ Tiểu Dân cảm thấy khó xử. Hực, các anh đúng là một lũ ăn hại, đến một chút năng lực giải quyết tình huống đột xuất cũng không có. Dứt khoát chết đi cho xong, so với lợn còn ngu hơn. Phương Thụ Sơn chửi một phen thầm tệ, Ông ta không muốn buông ả Đào đang nằm ve vãn trên ngực ông ta, được rồi. Tôi lập tức quay về xem sự tình thế nào. Hơn 20 phút sau, Phương Thụ Sơn về tới trại giam. Lúc này người canh của trại giam đều đứng tập hợp tại bên ngoài khu trại giam, chuẩn bị có thời cơ là xông vào. Phương Thụ Sơn mắng chửi, các anh còn đứng ở đây làm cái gì? Mau mau đi về vị trí của mình, nhanh lên. Một tay lính gác bị mắng, giật mình nói, "Giám đốc, có người quấy rối." Chuyện gì, tôi đi xem nào, các anh bây giờ quay về vị trí của mình hết đi. Phương Thụ Sơn vừa nói vừa bước nhanh về phía trước, trong lòng tràn đầy tự tin. Bước tới trước cửa phòng giam số 109, Phương Thụ Sơn dạy dỗ hồ tiểu dân một trận, sau đó tự mình đứng trước cửa, diệp vô phong. Tôi là Phương Thụ Sơn giám đốc trại giam, đề nghị anh lập tức thả người ở bên trong là tần trí dũng ra ngay cho tôi. Nếu không người của trại giam chúng tôi sẽ lập tức tấn công một khi tấn công thì tính mạng của anh coi như xong. Tiếng trả lời điềm đạm của Diệp Vô Phong vọng ra, "Giám đốc Phương, ông tưởng tôi không biết ông cấu kết với anh Dũng muốn tôi kết thúc ở trại giam này sao? Lúc này tôi muốn cứu ông, ngay lập tức gọi điện cho Bạch Tinh Đồng trong đội cảnh sát hình sự thành phố, bảo cô ta tự mình đến đây, tôi mới thả Tần Chí Dũng. Bằng không, chuyện khác đều miễn bàn, có gan thì các anh cứ xông vào, để xem Tần Chí Dũng chết trước hay là tôi chết trước." Anh anh đừng có mà quá đáng diệp vô phong anh nên biết thân biết phận anh đang thuộc diện đối tượng bị tình nghi phương thụ sơn vô cùng tức giận rút khẩu súng lục ra hướng về phía trước nhưng trước mắt toàn là bóng tối khiến ông ta không dám bắn bừa diệp vô phong nói đưa cảnh sát bạch tinh đồng tới đây tôi có chuyện khẩn cấp muốn gặp cô ta báo cáo nhưng phương thụ sơn không muốn gọi bác tinh đồng đến trại giam ông ta tự ý đưa tần trí dũng vào trong phòng giam đây là một lỗi vi phạm cực kỳ nghiêm trọng. chương 384, kẻ tình nghi nguy hiểm. Diệp vô phong, anh phải chú ý thân phận của mình. Hiện tại anh là kẻ tình nghi, không đủ tư cách đưa ra yêu cầu gì với chúng tôi cả. Vậy thì ông cứ từ từ chờ, tôi nghĩ anh Dũng của các người có thể cũng sớm ngạt thở chết rồi. Diệp vô phong thờ ơ nói. Cái gì, anh Dũng làm sao mà chết ngạt được, anh đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Chắc chắn rồi, Phương Thụ Sơn ngay lập tức trở nên căng thẳng thậm chí thu súng lại rồi đứng lên. Diệp Vô Phong chậm rãi nói, tại sao tôi phải nói cho ông biết? Ông muốn tin hay không tin thì tùy, chỉ là nếu ông không tin thì đó là trách nhiệm của ông chẳng liên quan gì đến tôi cả. Hả, Diệp Vô Phong, anh phải chăm sóc anh Dũng cho thật tốt. Tuyệt đối không được để chuyện gì xảy đến với anh ấy. Phương Thụ Sơn rất sợ hãi, nếu Tần Chí Dũng gặp tai nạn, Âu Dương Lôi nhất định sẽ rất tức giận, Giám đốc trại tạm giam nhỏ như ông ta có thể gặp tai bay vạ gió. Diệp Vô Phong nói tôi không có nghĩa vụ phải cứu anh ta. Tên họ Phương kia, ông không biết rằng anh ta đến đây để giết tôi sao. Á, à, tôi lập tức thông báo cho cảnh sát Bạch để cô ta tới ngay. Phương Thụ Sơn không còn cách nào khác, lập tức tìm trong sổ địa chỉ của cảnh sát thấy thông tin liên lạc của Bạch Tinh Đồng, lập tức gọi điện thoại cho cô ta. Alo, Bạch Tinh Đồng thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Alo, xin chào cảnh sát Bạch, tôi là giám đốc trại tạm giam tên Phương Thụ Sơn, tôi cầu xin cô hãy đến đây ngay lập tức, bởi vì có chuyện xảy ra với tôi và tôi cần đến sự giúp đỡ của cô. Cảm ơn, Phương Thụ Sơn dần trở nên vội vàng. Bạch Tinh Đồng ngạc nhiên, trại tạm giam muốn tôi đến giúp đỡ sao? Giám đốc Phương, đầu óc ông có vấn đề sao? Này, bà cô của tôi ơi, cô đừng có giả vờ nữa. Có một người tên là Diệp Vô Phong nói nếu cô không tới, anh ta sẽ nói tóm lại, cô nên đến đây càng sớm càng tốt. Phương Thụ Sơn đang gấp đến độ muốn chảy cả máu não, nếu anh Dũng thực sự có vấn đề ở đây, ông ta sẽ gặp rắc rối lớn. Vậy thì ông đợi tôi 20 phút, Bạch Tinh Đồng cũng rất vui, từ khi công tác ở nơi đây cô ta chưa từng được nhận lời nhờ vả của ai cả. Hả, 20 phút, bà cô của tôi ơi, cô có thể nhanh lên không? Phương Thụ Sơn rất vội. Bạch Tinh Đồng lo lắng, giám đốc Phương, ông đang nói cái gì vậy? Tôi chuẩn bị đi ngay. Ông không biết đường từ sở cảnh sát đến trại tạm giam là bao xa sao. Tôi đây đã là đi nhanh nhất có thể rồi. Phương Thụ Sơn bất đắc dĩ nói, cha cha, được rồi bà cô của tôi, cô nhanh lên, tôi đang lo lắng muốn chết đây. Phương Thụ Sơn lo lắng đi lại xung quanh phòng, lại không thể trực tiếp xông vào, chỉ có thể trong hành lang đi tới đi lui từng bước. Ngược lại, những quản giáo lại chẳng lo lắng như vậy. Mặc dù Hồ Tiểu Dân đích thân đưa Tần Trí Dũng vào phòng giam, nhưng đó là vì anh ta đã làm theo lệnh của Phương Thụ Sơn, vì vậy về mặt tâm lý anh ta không có nhiều gánh nặng. Trên thực tế, Hồ Tiểu Dân vẫn đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của một quan chức cấp cơ sở như Phương Thụ Sơn, nếu có chuyện gì xảy ra thì Hồ Tiểu Dân chỉ có thể bị đưa ra là vật thay thế chịu nạn mà thôi. Quả thật, Bạch Tinh Đồng đã làm theo những gì ông ta nói, trong vòng 20 phút cô ta đã có mặt ở trại tạm giam. Có chuyện gì vậy, cô ta vội vàng bước vào. Phương Thụ Sơn vội vàng chào hỏi, bà cô của tôi ơi, Diệp Vô Phong nói không nhìn thấy cô sẽ không mở cửa phòng giam. Tên này quá kiêu ngạo, tôi nghĩ chúng ta phải lập tức điều động cảnh sát xông vào. Xông vào sao, Bạch Tinh Đồng nói, bước chân đột một dừng lại. Giám đốc Phương, ông đã xúc phạm Diệp Vô Phong như thế nào? Theo tôi biết Diệp Vô Phong là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Chính xác thì ông làm thế nào khiến một công dân tốt như vậy phải vi phạm pháp luật chứ? cảnh sát bạch cô không được nói bừa như vậy làm sao chúng tôi có thể ép anh ta được cô để anh ta mở cửa trước rồi nói chuyện được không đương nhiên phương thụ sơn không chịu thừa nhận điều đó diệp vô phong có chuyện gì vậy sao lại bị bọn họ bắt đến trại giam tại sao không thông báo cho tôi giọng bạch tinh đồng tuy rằng đều là trách cứ nhưng trong lòng lại quan tâm đến diệp vô phong nếu không chỉ dựa vào một cuộc điện thoại bất ngờ của phương thụ sơn có thể gọi cô ta đến đây sao cô ta đến nhanh nhất có thể chỉ vì nghe thấy tên của diệp vô phong diệp vô phong cũng rất vô tội cười khổ nói là chú cảnh giao cử tôi đến đây lúc đó tôi cũng là không còn cách nào khác cả tuy nhiên tôi gọi cô qua đây là vì có chuyện quan trọng muốn nói với cô bây giờ ngoại trừ cô không ai được phép tiến vào cả hả chuyện gì cơ bạch tinh đồng thực sự không hiểu diệp vô phong nói người gọi là anh dũng mà tôi đề cập với cô hiện đang ở trong phòng giam của tôi À, vậy anh mở cửa phòng giam đi. Bạch Tinh Đồng ngay lập tức hiểu ra tại sao Diệp Vô Phong phải đợi cô ta đến mới được. Chính là để đưa người gọi là anh Dũng đó ra trước công lý. Diệp Vô Phong đưa chìa khóa từ bên trong ra, vị tần trí Dũng này, mặc đồng phục của quản giáo bước vào phòng giam của tôi và mang theo bộ chìa khóa này. Cảnh sát Bạch, cô có thể suy nghĩ cẩn thận xem tại sao anh ta có thể đi vào không? Và anh ta vào đây là muốn làm gì? Bạch Tinh Đồng lấy chìa khóa mở cửa, tôi hiểu rồi. Tôi biết ý của anh, đừng lo lắng, chỉ cần anh giao tần trí dũng cho tôi, vụ này tôi sẽ xử lý rõ ràng. Được rồi, tôi tin cô. Sau khi Bạch Tinh Đồng mở cửa, Diệp Vô Phong đã giấu người sau cánh cửa. Khi Bạch Tinh Đồng bước vào, cô ta đóng cửa sắt lại, đèn pin chiếu vào tần trí dũng, người bị Diệp Vô Phong trói trông như cái bánh trưng, cô ta suýt chút nữa đã cười ra thành tiếng, buộc cũng chặt thật đấy diệp vô phong nói anh ta cũng là một cao thủ tôi có thể không trói chặt được sao bạch tinh đồng nói vậy tôi liền đem anh ta ra ngoài diệp vô phong thở dài nếu tôi không giúp cô đem anh ta ra tôi lo lắng giữa đường cô có thể xảy ra chuyện bạch tinh đồng nghi hoặc hỏi anh trói chặt anh ta như vậy còn chưa đủ sao diệp vô phong nói một cao thủ như anh ta cô có chắc là đối phó được không cho dù là tôi đã trói chặt nhưng anh ta vẫn có thể thoát ra bất cứ lúc nào nếu anh ta thoát ra được thì cô không thể xem thường được đâu." Bạch Tinh Đồng đột nhiên nghĩ, tuy rằng cô ta cảm thấy Diệp Vô Phong nhất định sẽ không liên kết để gây chuyện, huống chi là phạm tội, nhưng nếu cô ta muốn đưa Diệp Vô Phong đi ngay bây giờ, điều đó chắc chắn không phù hợp với quy định nội bộ của cảnh sát. Khi Bạch Tinh Đồng không nghĩ ra phải làm như thế nào, cô ta gọi cho đội trưởng cảnh sát hình sự hình liên cương, "Đội trưởng hình, tôi có một vấn đề anh có thể giúp tôi giải quyết không? Sự việc là như thế này." Cô ta giải thích một cách ngắn gọn nhất tình hình ở đây cho hình liên cương nghe, rồi nói, đội trưởng hình, tôi nghĩ rằng anh nên báo cáo với sở trưởng ngay lập tức. Tôi phải đưa nghi phạm Diệp vô phong mang đi và anh ấy sẽ hỗ trợ tôi đưa nghi phạm Tần Trí Dũng đến đội cảnh sát hình sự của chúng ta. Hình liên cương nói, nghi phạm Tần Trí Dũng mà cô đề cập có thực sự nguy hiểm đến vậy không? Bạch Tinh Đồng nói, tất nhiên, đội trưởng hình, tôi hứa nếu anh chỉ nói về võ thuật, dù anh và tôi cùng nhau liên thủ cũng không phải là đối thủ của anh ta. Mạnh như vậy sao? Được, cô có thể để Diệp Vô Phong giúp cô, nhưng Diệp Vô Phong vẫn phải nhận sự trừng phạt của cảnh sát. Chúng ta không thể vì lợi ích cá nhân mà trái pháp luật được." Hình Liên Cương nghiêm nghị nói. Chương 385: Cảnh sát đánh người. Bạch Tinh Đồng nói, "Đội trưởng Hình, đừng lo lắng, tôi hứa với anh sẽ không làm trái pháp luật. Tôi hứa Diệp Vô Phong bất cứ lúc nào cũng có thể nhận lấy hình phạt thích đáng." anh yên tâm chứ. Hình liên cương lại nói, được rồi, tôi sẽ báo cáo với sở trưởng, để sở trưởng quyết định. Trên thực tế, đội trưởng hình liên cương đang là người rất được lòng sở trưởng. Chỉ cần anh ta đưa ra quyết định, sở trưởng nhất định sẽ không phản đối chuyện này. Tâm trạng Phương Thụ Sơn bên ngoài phòng giam có chút phức tạp. Nếu Bạch Tinh Đồng đưa anh Dũng và Diệp vô phong đi thì tình hình trong trại giam tối nay sẽ được phơi bày hoàn toàn. Toàn bộ hệ thống an ninh công cộng sẽ biết rằng Phương Thụ Sơn này đã đưa Tần Trí Dũng, một người không liên quan vào trại giam. Tất nhiên, cách tốt nhất là để anh Dũng trốn đi, khiến Bạch Tinh Đồng không có bằng chứng. Nhưng mà, hiện tại Bạch Tinh Đồng đã được mời đến đây, Bạch Tinh Đồng đã tận mắt nhìn thấy tất cả còn có thể làm cho cô ta thay đổi suy nghĩ không? Phương Thụ Sơn ánh mắt càng ngày càng hung tợn, đã chót rồi thì phải làm đến cùng thôi. Bạch Tinh Đồng nói, Giám đốc Phương nghe này, tôi chuẩn bị đưa hai người trong phòng giam số 109 đi. Hiện tại, đội trưởng hình của chúng tôi đã báo cáo với sở trưởng, tôi hy vọng rằng giám đốc Phương có thể hợp tác với chúng tôi. Tôi sẽ bắt hai người này đi, hãy đem xe cảnh sát đến đây. Phương Thụ Sơn lập tức thoái thác, sao? Cảnh sát bạch, Diệp Vô Phong là người phạm tội bị giam giữ, đêm khuya như vậy, cô cũng không đủ tư cách thẩm vấn. Vì vậy, Diệp Vô Phong không thể đi. Bạch Tinh Đồng khịt mũi lạnh lùng, giám đốc Phương, Ý ông là gì? Chúng ta không thể ngầm hợp tác xử lý vụ án sao? Phương Thụ Sơn nói, cảnh sát Bạch, đây không phải là vấn đề hợp tác xử lý vụ án. Hai người này hiện tại đang ở trong trại giam của tôi, cô không thể bắt bất cứ ai trong số họ. Ông, giám đốc Phương, ông đây là không hợp tác với tôi." Bạch Tinh Đồng tức giận chất vấn. Phương Thụ Sơn chế nhạo, "Cảnh sát Bạch, đây là vì yêu cầu của cô quá không hợp lý." đưa người ra khỏi trại tạm giam không thể thiếu đi một thủ tục nào cả tôi cũng không thể tùy tiện để cho họ đi được nếu không đây là một hành động trái luật bạch tinh đồng hừ nhẹ một tiếng hôm nay tôi nhất định phải đưa hai người này đi giám đốc phương ông cũng phải hợp tác với tôi phương thụ sơn vung tay rút súng ra cảnh sát bạch cô đừng bước người quá đáng tôi không sợ nói cho cô biết đêm nay cô không thể đưa bất kỳ ai trong số họ đi phương thụ sơn vẫy tay các quản giáo xung quanh đều rút súng lục ra, lấy trang bị của cảnh sát ra chuẩn bị liều mình chiến đấu với Bạch Tinh Đồng. Đương nhiên, Bạch Tinh Đồng không thể đánh, nếu không, cô ta không những không thể đưa người ta đi mà còn vi phạm kỷ luật nội bộ và chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Vì vậy, cô ta hít một hơi thật sâu nói, "Giám đốc Phương, chúng ta hãy chờ lệnh của sở trưởng đi." Sở trưởng sẽ không ra lệnh bừa bãi như vậy, Phương Thụ Sơn thầm nghĩ trong lòng, dù sao thì sở trưởng cũng là chú ruột của tôi. Tuy nhiên, vừa dứt lời thì chuông điện thoại vang lên, ông ta nhanh chóng lấy ra, thấy đó là số điện thoại cố định của văn phòng sở cảnh sát thành phố, ông ta nhanh chóng trả lời, alo. Xin chào, tôi là Phương Thụ Sơn, ông là ai, lãnh đạo, xin hãy ra chỉ thị. Bên kia nhẹ giọng nói, Phương Thụ Sơn, bây giờ tôi ra lệnh cho ông phối hợp với cảnh sát Bạch Tinh Đồng để đưa cả Tần Trí Dũng và Diệp Vô Phong đến đội hình sự của sở cảnh sát thành phố. Hiểu chứ, được copy tại tương đương chu chue n việt nam tương đương. Á, à, là, đến tận bây giờ Phương Thụ Sơn mới sợ hãi mà nhận thức hoàn toàn được mọi chuyện, nhưng ông ta vẫn không muốn do dự thêm vài phần. Bạch Tinh Đồng nói, Diệp Vô Phong, anh khống chế Tần trí Dũng cho tôi. Chúng ta ngay bây giờ sẽ đi ra ngoài, tôi muốn xem Phương Thụ Sơn có thực sự dám ngăn cản chúng ta không. Diệp Vô Phong cười nói, đừng lo lắng, giám đốc Phương không phải đang trả lời điện thoại sao? Phương Thụ Sơn vội vàng đi cách phòng giam 109 vài bước, trầm giọng nói chú, chú. Cháu xin chú, không thể đưa Tần Trí Dũng về đội cảnh sát hình sự, nếu không, cháu. Phương Thụ Sơn, tất nhiên là tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Gan của cháu cũng lớn thật, lại dám tùy tiện cho người ngoài vào trại giam, nếu không thì như thế này đi, cháu đến đội cảnh sát hình sự cùng cảnh sát bạch để thẩm vấn. Không, chú, cháu, Điện thoại truyền đến một hồi âm thanh tút đã ngắt kết nối, Phương Thụ Sơn ngẩn người. Bốn quản giáo bên ngoài phòng giam 109 tuy cầm súng trên tay nhưng lúc này họ cảm thấy lúng túng, bây giờ phải làm sao? Bất ngờ một bàn tay từ phía trong đưa ra, nhanh chóng mở ổ khóa cửa sắt ra. Ầm, uhm, khi cánh cửa sắt bị đẩy ra, Phương Thụ Sơn chạy nhanh trở lại, mở miệng định ngăn cản. Bạch Tinh Đồng nói, Diệp Vô Phong, chúng ta là theo lệnh của sở trưởng nếu ai dám ngăn cản chúng ta ra khỏi đây, có thể đánh gục ngay tại chỗ. Được rồi, Diệp vô phong trong tay mang theo tần trí dũng, cảnh giác đi theo bên cạnh bạch tinh đồng, nhìn chăm chú vào những khẩu súng của quản ngục, nếu kẻ nào dám bắn, Diệp vô phong sẽ ngay lập tức giết người đó. Súng của bốn tên quản giáo nhẹ nhàng chỉ xuống đất. Cô, các người, Phương Thụ Sơn trong lòng đang đấu tranh kịch liệt. Khi Bạch Tinh Đồng đi ngang qua ông ta, cô ta giơ khẩu súng lục lên và nói với giọng đe dọa giám đốc phương, súng cảnh sát được dùng để đối phó với kẻ thù. Ông nhớ kỹ cho tôi, mặt khác, sao ông không nghĩ rằng sẽ đến sở cảnh sát một chuyến? Phương Thụ Sơn giật mình, lắc đầu nói, sáng mai tôi sẽ đi. Bạch Tinh Đồng gật đầu, được rồi, vậy chúng tôi đi trước, hẹn gặp lại. Diệp vô phong nắm mấy mảnh gạch nhỏ trong lòng bàn tay, đây là thứ mà anh đã cứng rắn kéo ra từ bức tường của phòng giam, là vũ khí hiện tại của anh. Chỉ cần Phương Thụ Sơn dám bóp cò, Diệp Vô Phong nhất định sẽ cho ông ta nếm mùi mảnh gạch nhỏ trong tay. Cuối cùng, Tần Chí Dũng được đưa đến phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, Bạch Tinh Đồng đưa hai cảnh sát và đội trưởng hình bắt đầu cuộc thẩm vấn, Diệp Vô Phong ngồi sang một bên và phụ trách nghe thẩm vấn. Tần Chí Dũng tỉnh dậy, nhìn thấy đội trưởng hình, anh ta không khỏi mỉm cười, "Ha ha, anh đang muốn thẩm vấn tôi sao?" Hình Liên cương nghiêm túc nói, "Tần Chí Dũng, anh phải chấp nhận sự thẩm vấn của chúng tôi và thành thật giải thích hành vi phạm tội của mình tần trí dũng cười đội trưởng hình chỉ dựa vào anh mà cũng có thể thẩm vấn tôi sao cho dù có là sở trưởng nhà họ lôi cũng chẳng để vào mắt được rồi các người muốn hỏi cái gì thì cứ đi tìm luật sư của tôi đi bạch tinh đồng tức giận mắng đừng có chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng như vậy anh đã lẻn vào trại giam nếu anh không thành thật giải thích chỉ dựa vào chuyện này thôi cũng đủ để kết tội anh rồi mặc dù tần trí dũng bị khống chế trên ghế thẩm vấn nhưng vẫn nhìn bạch tinh đồng với vẻ khinh thường đồ nít danh cô cảm thấy như mình mặc lên người một bộ đồng phục cảnh sát màu đen là anh đây phải sợ à nếu cô đặc biệt thả tôi ra cô có tin tối nay tôi sẽ khiến cô không thể rời khỏi giường không tôi khinh tên khốn bạch tinh đồng lập tức tức giận nhảy dựng lên định đánh cho tần trí dũng một trận tên này chửi người khác quá nặng lời tuy nhiên, có người còn di chuyển nhanh hơn cô ta. Diệp vô phong thân hình vừa lóe lên, liền đến bên cạnh tần trí dũng, chát, chát. Mười mấy cái bạt tai, đánh cho anh ta phải ngậm mồm lại. Hình liên cương muốn lớn tiếng ngăn cản. Nhưng chưa kịp nói gì thì Diệp Vô Phong đã đánh xong rồi khoanh tay đứng bên cạnh Tần Trí Dũng. Tần Trí Dũng đang hộc máu mồm, mơ hồ nói cảnh sát. Cảnh sát đánh người. Audio điện tử võ tấn bền chương 386, không thể nào yên tâm được. Sang giác, Diệp vô phong lại đá thêm một cước, đá gãy chân trái cứng rắn của tần trí dũng, sau đó cười lạnh chế nhạo, ông đây không phải cảnh sát, mày gọi sai rồi. Hình liên cương thầm kêu trong lòng, sảng khoái. Tần trí dũng trợn mắt lên, hôn mê, mấy người cảnh sát bên cạnh, nhìn đội trưởng với phó đội trưởng cũng không có ngăn cấm, tâm trạng vô cùng phức tạp nhưng không lên tiếng. Giao, Diệp vô phong cầm lấy chai nước khoáng, mở nắp ra đổ lên đầu tần trí dũng anh ta dùng mình giật mình tỉnh lại đầu lưỡi vừa nhúc nhích liền cảm giác được răng trong miệng đã gãy đi hai cái rất nhiều cái khác lung lay chân trái gãy xương chỉ cần động đậy nhẹ là đau đến không chịu được cả đầu của tần trí dũng toàn là mồ hôi cùng với nước trên đầu hòa vào nhau không phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước một khi cắn răng liền đau không thể chịu được anh ta chỉ có thể hít khí lạnh căm giận mà nói diệp vô phong nhà họ lôi sẽ cho mày chết không toàn thây. Bất cứ lúc nào tôi cũng cung kính chờ đợi. Diệp vô phong thản nhiên nói, có điều, mày là kẻ tội phạm vô số lần lén vào trại tạm giam giết người, vẫn là trước hết phải chịu trừng phạt. Mày, mày không có chứng cứ, nói mấy thứ này không có tác dụng. Tần Chí Dũng vẫn cứ cứng miệng. Chứng cứ, tao nghĩ vị giám đốc phương đó và vị quản giáo hồ tiểu dân đều có thể làm chứng cho mày. Diệp vô phong đứng lên, vốn dĩ mày vào nhà giam là muốn giết tao, tao giết mày cũng không tính là quá đáng. Nhưng bây giờ, tao bỏ ra một chút sức lực giao mày cho cảnh sát xử lý đi. Tạm biệt. Lạc Viễn Trinh, Tần Trí Dũng là người của tôi, lẽ nào ông không biết sao? Làm sao có thể tùy tiện mà bắt vào trại giam thẩm vấn? Bây giờ tốt nhất ông lập tức liền thả Tần Trí Dũng ra, nếu không cái vị trí cục trưởng này của ông sợ rằng ngồi không chắc chắn đâu. Đối diện với bàn làm việc của cục trưởng cục cảnh sát tỉnh Phụng Thiên Lạc Viễn Trinh là một người đàn ông trung niên vô cùng khí thế, chính là Âu Dương Lôi. "Ha ha, chủ tịch Âu Dương, có phải ông quản rộng quá rồi không? Ông vẫn là đến chỗ hội nghị hiệp thương chính trị của ông mà làm hoạt động đi. Chỗ này là cục cảnh sát, tôi mới là cục trưởng." Lạc Viễn Trinh không tự ti cũng không kiêu ngạo mà nói. Ánh mắt của Âu Dương Lôi âm trầm nhìn Lạc Viễn Trinh, cục trưởng Lạc chúng ta người ngay thẳng không nói lời mờ ám âu dương lôi là người như thế nào cục trưởng lạc chắc hẳn là đã nghe qua cho dù là tỉnh ủy hay là chính quyền tỉnh lời tôi đã nói lạc viễn trinh ông về sau lên chức đánh giá của nhiều người rất quan trọng đối với ông còn có người nhà của ông ở phụng thiên ông hiểu rồi đó dầm lạc viễn trinh đột nhiên đập mạnh xuống bàn âu dương lôi ông đây là uy hiếp tôi tôi lạc viễn trinh xuất thân là quân nhân sớm đã đem cái mạng của tôi cống hiến cho quốc gia rồi. Còn về người nhà của tôi, nếu như ông dám làm hại bọn họ, lấy danh nghĩa của Lạc Viễn Trinh tôi, hướng ông báo thù. Hy vọng ông có thể tiếp nhận được. Lạc Viễn Trinh tay phải nhấn vào bọc súng của mình, tràn đầy uy thế, nhìn Âu Dương lôi một cách hết sức giận dữ. Cùng là xuất thân bộ đội đặc trùng, Lạc Viễn Trinh tất nhiên sẽ không sợ hãi loại uy hiếp này của Âu Dương lôi, trái lại sẽ phản kích mạnh mẽ nhất về phần tần trí dũng, anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm về tội ác anh ta đã gây ra. Không ai có thể xen vào, nếu không, những oan hồn đã chết đó sẽ không thể yên nghỉ được. Lạc viễn trinh tôi lấy lương tâm của người thực thi pháp luật, cũng không thể nào yên tâm được. Tôi là An Hâm, luật sư của anh Tần Trí Dũng, tôi muốn gặp đương sự của tôi, đội trưởng hình, anh không có quyền hạn ngăn cấm, anh bắt buộc phải cung cấp điều kiện thuận lợi cho tôi. Một người luật sư đeo kính đến chỗ phòng làm việc của hình liên cương. Hình liên cương mỉm cười nhìn anh ta, ồ, anh luật sư tôn kính, tôi chỉ có thể lấy làm tiếc mà nói với anh rằng trước mắt anh Tần Trí Dũng có liên quan đến một vụ án giết người nghiêm trọng, cho dù anh muốn gặp đương sự của anh, trong thời gian chúng tôi đang điều tra, cũng là không được phép, mời anh về cho. Đội trưởng hình, anh đây là coi thường pháp luật, trong thời gian đương sự của tôi đang bị thẩm tra, tôi cần phải gặp đương sự của tôi. Đây là quy định của pháp luật, an hâm cứ nhè lẽ phải mà hết sức tranh luận chuyện này luật sư an nếu anh kiên chỉ muốn gặp tần trí dũng vậy thì anh chỉ có thể ngồi đợi hình liên cương xảo quyệt vẫy tay phía bên cạnh tiểu lương anh qua đây một lát đặc biệt đi cùng luật sư an gặp mặt nghi can tiểu lương nghi hoặc mà chạy qua ủa đội trưởng hình chúng ta có kỷ luật không thể tùy tiện để nghi can gặp mặt luật sư mà hình liên cương nháy mắt với tiểu lương liếc anh ta một cái luật sư an muốn gặp tất nhiên có thể gặp chúng ta không thể làm trái pháp luật có hiểu không? Chỉ là luật sư An có thể phải đợi hơi lâu, một chút, ha ha. Anh ta vỗ vỗ vai của Tiểu Lương, anh nhất định phải hầu hạ luật sư An cho thật tốt, tuyệt đối không được để luật sư An đói, cũng không được khát, nếu như luật sư An thực sự quá mệt, đương nhiên là cần có một cái giường, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hai, phải phải phải, đội trưởng Hình, tôi đã hiểu rồi. Luật sư An, mời anh đi bên này, Tiểu Lương cũng là một cậu nhóc lanh lợi, trải qua hình liên cương làm phép, như vậy, tự nhiên hiểu rõ ý của đội trưởng hình, chính là muốn anh ta phải ngăn chặn vị luật sư An này. Luật sư An, đây là phòng gặp mặt của đội cảnh sát hình sự chúng tôi, hơi sơ sài một chút, mong thứ lỗi. Tiểu Lương mở cửa phòng ra, mời An Hâm vào trong, sau đó chuyển một cái ghế ngồi ngay cửa, lấy điện thoại ra, còn đặc biệt cắm vào ổ điện ở ngay cửa sạc pin, sau đó bắt đầu quẹt quẹt. An Hâm đợi hơn 10 phút, sau đó không còn kiên nhẫn nữa, cảnh sát Lương tôi muốn gặp đương sự của tôi. Tôi đề nghị các anh nhất định phải thông báo cho đương sự của tôi ngay lập tức. Tiểu Lương từ từ ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại, ô, tôi đã bảo đồng nghiệp của tôi đi thông báo cho anh ta rồi. Có lẽ đồng nghiệp của tôi hôm quá ngủ chế quá còn chưa thức dậy, luật sư An đừng lo lắng, anh nhẫn nại đợi là được rồi. Cái gì, lúc này đã là 10 giờ trưa rồi còn chưa thức dậy. Kỷ luật công việc của mấy người đi đâu hết rồi, tôi muốn tố cáo các người. An hâm vẻ mặt phẫn nộ, hung ác chỉ tay vào tiểu lương. Tiểu lương nhếch mép ách, luật sư an, thực ra thì đội hình sự chúng tôi lười một chút, đương sự của anh Tần Trí Dũng phạm tội như này không phải nên vui mừng à. Anh ta liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật rồi. Có đúng không, vì vậy anh lấy tư cách là luật sư của Tần Trí Dũng, tuyệt đối không thể tố cáo chúng tôi lười biếng được. Nếu không, tôi đi bảo đội trưởng hình của chúng tôi lập tức bắt đầu thẩm tra Tần Trí Dũng. Anh, anh nói gì vậy? An hâm nhất thời nghĩ không ra được lời nào tốt hơn để phản kích lại tiểu lương, tức đến ngực phập phòng, lại chỉ có thể ngồi xuống, sốt ruột chờ đợi. mươi 387, đầy lòng hăng hái. Cuối cùng, vị luật sư An này lại không đợi được, đột nhiên đứng dậy tôi muốn đi vệ sinh. Hả, luật sư An, trong phòng này có nhà vệ sinh, không cần ra ngoài. Tiểu lương chắn ngay cửa, căn bản không tránh ra. Đợi cả hai tiếng đồng hồ, An hâm phát hiện tiểu lương thế mà không hề đi vệ sinh tiểu lương hắt xì một cái, a à, luật sư An, chúng tôi phải tan làm rồi, anh cứ tiếp tục ở chỗ này đợi đi hay là đi ra ngoài thả lỏng một chút rồi trở lại đợi tiếp. An hâm giận dữ hét lên, thời gian của tôi rất quý giá. Các người đây là cố ý làm lãng phí thời gian của tôi. Tiểu lương cười hì hì lắc đầu, luật sư An, thực ra thời gian của tôi cũng rất quý giá, hai chúng ta như nhau mà thôi. Nếu không, anh để lại phương thức liên lạc đi, đợi đến khi nào có thể gặp được Tần Trí Dũng, tôi lại liên lạc với anh sau, như thế nào? Thấy An Hâm nổi điên lắc đầu, Tiểu Lương thở dài nói, được thôi, nếu không thì buổi chiều anh cứ tiếp tục tới đợi. Tôi là đang bận rộn xử lý công việc, đặc biệt được đội trưởng hình điều ra để đón tiếp anh đó. Các người, quá vô lại, An Hâm dưới sự phẫn nộ bước nhanh ra ngoài. Tiểu Lương cười hì hì nói, không phải vô lại, cũng đành chịu thôi. Tiểu Lương thực ra nói rất đúng, bởi vì tối hôm qua khi thẩm tra Tần Trí Dũng, anh ta đã bị Diệp Vô Phong đánh bị thương, mặt giống như đầu heo, còn bị gãy mất một chân, lúc này gặp mặt luật sư đương nhiên là không thích hợp. Bạch Tinh Đồng bận rộn cả nửa đêm thẩm tra Tần Trí Dũng nhưng lại không có tiến triển gì, có điều Bạch Tinh Đồng đã nắm được một số chứng cứ của Tần Trí Dũng, bởi vì Phương Thụ Sơn và người quản giáo Hồ Tiểu Dân đều đến tự thú. Lời khai của bọn họ đủ để chứng thực Tần Trí Dũng đã vào phòng giam của Lâm Hoài Công, Hồ Tam khi bọn họ chết. Chợp mắt một lúc, Bạch Tinh Đồng lại đứng dậy, vội đến bệnh viện thành phố thăm mẹ con Mã Tú Anh. Mẹ của Mã Tú Anh đã được điều trị, tinh thần chuyển biến tốt lên rất nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều, lúc nhìn thấy Bạch Tinh Đồng đến, khen ngợi không ngớt lời, thật là một nữ cảnh sát xinh đẹp. Mã Tú Anh lặng lẽ kéo Bạch Tinh Đồng sang một bên, thấp giọng hỏi, tiểu đồng, Diệp Tiên sinh đó rốt cuộc là người như thế nào? Cậu ấy ứng ra cho gì một tỷ rưỡi, đời này gì chắc chắn chả không nổi, phải làm sao đây? bạch tinh đồng tránh nói về mối quan hệ giữa cô ta với diệp vô phong dì mã dì yên tâm đi ông chủ diệp này là một người tốt tất nhiên nếu như dì thấy bà ở lại bệnh viện có y tá chăm sóc dì có thể yên tâm đến công ty của anh ấy ứng tuyển làm nhân viên vệ sinh từ từ lấy tiền lương của dì trả số tiền đó là được rồi hả vậy thì phải đến khi nào chứ mã tú anh thở dài diệp tiên sinh với con đối với dì thực sự là đại ân đại đức cả đời này dì không có cách nào trả hết được có điều, chỉ cần con với Diệp tiên sinh cần gì, bảo gì làm cái gì cũng được. Bạch Tinh Đồng nói, vậy gì có sở trường gì không? Mã Tú Anh lắc đầu, cổ họng của gì đã bị hủy rồi, còn có sở trường gì đâu. Chỉ có thể làm mấy việc tay chân thấp hèn mà thôi. Vậy được, hôm nay gì đi theo con đến công ty Hoa Cường báo tên đi. Bạch Tinh Đồng lái xe chở theo Mã Tú Anh đi về hướng công ty Hoa Cường. Cô ta không dám nói cho Mã Tú Anh biết Diệp Vô Phong vì bà ấy mà giết chết đại tùng rồi, nếu không sẽ làm cho Mã Tú Anh bị dọa sợ. "Giám đốc Bạch, đây là gì Mã Tú Anh, làm phiền chị sắp xếp công việc cho gì ấy, cảm ơn." Bạch Tinh Đồng tìm đến Bạch Nhạn Phi. Bạch Nhạn Phi nhìn nhìn Mã Tú Anh, gật gật đầu, "Ừm, tổng giám đốc Diệp đã nói với tôi rồi, Mã Tú Anh, tạm thời gì làm việc bên phía hậu cần đi, mỗi tháng 18 triệu, đây là lương cơ bản, nếu như làm tốt còn có tiền thưởng." Hả, Mã Tú Anh giật mình, 18 triệu. Bạch Nhạn Phi mỉm cười gật đầu, nếu như gì cảm thấy 18 triệu quá ít, chúng ta có thể thương lượng. Không phải, Giám đốc Bạch, tôi là muốn nói, 18 triệu, nhiều quá rồi. Mã Tú Anh vội vàng giải thích. Bạch Nhạn Phi nói, chỉ cần gì cố gắng làm việc, còn có tiền thưởng nữa. Ừm, gì nhất định sẽ cố gắng làm việc, tuyệt đối không lười biếng. Mã Tú Anh hứa hẹn. Bạch Tinh Đồng nói: "Gì mã, con tin gì?" Bạch Nhạn Phi cũng nói: "Đúng vậy, người mà tổng giám đốc Diệp đề cử đương nhiên tôi cũng tin tưởng. Mã Tú Anh, nếu như gì làm tốt có thể thăng chức." "Tốt quá rồi, dì nhất định sẽ nỗ lực làm việc." Mã Tú Anh vô cùng vui vẻ, cụ thể thì gì làm những việc gì? Có phải là dọn dẹp vệ sinh của cả tòa nhà hay không? Bà ấy háo hức muốn thử, dường như có sức lực sử dụng không hết. Bạch Nhạn Phi nhăn mặt nói, Mã Tú Anh, gì nghĩ gì là người máy hả? Cả tòa nhà có mấy trăm căn phòng lại thêm cả hành lang, cho dù mỗi ngày đi bộ qua một lần cũng vô cùng khó khăn. Gì đó, chỉ cần phụ trách dọn dẹp một tầng lầu là được rồi. Chỉ quét dọn một tầng, tôi có thể dọn bốn tầng. Mã Tú Anh không cam tâm, dám nốc bạch, tôi thực sự có thể làm. Bạch Nhạn Phi lập tức lắc mạnh đầu, Mã Tú Anh, nếu như tôi để cho gì dọn dẹp bốn tầng, vậy thì phải cắt giảm rất nhiều nhân công, tất nhiên là không được. Mã Tú Anh nói, giám đốc Bạch không hiểu ý của tôi, tôi là nói tôi thực sự có thể quét dọn hết 4 tầng. Hơn nữa tiền lương của tôi không cần tăng, chỉ cần 18 triệu là được rồi. Thật đấy. Bạch Nhạn Phi nói, tuy gì đầy lòng hăng hái nhưng gì chỉ có thể quét dọn một tầng mà thôi. Mã Tú Anh chán nản nói, tôi biết giám đốc Bạch đây là chiếu cố tôi, cho nên tôi không thể làm việc ít được, tôi nhất định phải làm nhiều việc. Bạch nhạn phi vẫy vẫy tay, hàn kỳ lạch bạch chảy qua, giám đốc bạch, có gì phân phó. Bạch nhạn phi nói, vị này là nhân viên vệ sinh mà tổng giám đốc Diệp sắp xếp, mã tú anh. Anh đưa gì ấy làm quen với hoàn cảnh công việc một chút, nhớ là chỉ có thể cho cô ấy quét dọn một tầng. Vâng, Mã Tú Anh, đi theo tôi. Hàn Kỳ đưa Mã Tú Anh đi. Bạch Tinh Đồng nói, dì Mã cảm thấy mắc nợ Diệp vô phong, cho nên dì ấy tự nguyện làm nhiều việc. Tôi biết, nhưng mà cô ấy làm quá nhiều việc sẽ mệt mà sinh bệnh, tôi không thể cho phép được. Bạch Nhạn Phi mỉm cười. Bạch Tinh Đồng thở dài, sợ là chị không ngăn được gì ấy. Bạch Nhạn Phi nói, yên tâm đi, tôi sẽ chú ý đến gì ấy. Bạch Tinh Đồng trở về cục cảnh sát tiếp tục thẩm tra Tần Trí Dũng nhưng nhận thấy không có hiệu quả gì, tên này cho dù có chứng cứ vô cùng xác thực cũng nhất quyết không nhận tội. Hơn nữa, dù Bạch Tinh Đồng đã cử người đến chữa trị cho anh ta, anh ta đều khăng khăng từ chối. Đối với một kẻ cứng rắn như vậy, Bạch Tinh Đồng quả thực là hết cách rồi, có điều chân gãy của Tần Chí Dũng nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bị bỏ đi. Ông nội, Tần Chí Dũng bị cảnh sát bắt lại rồi, nếu như không thể cứu cậu ta ra ngoài, sợ là từ nay về sau cậu ta chỉ có thể ngồi trong tù. Trước mặt của Âu Dương Lôi, một ông lão dâu tóc bạc trắng đang ngồi cúi đầu rũ mắt xuống, ông lão này chính là bác Thoái Vương Đàm Thuận. Tuy dâu tóc ông ta bạc trắng nhưng mặt vẫn hồng hào như trẻ nhỏ, tinh thần khỏe mạnh, hai mắt khép mở, ánh mắt lập lòe. hơn nữa trong tay ông ta cầm một chuỗi tràng hạt bằng sắt, vân vê không ngừng, nhìn trọng lượng của chuỗi tràng hạt này ít nhất không dưới 50 kg. Nhưng khi ông ta cầm trong tay lại khiến người ta có cảm giác tràng hạt được làm bằng chất dẻo xốp, nhẹ vô cùng. Trình độ nâng tạ như vậy là rất cao siêu rồi. chương 388, cướp xe tù. Đàm Thuận đột nhiên mở mắt, ánh mắt phát ra tia sáng, trí dũng tuy rằng có tội, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể xét xử. Âu Dương Lôi, cháu yên tâm, đêm nay ông sẽ đi cứu Trí Dũng, cháu chuẩn bị sẵn tiền cho thằng bé để nó có thể bỏ đi thật xa. Bằng không bị cảnh sát chú ý thì không phải chuyện tốt. Âu Dương Lôi gật đầu, ông yên tâm, cháu đã chuẩn bị hơn 3 tỷ tiền mặt, ngoài ra còn chuẩn bị một tấm thẻ ngân hàng hơn 15 tỷ, ông thấy thế nào? Đàm Thuận gật đầu, rất tốt, Âu Dương Lôi, nó quả thật đã vì cháu làm không ít chuyện, cháu có thể đối xử tốt với nó ông cũng cảm thấy rất vui âu dương lôi nói ông không cần khách khí với cháu cháu đối xử tốt với trí dũng là điều nên làm đêm nay ông định hành động như thế nào đàm thuận nói cháu chỉ cần cử một người lái xe đến nơi ông chỉ định để tiếp ứng là được còn những chuyện khác ông tự sắp xếp âu dương lôi có chút không yên tâm ông ơi cảnh sát nhất định sẽ gia tăng phòng vệ đối với trí dũng một mình ông e là không thể làm được đàm thuận cười ngạo nghễ âu dương lôi có phải cháu cảm thấy ông già nên vô dụng rồi không Ha ha, ông nói đi đâu đấy? Âu Dương Lôi cháu sao dám nghi ngờ người võ công đầy mình như ông được. Âu Dương Lôi cười ha hả, vậy được rồi, đợi ông thắng lợi trở về, chúng ta lại uống rượu chúc mừng. Tiếng cười vừa dứt, cậu ta nói tiếp, ông này, hồ trọng ở bên miến điện đêm nay sẽ đích thân đến Phụng Thiên, cháu thấy tên này lần này đến có lẽ không mang ý tốt, cho nên vẫn là làm phiền ông đi một chuyến. Thằng buôn ma túy đó à? Được cháu và bọn họ thu xếp thời gian rồi báo ông một tiếng là được. Đàm thuận với tư cách là người đại diện có sức mạnh cao nhất phía Âu Dương Lôi, chỉ khi cần người để chấn áp cuộc diện mới phải làm phiền ông, còn những rắc rối nhỏ thì không cần ông phải tham dự. Âu Dương Lôi nói: chúng ta với Hồ Trọng xưa nay đều là một tay giao tiền một tay giao hàng, chưa từng dây dưa. Hồ Trọng lần này đến thật sự không cần thiết. Theo như lời đồn đại trong giang hồ, Hồ Trọng lần này mang theo đội phòng vệ của gã, hơn nữa còn bí mật đưa vào không lẽ gã còn mục đích nào khác? Đàm thuận cười nhạt, kẻ buôn lậu ma túy ở miến điện mà thôi, Âu Dương lôi cháu không cần phải để ý tên đấy. Âu Dương lôi nói, cháu cũng sẽ sắp xếp cho anh em của mình, đến lúc đó cũng sẽ đặt bẫy bọn chúng. Được, cháu tự thu xếp đi, đàm thuận không hề để ý mà xua tay. Âu Dương lôi vội vàng lui xuống, giữa cậu và đàm thuận đã có mối quan hệ mười mấy năm, đàm thuận không có con nối dõi, liền xem Âu Dương lôi là con cháu đời sau của mình, còn Âu Dương Lôi lại vừa ý võ công kinh thiên động địa của ông ấy, nếu như không nhờ Đàm Thuận thì Âu Dương Lôi đã sớm mất mạng. Âu Dương Lôi dường như đếm còn không hết số lần được Đàm Thuận cứu. Hơn nữa, Đàm Thuận đã vì cậu trừ khử hết bao nhiêu đối thủ nguy hiểm, đã không thể dùng ân tình để hình dung nữa rồi. 10 giờ tối, Tần Chí Dũng bị áp tải lên xe tù, đưa về trại tạm giam, chân anh ta bó thạch cao, vết bầm trên mặt ngày càng sưng, không có dấu hiệu tan đi, nhưng cũng đã được bôi thuốc. Phía trước là xe tải quân đội cảnh sát, phía sau là xe tù, phía sau nữa là chiếc xe ô tô do cảnh sát hình sự tiểu lương phụ trách hộ tống chặn đường. Phía trước là một góc rẽ gấp quanh co, tiểu lương vội ra hiệu, mọi người chú ý, phía trước là nơi rẽ gấp, thả chậm tốc độ, ok. Gió, đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm Lâm Đại Cường ở phía trước lớn tiếng đáp. Ơ, ờ, vừa rẽ vào, Lâm Đại Cường liền thấy người một cụ già dâu tóc bạc phơ đứng chống gậy giữa đường trên cổ còn đeo một chuỗi hạt màu đen. Huyết, tình huống đặc thù, chúng ta không thể xuống xe. Lâm Đại Cường nghiêm túc ra lệnh. Tít tít, tài xế đặc cảnh bấm còi, cụ già đó vẫn bất động không nhúc nhích, tiếp tục đứng trong gió lạnh. Nhưng mà ông ấy đứng giữa đường, chiếc xe tải quân đội phía trước hoàn toàn không cách nào tránh được ông ấy. Còi xe vừa hú, cụ ông đó bỗng nhiên ngẩng đầu, bóng dáng trong nháy mắt đã xuất hiện trên đầu xe tải quân đội. Tăng ga, chạy đi. Lâm Đại Cường tức tốc ra lệnh. Gió, tài xế đặc cảnh vừa nghe liền điên cuồng lên ga. Vù vù, loảng xoảng xe tải vận chuyển quân đội này lại có thể xoay vòng tại chỗ, bốn bánh hướng về trước, ngã trên mặt đất. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì, Lâm Đại Cường bị ngã đến không biết gì, nửa ngày cũng không phản ứng lạ, va vào gì rồi. Sự thật là, xe tải quân đội này không va vào thứ gì, mà là bị ông cụ đó cũng chính là bác Thoái Vương Đàm Thuận giữ chặt lấy đầu xe, trực tiếp dùng sức mạnh của mình làm ngã chiếc xe. Xe tù bị kẹp ngay giữa trông thấy phía trước lên ga tưởng rằng có thể tiến lên cũng theo đó tăng ga, ai ngờ vừa lăn bánh đã thấy được cảnh tượng kỳ lạ, tài xế lái xe tù ngớ người không biết xử lý thế nào, bỗng nhiên cảm thấy chiếc xe của mình cũng đột nhiên rung lên rồi ngã ầm trên mặt đất. Có tăng ga cũng không làm gì được nữa, vì bốn bánh bây giờ đã hướng về một bên xếp sau cùng là Tiểu Lương với chiếc xe ô tô của mình vào tối hôm nay đã chứng kiến một cảnh tượng tuyệt đối là kinh hoàng nhất trong cuộc đời của anh ta. Hai chiếc xe phía trước đều bị lật ngã một cách kỳ lạ. Sau đó, trước đầu xe của cậu bỗng chốc trật hiện một bóng hình, tiếp đó Tiểu Lương cảm thấy mình giống như đang cưỡi mây đạp gió, đầu xe của chiếc ô tô bất thình lình bay lên, loảng xoảng Đầu xe hướng xuống dưới, bốn bánh hướng lên trời. Tiểu lương cũng lờ mờ không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Phải đến mười mấy phút sau, quản giáo, đội hình sự cùng cảnh sát đặc nhiệm mới phản ứng lại sau vụ lật xe. Chuyện gì vừa xảy ra? Sao xe lại bị lật rồi? Gì thế này, xảy ra chuyện gì kỳ lạ sao? Ông lão phía trước chẳng lẽ là ma? Xe bị lật quá kỳ lạ đi thôi. Cảnh sát lương, các cậu thế nào rồi? Không rõ, đội trưởng Lâm, bên anh thế nào rồi? Sau màn hỏi thăm giữa các bên, mười mấy người vừa lăn vừa bò chui ra. Khỏi xe, tất cả mọi người tập hợp vào một chỗ. Lâm Đại Cường lớn tiếng nói, các cảnh sát đặc nhiệm nghe rõ cho tôi. Lập tức lật xe của chúng ta lại. Phần phật, mười mấy người tiến qua đó lật xe tải quân đội lên, vang lên âm thanh lách cách. Tiếp đó, mười mấy người chạy đến bên cạnh chiếc xe tù, cùng nhau góp sức, tiếng loảng xoảng vừa vang, xe đã được lật lên. Sau đó mọi người lại chạy đến bên cạnh chiếc ô tô, Tiểu Lương vẫn đang bất tỉnh bên trong loảng xoảng chiếc ô tô sau khi được lật lên đầu xe thế nhưng lại hướng về sau hơn nữa trông có vẻ bị hư hỏng nặng lâm đại cường vội vã bước qua vỗ nhẹ mặt tiểu lương cảnh sát lương cậu sao rồi ổn không hả tiểu lương cuối cùng cũng tỉnh ngẩng nhìn xung quanh đột nhiên kinh hãi trời ơi nghi phạm tần trí dũng anh ta ở đâu rồi ở trong xe tù chứ đâu lâm đại cường thuận miệng đáp lập tức kiểm tra tình trạng của phạm nhân tần trí dũng báo cáo Tần trí dũng biến mất rồi, buồng giam trên xe tù bị người khác dùng sức mạnh bẻ cong cả thanh sắt. Cái gì, Lâm Đại Cường bị dọa sợ, cướp xe tù, chết tiệt, cứ ngang nhiên như vậy cướp người đi, còn có thiên lý không hả? Đợi đi khi anh ta bước đến xe tù, trông thấy thanh sắt buồng giam bị bẻ cong cũng ngây người, sức lực phải lớn cỡ nào mới có thể đem thanh sắt thô to bẻ cong thế này. Buồng giam kiên cố không gì so sánh được thế nhưng lại bị người dùng tay bẻ ra một cái lỗ đủ để một người chui qua. Tần Chí Dũng thật sự biến mất rồi. chương 389, tôi là ông hai. Tìm, lập tức đi tìm cho tôi. Xem xem Tần Chí Dũng đang ở đâu. Lâm Đại Cường sợ hãi trong lòng, vô cùng kinh hãi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông già dâu tóc bạc trắng kia là ảo ảnh hay là hiện tượng siêu nhiên? Tiếp đó anh ta gọi điện báo cáo, alo, đội trưởng hình, không xong rồi, trên đường đi chúng tôi bị cướp. Tần Chí Dũng không thấy đâu nữa rồi, cái gì, không sao, người của chúng ta đều không sao cả. Chúng tôi vừa lật xe lại. À, chuyện là thế này, cả ba xe của chúng ta đều bị lật cả. Sau đó chúng tôi đã lật xe lại, thì phát hiện Tần Trí Dũng không thấy đâu nữa. Đội trưởng hình, bây giờ phải làm thế nào? Hình liên cương tức giận, còn làm sao được nữa? Tìm đi, lập tức đi tìm cho tôi. Không tìm được thì đừng có mà về. Anh ta quả thực vô cùng tức giận, mười mấy tên cảnh sát đặc nhiệm, lại thêm cảnh sát hình sự, còn có cả giám mục, vậy mà đến một tên phạm nhân cũng không áp giải đến trại giam được. Tuy nói là bị cướp, nhưng có vẻ như chỉ có một người cướp. Đây quả thật là vô lý. Cho dù bọn họ có tìm kiếm thế nào cũng đều vô ích. Chí Dũng, con sao thế này? Sao lại bị thương rồi? Lẽ nào trong lúc thẩm vấn, cảnh sát còn đánh con? Khi bác Thoái Vương đàm thuận cứu được tần Chí Dũng, lúc đó không kịp hỏi thăm, mà chạy cách đó gần một km mới dừng lại, nhìn chân bị bó bột và vết sưng trên mặt của Tần Trí Dũng, trầm giọng hỏi. Thầy, là Diệp Vô Phong, cái tên khốn kiếp đó đánh gãy chân con, cũng không chắc là có thể hồi phục lại như xưa không nữa. Tần Trí Dũng nghiến răng ken kết thầy, thầy nhất định phải trả thù cho con. Diệp Vô Phong, cái tên này ra tay thật sự là tàn độc. Bác Thoái Vương Đàm Thuận Đàm Thuận cũng nghiến răng nghiến lợi, còn yên tâm, thầy nhất định sẽ giết chết cậu ta. Cái tên này đến tỉnh Phụng Thiên Chính là tìm cái chết cảm ơn thầy tần trí dũng thở hổn hển bác thoái vương đàm thuận tiếp tục dìu anh ta đi về phía đường cao tốc đến đường cái quả nhiên trần cương đã lái xe đến đợi ở bên đường để tần trí dũng lên xe bác thoái vương đàm thuận đưa tay đóng cửa thở dài trí dũng đi đi từ nay về sau tốt nhất là đừng nên quay lại thầy tần trí dũng không nhịn được ôm lấy tay của bác thoái vương đàm thuận thầy con không muốn rời xa thầy bác thoái vương đàm thuận hét lớn ngu xuẩn còn ở lại tỉnh Phụng Thiên sớm muộn gì cũng bị cảnh sát bắt đi 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 khỏi tỉnh Phụng Thiên càng xa càng tốt đến chỗ bọn Tây trốn cũng được Chí Dũng thời gian còn dài chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau vâng thầy Tần Chí Dũng trầm giọng nói thực ra anh ta có linh cảm Bác Thoái Vương đàm thuận tuổi đã già mấy chục năm nữa chỉ sợ không thể gặp lại thầy được lần chia tay này chính là chia tay mãi mãi ầm uhm, cửa xe đóng lại Tần Chí Dũng kéo cửa sổ xuống, thầy. Đi đi, bác Thoái Vương đàm thuận vẫy vẫy tay, quay người đi. Anh Dũng, đi thôi. Trần sao 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 tiếng, đạp ga, chiếc xe phóng nhanh đi. Tần Chí Dũng bật khóc, tôi thật sự phải đi khỏi tỉnh Phụng Thiên sao. Nơi này là nhà của tôi. Trong lòng Trần Cương cũng cảm thấy khó chịu, anh Dũng, tình hình căng thẳng, không còn cách nào khác. Chỉ cần anh để lại phương thức liên lạc, một khi tình hình đỡ hơn, tôi sẽ liên lạc với anh ngay, được không? Tần Chí Dũng gật đầu, được, cảm ơn anh, Trần Cương. Trần Cương nói, ông chủ lôi nói rồi, đưa cho anh 3 tỷ tiền mặt trước, đưa nhiều quá anh khó cầm được. Ngoài ra, trong thẻ này còn có 15 tỷ, chắc là đủ để anh tiêu vài năm rồi. Được, Trần Cương, thay tôi cảm ơn ông chủ lôi. Tần Chí Dũng lưu luyến không nguôi, quay đầu lại nhìn, tỉnh Phụng Thiên, tôi đi đây. Vừa dứt lời, anh ta nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề mở mắt. Rời đi cũng quá vội vàng, thực ra anh ta còn có vợ con ở đây nữa. Còn có bố mẹ cũng đang sống ở đây. Bác Thoái Vương đàm thuận vội vã như vậy là vì ông ta còn chuyện phải làm. Âu Dương Lôi từng nói với ông ta, tối nay sẽ gặp Hồ Trọng, không có bác Thoái Vương đàm thuận đi cùng, Âu Dương Lôi không yên tâm. 2 giờ sáng, ở bên trong một tiệm sửa xe bỏ hoang, Âu Dương Lôi dẫn theo Trần Cương và hơn 20 người anh em khác, đều dắt đao ở eo, khí thế mạnh mẽ đang đợi ở khoảng trống bên ngoài. Két, bên ngoài có tiếng phanh xe chói tai truyền đến, Âu Dương lôi cùng những người khác đưa mắt nhìn về phía cửa Gaza. Không cần phải nói, kẻ đi đầu tiên, đương nhiên là chùm buôn ma túy hồ trọng, trên người treo túi đạn, trên lưng dắt hai khẩu súng, sau lưng còn súng máy, trông giống tên cướp chuẩn bị đi đánh nhau. Đám người phía sau, mỗi người cầm một khẩu súng máy và một túi đạn, mười mấy người loạn choạng đi tới, lập tức chĩa súng xung quanh, cảnh giác cao độ. Ông chính là Âu Dương Lôi, tiếng Trung của Hồ Trọng tuy rất lưu loát nhưng vẫn mang khẩu âm của người ngoại quốc. Hồ Trọng, Hồ Lão Đại, Âu Dương Lôi cười cười, trên người mặc quần áo thời đường, lại không cầm theo vũ khí nào cả, Hồ Lão Đại từ xa đến đây, vất vả rồi. Hồ Trọng lắc đầu, tôi không phải Lão Đại, tôi là Lão Nhị. Ố, Âu Dương Lôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, Lão Nhị trong văn hóa của Trung Hoa còn có nghĩa khác, tượng trưng cho bộ phận kia của đàn ông. Hồ Trọng vô cùng tự hào, dùng tiếng Trung nói, đúng vậy. Hồ Trọng là tên tiếng Trung của tôi, tên tiếng Trung của anh trai tôi là Hồ Bá, anh ấy mới là lão đại của chúng tôi, hiện tại đang ở Miến Điện làm sư đoàn trưởng. À, sư đoàn trưởng Hồ, Âu Dương Lôi cũng sửng sốt một lúc, sư đoàn trưởng, từng dẫn dắt hơn 20.000 lính quân sự. Không thể trêu chọc được nha. Đúng vậy, anh ấy mới là lão đại của chúng tôi, tôi là em trai ruột của Hồ Bá. Hồ Trọng giải thích rõ ràng. Thì ra sau khi bọn họ lấy tên tiếng Trung mới dựa theo cổ ngữ bá trọng thúc quý để xếp thứ tự thế nên mới có chuyện như thế này. Âu Dương lôi đột nhiên gật đầu, ồ, thì ra là vậy. Nếu như ông hai đã đích thân đến tỉnh Phụng Thiên, chắc chắn là mang theo không ít hàng đâu nhỉ. Lần này cần trả bao nhiêu tiền mặt đây nhỉ? 60 tỷ, hồ trọng sờ sờ dâu, tiền mặt, nhất định phải là tiền mặt. À, ông chủ hồ trọng, là thế này, tối nay tôi chỉ chuẩn bị có 15 tỷ tiền mặt. Dù sao thì mấy chục tỷ tiền mặt mang đi cũng có vấn đề. Âu Dương lôi thành thật nói, mấy chục tỷ cũng phải mấy chục cân mang đi theo người quả thực không dễ dàng. Ha ha, hồ trọng cười khẩy, ông chủ Âu Dương, ý ông là, ông không mua nổi số hàng của chúng tôi đúng không? Âu Dương lôi lắc đầu nguệ nguệ, ông chủ hồ trọng, ông đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi không nghĩ ông lại đem đến nhiều hàng như thế, 60 tỷ tiền mặt, bây giờ tôi lập tức chuẩn bị, cũng phải mất 2 ngày, bởi vì đến ngân hàng rút tiền cũng không dễ dàng, rất nhiều quy định. Ồ, vậy thì tôi nhận trước 15 tỷ vậy, ông chủ Âu Dương, quy tắc của chúng tôi là tiền trao cháo múc. Hồ Trọng không chút nhân nhược, lập tức nói. Hơn nữa, tôi chỉ đợi ông chủ Âu Dương một ngày thôi, tối mai nếu ông không xoay được 45 tỷ thì tôi sẽ bán số hàng này cho người khác. Hồ Trọng lạnh lùng nhìn Âu Dương Lôi, rõ ràng là không hề nể tình bạn bè gì cả. Chương 390, chú ý an toàn. Được, trước 12 giờ ngày mai, tôi chắc chắn sẽ gom đủ 45 tỷ, số tiền đó không thành vấn đề. Âu Dương Lôi cắn môi, chỉ có thể đồng ý, bởi vì hắn biết rõ, những người Myanmar này sẽ không nể gì đến tình anh em, bọn họ chỉ xem trọng lợi ích. Ánh mắt Hồ Trọng mập mờ cười nói, ông chủ Lôi, tôi nghe nói gần đây ở tỉnh Phụng Thiên mới thành lập tập đoàn Hoa Cường, xem ra thực lực của Diệp Vô Phong rất khá. Nếu có cơ hội, tôi phải tiếp xúc với anh ta mới được, sẵn tiện tìm cơ hội hợp tác. Cái gì, anh, anh sao có thể không nhớ tình nghĩa anh em, tùy tiện bán hàng cho người khác. Mặc dù biết Hồ Trọng chỉ để ý đến lợi ích, nhưng Âu Dương Lôi không thể nhịn được mà nói ra. Lúc này nhóm đàn em song phương đang trao đổi hàng hóa và tiền mặt, Hồ Trọng tùy ý cầm lên một sấp tiền, lắc lư nói ông chủ lôi nói thật với anh thứ chúng tôi cần chính là tiền nếu anh có thể đem lại lợi ích cho chúng tôi tôi lập tức hợp tác với anh nếu không khỏi bàn đương nhiên hồ trọng cũng không ngu lúc đi đến nơi này đã trở lại đường lui cho mình mắt thấy người của âu dương lôi ai cũng cầm theo đao côn nhưng hồ trọng lại không quan tâm bởi vì anh ta biết rõ trung hoa quản lý súng ống cực kỳ nghiêm ngặt phía âu dương lôi không có sức mạnh của vũ khí nóng nên hồ trọng anh vốn không cần để ý đến sức chiến đấu phía âu dương lôi ánh mắt âu dương lôi đặt lên những tên bên phía hồ trọng đều trang bị súng ống nhìn lướt qua một lượt gật đầu đúng vậy ông chủ hồ nói rất đúng trần cương tức đến mức cơ mặt căng cứng ông chủ lôi ý anh ta là hiện tại xử lý bọn họ cướp hàng âu dương lôi khoát tay không nói gì mắt thấy người của hồ trọng nghênh nghênh ngang ngang đi khỏi tiệm sửa xe âu dương lôi thở dài bên ngoài chắc chắn có tập kích cho nên trần cương cậu đó tuyệt đối đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình vâng ông chủ lôi dậy rất đúng trần cương cúi người đồng ý nói lúc bọn họ đi ra liền nhìn thấy bác thoái vương đàm thuận cô đơn bị bóng tối bao trùm đứng trong gió rét trần cương vội vàng đón chào ông chủ đàm thuận gật đầu nhìn về phía âu dương lôi hồ trọng bên ngoài cũng đã chuẩn bị nhân lực phía xa kia ít nhất có hai tay bắn tỉa gần đây có một tay súng máy, hỏa lực rất mạnh, tất nhiên đều thuộc hàng cao thủ. Mặt khác, chúng ta còn muốn hợp tác với bọn họ, không thể trở mặt. Âu Dương lôi mỉm cười, ông nội nói đúng. Hồ Trọng không phải ông chủ lớn, nếu hắn xảy ra chuyện ở tỉnh Phụng Thiên, đường làm ăn của chúng ta xem như bị bỏ. Âu Dương lôi gật mạnh, nhìn về phía Trần Cương, anh ta lập tức nói, ông chủ lôi, Trần Cương nghe dạy bảo. Âu Dương lôi nói, cậu lập tức cho người điều tra, hồ trọng đến Phụng Thiên, rốt cuộc muốn là gì? Vâng, tôi đã cho người đi điều tra. Trần Cương có chút đắc ý. Âu Dương lôi vỗ vai anh ta, ừm, cậu Cương, làm tốt lắm. Được Âu Dương lôi khen ngợi, Trần Cương như uống phải mật ngọt, cảm ơn ông chủ lôi khích lệ. Cái gì, Tần Trí Dũng được cứu, chạy trốn rồi, Diệp vô phong nhận được tin từ Bạch Tinh Đồng, lúc nhận tin báo, đã là sáng sớm hôm sau. Tần Trí Dũng xác định đã chạy trốn may mắn người của chúng ta không có thương vong bạch tinh đồng thở dài diệp vô phong lạnh lùng nói chuyện này nếu không phải do âu dương lôi gây ra thì ít nhất cũng dính líu đến ông ta bạch tinh đồng ở đầu điện thoại bên kia thở dài đúng vậy tôi biết có dính líu đến âu dương lôi nhưng mà chúng ta không có chứng cứ không cách nào bắt âu dương lôi thôi được rồi khi nào gặp mặt rồi chúng ta nói sau diệp vô phong cúp điện thoại không lâu sau Bạch Tinh Đồng mặc áo quần thường ngày, vội vàng đi vào quán cà phê gần trụ sở công an. Khuôn mặt Bạch Tinh Đồng rất chán trường, làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Tần Chí Dũng lại bị cướp đi. Tôi truy tìm tất cả trạm xe nhà ga, hẳn cũng rất khó để tìm ra manh mối. Dù sao, thế lực của Âu Dương Lôi ở tỉnh Phụng Thiên quá lớn. Nếu muốn giúp đỡ Tần Chí Dũng lẩn trốn, chắc chắn có rất nhiều cách. Trước tiên cô kể lại hiện trường vụ cướp đi. Diệp vô phong cứ bình thản, giống như anh không quan tâm đến chuyện này. Hiện trường vụ cướp rất kỳ lạ, Bạch Tinh Đồng nói hết nội dung báo cáo của Tiểu Lương và cảnh sát đặc nhiệm Lâm Đại Cường, tóm tắt hết một lượt, sau đó tổng kết, mặc dù tôi chưa từng thấy Bắc Thoái Vương Đàm Thuận, nhưng có thể xác định án cướp tù lần này có khả năng lớn do Bắc Thoái Vương Đàm Thuận làm. Vậy công an mấy người lập tức triển khai bắt Đàm Thuận đi. Có điều, cô tuyệt đối đừng đi, tên kia có võ, là phần tử cực kỳ nguy hiểm. Diệp Vô Phong dặn dò. Bạch Tinh Đồng biết Diệp Vô Phong quan tâm đến an toàn của mình, nhưng vẫn lườm anh tôi không đi. Toàn bộ đội cảnh sát hình sự, nói không ngoa chữ võ thuật của tôi so với đồng nghiệp nam không kém chút nào đâu, chỉ cần hành động, tôi phải là người tiên phong. Diệp Vô Phong bất đắc dĩ, vậy trước tiên cứ như vậy, mấy người tạm thời đưa đàm thuận vào vòng nghi phạm, không nên bắt gấp, chắc hẳn ông ta nhanh chóng sẽ lộ đuôi. Anh có kế hoạch gì không? Bạch Tinh Đồng nghe Diệp Vô Phong nói xong, có tinh thần hơn hẳn tạm thời chưa có, nhưng mà, rất nhanh sẽ có. Diệp vô phong nhìn ra bên ngoài, gan đàm thuận to bằng trời, dám cướp tần trí dũng, tôi xác thực đã bỏ qua tình huống này. Khuôn mặt bạch tinh đồng đầy căm phẫn, đúng vậy, lá gan rất lớn, phần tử hung độc như thế, nhất định phải kiên quyết loại bỏ. Diệp vô phong nhẹ nhàng lắc đầu, nói khó nghe thì, sức lực trước mắt của công an tỉnh Phụng Thiên mấy người, nếu muốn bắt bác thoái vương đàm thuận chắc chắn là không thể nào, cho dù dốc hết lực lượng bộ đội đặc công thì bắc thoái vương đàm thuận vẫn có thể trốn thoát như thường hứ anh không tin tưởng chúng tôi bạch tinh đồng hừ anh diệp vô phong nhún vai vấn đề ở đây không phải tin hay không tin mà là về phía bắc thoái vương đàm thuận nhất định sẽ phá được vòng vây chuyện trinh thám không phải còn có anh giúp tôi à bạch tinh đồng đột ngột chuyển chủ đề cười duyên với diệp vô phong chuyện này anh không thể không quan tâm được cứ xem như nể tình chúng ta cô ta đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong vô thức rụt lại, tránh né. Bạch Tinh Đồng lườm anh, đành ngượng nghịu thu tay về, Diệp Vô Phong nói, yên tâm, tôi đến Phụng Thiên, chính là để đối phó Âu Dương Lôi, nếu Đàm Thuận và Âu Dương Lôi cùng một phe, vậy tôi sẽ một quét sạch bọn chúng một lần. Ưm ừ, ưm, đây mới là anh hùng trong lòng tôi. Bạch Tinh Đồng cười hì hì nói, đó chưa, tôi mời anh ăn, xem như ăn mừng sớm, có được không? Diệp Vô Phong ngạc nhiên nói, "Không phải bây giờ cô bận lắm sao? Làm gì có thời gian rảnh mời tôi ăn?" Bạch Tinh Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, thật ra tôi đang chờ tin từ một người, hắn tiết lộ cho tôi, hình như là trùm thuốc phiện ở Myanmar Hồ Trọng đã đến tỉnh Phụng Thiên. "Ồ, Diệp Vô Phong cũng biết Hồ Trọng, ở Kim Thành, bốn anh em Hồ Trọng làm chủ một phương, tự lập vua, dưới trướng có hàng ngàn bộ đội làm tay sai, hiển nhiên biến thành một quốc gia thu nhỏ." nhưng điều mà bọn chúng quan tâm nhất vẫn là lợi ích, chính là xuất khẩu các loại ma túy ra nước ngoài, nhờ thế bốn anh em bọn chúng phất lên rất nhanh, trước kia có sự che chở của Long Môn, bây giờ đã dục dịch muốn rứt khỏi. Ước 12 giờ ngày mai, tôi chắc chắn sẽ gom đủ 45 tỷ, số tiền đó không thành vấn đề. Âu Dương lôi cắn môi, chỉ có thể đồng ý, bởi vì hắn biết rõ, những người Myanmar này sẽ không nể gì đến tình anh em, bọn họ chỉ xem trọng lợi ích. Ánh mắt hồ trọng mập mờ cười nói, ông chủ lôi, tôi nghe nói, gần đây ở tỉnh Phụng Thiên mới thành lập tập đoàn Hoa Cường, xem ra thực lực của Diệp vô phong rất khá. Nếu có cơ hội, tôi phải tiếp xúc với anh ta mới được, sẵn tiện tìm cơ hội hợp tác. Đàm thuận gật đầu, hơn nữa, sẽ kết thù với nhà cung cấp hàng ở Myanmar. Nhưng điều mà bọn chúng quan tâm nhất vẫn là lợi ích, chính là xuất khẩu các loại ma túy ra nước ngoài, nhờ thế bốn anh em bọn chúng phất lên rất nhanh, trước kia có sự che chở của Long Môn, bây giờ đã dục dịch muốn dứt khỏi. Audio điện tử võ tấn bền chương 391, Hồ Trọng tìm đến Vậy nên sĩ quan Hồ Bá vô cùng nổi tiếng ở vùng Tam Giác Vàng, vừa là một ông trùm ma túy lớn có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và tấn công vào chính quyền Trung Hoa vừa là một đao phủ giết người không ghê tay. Người này không phải là người tốt, cô cần cẩn thận hơn nữa mới được. Diệp vô phong không kìm được lại dặn dò thêm. Hửm, đương nhiên là tôi sẽ cẩn thận rồi. Bạch Tinh Đồng liếc mắt nhìn Diệp Vô Phong, tự nhiên điện thoại cô ta rung lên. Bạch Tinh Đồng nhanh chóng lấy ra xem, hóa ra là một tin nhắn từ một phần mềm trên mạng gửi tới, trọng ở Phụng Thiên, xác nhận. Sắc mặt Bạch Tinh Đồng trầm xuống, Hồ Trọng đúng là ở Phụng Thiên, tin tức này đã xác nhận. Nhưng địa chỉ cụ thể của Hồ Trọng vẫn chưa lộ ra, có lẽ người của tôi không thể tiếp cận được với ông ta. Bạch Tinh Đồng đưa tin nhắn đó cho Diệp Vô Phong đọc, diệp vô phong gật đầu cô yên tâm đi để tôi đối phó với ông ta anh với tư cách gì bạch tinh đồng nghi ngờ hỏi diệp vô phong chỉ dựa vào chuyện ông ta làm cô lo lắng như vậy thì anh ta cũng đáng chết rồi phụt phụt bạch tinh đồng bật cười tâm trạng cô đột nhiên như hoa xuân nở rộ câu này tôi thích nghe người của cô không đến được nữa sao diệp vô phong lại nhìn ra ngoài cửa sổ đúng vậy có lẽ không đến được nữa tôi vẫn nên mời anh ăn cơm nhỉ bạch tinh đồng nhìn đồng hồ diệp vô phong đang định từ chối thì điện thoại của cô vang lên đội trưởng bạch mời cô về cục ngay một chuyến có tình tiết vụ án cần bàn bạc với cô bạch tinh đồng cười khổ được cúp điện thoại xong cô ta đứng lên thật ngại quá tôi phải về cục rồi diệp vô phong cười ha ha thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cảnh sát các cô đúng là không biết đâu mà lần cô về đi trên đường nhớ chú ý an toàn được lúc Bạch Tinh Đồng chuẩn bị bước chân đi, cô ta lại không nhịn được ngoái đầu nhìn lại. Thực sự cô ta rất muốn ôm và hôn tạm biệt Diệp Vô Phong. Nhưng cuối cùng Bạch Tinh Đồng phải quay người và rời đi dứt khoát. Diệp Vô Phong biết rõ bây giờ Bạch Nhạn Phỉ và Thư Âm nhất định vẫn còn đang tăng ca nên anh ngược lại lại trở nên nhàn rỗi. Lúc nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, anh đột nhiên xác nhận được một suy nghĩ trước đây có người đang chú ý đến mình. Càng cảm nhận rõ ràng điều này, Diệp Vô Phong lại càng không muốn đi nữa. Anh thêm một ly cà phê nữa và ngồi xuống từ từ uống. Sống thời gian dài trong những hoàn cảnh nguy hiểm khiến anh trở nên cảnh giác, anh không dám ngồi trước cửa sổ nữa mà tự nhiên co lại ngồi về phía sau cửa sổ. Đương nhiên anh không nhìn thấy người ở bên ngoài đang chú ý đến mình nhưng một thanh niên mặc áo lông màu xanh xanh đỏ đỏ, bên cạnh là một người trẻ tuổi thân hình cường tráng, bên trong cơ thể người này hình như ẩn chứa một sức mạnh bùng phát rất ghê gớm, hai người này chốc chốc lại đến gần chỗ của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nhìn bằng khóe mắt cũng có thể nhìn ra làn da của hai người này rất đen. Là kiểu do phơi nắng mà đen chứ không phải là kiểu của người da đen thuần trùng. Hừ, Diệp Vô Phong bưng ly cà phê lên, anh hơi ngẩng đầu, nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của hai thanh niên trẻ tuổi kia. Thanh niên mặc áo lông hoa hét râu ria xồm xoàm, ngồi thẳng xuống trước mặt Diệp Vô Phong những ngón tay ở bàn tay bên trái gần như đeo kín nhẫn và giá của mỗi chiếc nhẫn này cũng không phải là rẻ diệp vô phong thanh niên mặc áo hoa lông vũ lên tiếng diệp vô phong lập tức nhận ra người nước ngoài nhưng nụ cười mỉm của diệp vô phong vẫn không hề thay đổi anh chậm rãi gật đầu anh là hồ trọng lúc đó người thanh niên toàn thân ẩn chứa sức mạnh bùng phát kia nghe thấy diệp vô phong gọi thẳng tên của hồ trọng trong mắt hiện lên vẻ âm u anh ta lấy một chiếc hộp xì gà tinh xảo ra và bật tách ra một tiếng ánh vàng lấp lánh không ngờ chiếc hộp xì gà này làm bằng vàng ròng bên trên còn khảm cả kim cương có thể thấy sự xa xỉ của những người này đã đạt tới tận cùng tách người thanh niên ngập tràn sức mạnh bạo phát quanh người kia hơi cúi lưng xuống để châm xì gà cho hồ trọng hồ trọng hút một hơi ngon lành rồi từ từ nhả khói ra ông ta cười được lắm diệp vô phong quả nhiên là không sai Diệp Vô Phong cảm nhận được sự thù địch của thanh niên ngập tràn sức mạnh bạo phát kia nên anh bắt đầu âm thầm chú ý đến khả năng võ thuật của anh ta để lộ ra trong lúc hành động. Anh lập tức đưa ra được kết luận, người này nhất định là một cao thủ đã tập luyện muôi thái lâu năm. Nếu ở Trung Hoa, cao thủ ở cảnh giới tông sư cũng rất khó đánh thắng được một quyền thủ muôi thái mình đồng ra sắt như thế này. Hơn nữa người này còn cài bên hông dao và súng ngắn mặc dù anh ta cố tình che giấu nhưng làm sao có thể qua được mắt của diệp vô phong hồ trọng chúng ta hình như không quen biết nhau cũng chưa từng gặp gỡ gì nhau diệp vô phong nhấp một ngụm cà phê anh hơi cao mày không biết là đang chê cà phê không ngon hay đang khó chịu việc hồ trọng nhả khói ra ha ha diệp vô phong cần gì phải tránh người từ cả ngàn dặm như vậy tôi có thể nhìn ra phụng thiên trong tương lai sẽ là thiên hạ của cậu vậy nên tôi tìm cậu là để bàn chuyện hợp tác Hồ Trọng nhìn Diệp Vô Phong chằm chằm và đầy khí thế, tôi nghĩ, Diệp Vô Phong cậu thông minh như vậy, nhất định sẽ không từ chối hợp tác với tôi. Theo cách nói của người Trung Hoa các anh thì ai lại sợ tiền cắn tay chứ? Diệp Vô Phong từ chối trả lời, anh im lặng rồi nói, anh Hồ Trọng, từ trước đến giờ anh vẫn hợp tác với Âu Dương Lôi đúng không? Hồ Trọng gật đầu, đúng vậy, nhưng lần này Âu Dương Lôi không chạy đủ tiền mặt, tôi quá thất vọng về ông ta. Ông ta không chạy đủ tiền mặt. Ha ha thật ra trong chốc lát tôi cũng không chạy được bao nhiêu tiền. Hơn nữa, anh Hồ Trọng, con người tôi có một điểm đặc biệt, đó là không dây vào ma túy. Diệp vô phong từ từ đặt ly cà phê của mình xuống. Sao, anh đang đùa tôi à? Sắc mặt của Hồ Trọng trầm xuống, gã quyền thủ môi thái bên cạnh anh ta siết chặt hai tay, anh ta nhìn Diệp vô phong đầy tức giật, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cho anh một đấm. Làm sao tôi dám đùa với anh Hồ Trọng chứ? Tôi chỉ đang nói lại một sự thật thôi, tôi đã nói rồi, chúng ta chưa từng gặp gỡ nhau. Hơn nữa việc anh vào Phụng Thiên hình như có khiến cảnh sát chú ý. Bên Trung Hoa này quản lý rất nghiêm về chuyện ma túy nên anh Hồ Trọng, việc anh có trở lại được tam giác vàng hay không vẫn còn là một vấn đề đấy và tôi chắc chắn không hợp tác với anh. Những gì Diệp Vô Phong nói đều vô cùng thấu tình đạt lý nhưng những lời này của anh chỉ khi anh là Tư lệnh Long môn nói ra thì Hồ Trọng mới nghe lọt tai. Còn hiện giờ Hồ Trọng chỉ coi anh là một tên giang hồ nhỏ ở Phụng Thiên thì anh ta làm sao có thể nghe được lọt tai. Hồ Trọng gõ nhẹ ngón tay trên bàn, Diệp vô phong, thứ cậu vừa từ chối là một khoản tiền lên đến cả trăm triệu, hơn nữa còn là một nguồn tiền liên tục, không bao giờ hết. Đã là xã hội đen mà không dây vào ma túy thì cậu kiếm tiền kiểu gì? Diệp vô phong vẫn lắc đầu, tôi tự có cách kiếm tiền của tôi. Sao? Gã quyền thủ môi thái kia thấy Diệp vô phong từ chối, anh ta lập tức trừng mắt lên, nhìn anh chầm chầm hung tợn, bày ra bộ dạng tao không thể tha được cho mày. Diệp vô phong là long môn tư lệnh, năm đó anh phải đối mặt với hổ bá và đàn em nhưng vẫn niềm nhiên không có gì nên càng chẳng thèm quan tâm đến sự uy hiếp của gã quyền thủ muôi thái này. Anh hồ trọng, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Tôi lo sợ ở lâu cùng anh một chỗ sẽ dẫn cảnh sát tới. Nếu cảnh sát giết nhầm phải tôi thì không phải là oan uổng lắm sao? Nói xong, Diệp vô phong đứng lên, anh đi lướt qua người gã quyền thủ muôi thái kia nhưng không thèm nhìn anh ta một cái mà cứ thế đi thẳng ra bên ngoài quán cà phê. chương 392, tất cả im lặng. Gã quyền thủ muôi thái kia vốn định ngăn Diệp vô phong lại ngay lập tức nhưng Hồ Trọng đã dùng tay ra hiệu nên anh ta đành phải tránh ra. Anh ta cùng Hồ Trọng đi sau Diệp vô phong ra quầy ba tính tiền rồi cùng đi ra khỏi quán cà phê. Hồ Trọng đi đằng sau Diệp vô phong, gật gù đắc y nói, Diệp vô phong, không sợ nói cho cậu biết, mỗi lần tôi ra ngoài đều đem theo 16 vệ sĩ. Anh ta chỉ vào gã quyền thủ muôi thái bên cạnh mình, giả ba nhĩ là vệ sĩ thân cận của tôi. À, chuyện này liên quan gì tới tôi? Diệp vô phong tiếp tục đi về phía chiếc xe con của mình. Hồ Trọng vẫn đi bên cạnh anh, đương nhiên là có liên quan rồi, vệ sĩ của tôi đã giúp cậu trông chừng xe của mình rồi, cậu nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh mới phải. Diệp vô phong nhờ vào ánh đèn yếu ớt bên ngoài cũng nhìn thấy cách đó hơn 20 mét, đúng là có 16 vệ sĩ đang đứng cạnh chiếc xe con của anh và 16 người này đều tỏa ra luồng khí vô cùng nguy hiểm. Rất rõ ràng, những người này là những người đã đi qua chiến trường thật sự hơn nữa đều là những lão binh dày dặn kinh nghiệm. Vinh hạnh, sao tôi lại không cảm thấy nhỉ? Diệp vô phong dừng bước, hồ trọng, tôi cảnh cáo anh, ở phụng thiên này anh chọc vào ai cũng được nhưng đừng chọc vào tôi. Sao? hồ trọng cười cợt diệp vô phong cậu cũng cứng đấy nhỉ giả ba nhĩ tôi cảm thấy cậu phải dạy dỗ cho cậu ta biết nên nói chuyện đàng hoàng với tôi như thế nào vâng gã quyền thủ muôi thái giả ba nhĩ khởi động qua người rồi bổ đến bên cạnh diệp vô phong anh ta dùng nắm đấm ngoắc ngoắc về phía anh đến đây tao phải đánh cho răng rơi đầy xuống đất diệp vô phong nghiêng người đi đứng đối diện với anh ta anh quay đầu lại nhìn anh ta và cười giả ba nhĩ nếu bây giờ anh quỳ xuống tôi còn có thể tha thứ cho sự vô lễ của anh với tôi. Hồ Trọng nói đầy phấn khích, giả ba nhĩ, đánh cậu ta đi. Đánh đến khi nào cậu ta chịu phục thì thôi. Ha ha, bãi đỗ xe trước quán cà phê, nơi này khá tối tăm nhưng vẫn có một chút ánh sáng yếu ớt. 16 vệ sĩ đứng xung quanh xe của Diệp Vô Phong cũng từ từ bao vây lại, rõ ràng hiện giờ anh không còn đường lùi nữa. Giả ba nhĩ khinh bỉ nói, người Trung Quốc, đúng là chỉ biết khoác lác, chém gió. Phó công Trung Quốc của mày không chịu nổi một đòn này đâu. Nói xong, giả ba nhĩ vùng nắm đấm lên và đánh sang. Từ từ đã, Diệp vô phong lùi lại phía sau một bước để tránh nắm đấm đó, giả ba nhĩ, phí ra sân của anh là bao nhiêu? Giả ba nhĩ khẽ giật mình, ở Thái, phí ra sân của tao là 10.000 đô la Mỹ. À, vậy cũng không tệ lắm, Diệp vô phong gật đầu, vậy tối nay chúng ta cược một ván, nếu anh thua thì anh trả tôi 10.000 đô la, anh có dám đánh cược không? Người Diệp vô phong nhìn chăm chú lại là Hồ Trọng. Cược, Hồ Trọng siết chặt nắm đấm, anh ta đột nhiên đi lên phía trước, 50.000 đô la Mỹ. Giả ba nhĩ, nếu cậu thắng tôi cho cậu 50.000 đô la Mỹ. Diệp vô phong mỉm cười, nếu tôi thắng thì sao? Cậu, cậu làm sao có thể thắng được, cậu cứ đợi đấy mà ăn đòn đi. Hồ Trọng hoàn toàn không coi Diệp vô phong ra gì, Diệp Vô Phong thở dài, "Anh Hồ Trọng, tôi đánh cược thế này, nếu như giả Ba Nhĩ thắng, tôi đưa cho anh ta 50.000 đô la Mỹ. Nếu như tôi thắng, hai người phải đưa cho tôi 50.000 đô la Mỹ. Như vậy công bằng chưa?" "Quá công bằng rồi, Diệp Vô Phong, cứ làm như những gì cậu nói đi." Hồ Trọng lùi về sau hai bước, "Mau chóng bắt đầu đi. Tôi không đợi được nữa rồi." Hồ Trọng đã nhìn thấy giả Ba Nhĩ chiến đấu nhiều lần, anh ta dựa vào tố chất cơ thể tốt Khả năng chịu đòn mạnh nên lần nào cũng có thể đánh bại đối thủ, hơn nữa giả Ba Nhĩ ra tay nhanh gọn, vật ngã đối thủ giống như đang vật ngã một vật đã chết, vô cùng dễ dàng. Diệp Vô Phong hạ thấp người xuống, anh bày ra tư thế hư bộ lượng trưởng, đưa tay nhẹ nhàng lên xuống trong không trung, trạng thái như nước chảy mây trôi, vô cùng tiêu sái. Giả Ba Nhĩ, 50.000 đô la Mỹ đấy, dùng hết khả năng của cậu đi." Hồ Trọng xoa tay vui mừng xem ra anh ta cũng là một vô cùng thích xem những trận đấu đám vệ sĩ còn lại bắt đầu bàn tán với nhau giả ba nhĩ đánh nhau với người trung quốc chưa thua bao giờ cả tên người trung quốc này đúng là không biết tự lượng sức mình dám khiêu chiến với giả ba nhĩ đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết giả ba nhĩ anh nhất định không được nhẹ tay nhưng đừng đánh chết anh ta hồ trọng hét lớn đúng đừng đánh chết cậu ta giữ lại vẫn còn chỗ dùng tới giả ba nhĩ nhanh chóng tiến lên, động tác nhanh như chấp điện, hơn nữa đường đi của từng chiêu thức cũng vô cùng rõ ràng đấm thẳng, đấm móc, đấm thẳng rồi lại đấm móc và cuối cùng là cắt kéo. Bốn quyền của giả ba nhĩ bị tay đằng trước của Diệp vô phong hóa giải dễ dàng, đến lúc anh ta làm động tác cắt kéo đã từng đánh bại được vô số người thì cơ thể của Diệp vô phong lại khẽ di chuyển, bằng một động tác vô cùng nhẹ nhàng anh đã đi sang được bên phải của giả ba nhĩ. Vậy nên động tác cắt kéo của anh ta đột nhiên mất đi mục tiêu bịch bàn chân cứng như sắt của diệp vô phong đá thẳng vào chân trụ của giả ba nhĩ đang làm động tác cắt kéo giả ba nhĩ cảm thấy chân phải của mình giống như va vào máy xúc cả người anh ta nhanh chóng đổ ập xuống đất chân phải càng đau đớn khó chịu hơn anh ta ôm lấy chân phải từ từ đứng lên nhưng cái chân của anh ta vẫn đang run rẩy đau đớn giả ba nhĩ cố lên đám vệ sĩ còn lại không kìm được cũng cổ vũ cho anh ta bọn chúng đều biết giả ba nhĩ mình đồng ra sắt cho dù có bị người khác đánh như thế nào cũng không sao. Nhưng lần này, tốc độ giả Ba Nhĩ đứng dậy hơi chậm. Hồ Trọng nhận ra sự bất thường của giả Ba Nhĩ, anh ta hét lên, "Giả Ba Nhĩ, cậu cố mà chịu đựng." 50.000 đô la Mỹ đấy. Thái độ giả Ba Nhĩ trở nên lạnh lùng hơn, anh ta nín thở rồi lắc đầu một cái thật mạnh, hình như cơn đau giảm bớt đi rất nhiều. Rồi anh ta lại nhào tới lần nữa. Bịch, đám vệ sĩ còn lại chỉ thấy mắt mình hoa đi giả ba nhĩ lại ngã ra đất thêm một lần nữa. Diệp vô phong bày ra thế mở đầu trong thái cực quyền nhưng võ thuật anh sử dụng lại là cách trong quân đội hay dùng để bắt được nắm đấm của kẻ địch. Chỉ là lúc anh sử dụng, anh dùng thân pháp làm yểm hộ và chỉ sử dụng những phần tinh túy bên trong thuật bắt nắm đấm đó, không hề sử dụng những thứ bên ngoài khác. Vậy nên cho dù là quân nhân Trung Quốc từ bộ đội ra cũng chưa chắc đã nhìn ra anh đã sử dụng chiêu thức bắt nắm đấm của kẻ địch. Đương nhiên, những điểm tinh vi nhất của chiêu thức này cũng được diệp vô phong phát huy đến cực hạn giả ba nhĩ cố nhịn đau anh ta đứng dậy lần nữa nhưng cơ thể anh ta lắc lư sắp ngã nhìn cũng thấy đã hoàn toàn rơi vào thế yếu diệp vô phong bước lên phía trước cảm giác vô cùng nhẹ nhàng thoải mái anh đón một quyền của giả ba nhĩ rồi nghiêng sang một bên tay còn lại quét qua cổ của anh ta dầm giả ba nhĩ lại giống như không đứng vững anh ta ngã xuống đất âm thanh vô cùng vang dội im lặng hồ trọng và cả đám vệ sĩ của anh ta tất cả đều im lặng giả ba nhĩ ngã ra đất rồi đột nhiên rút khẩu súng ra đồ khốn nạn tao bắn chết mày lúc anh ta định mở chốt bảo hiểm của súng ra thì đột nhiên lại phát hiện bên trong không có đạn tay phải của diệp vô phong từ từ giơ lên là một vật có hình băng đạn giả ba nhĩ đánh thua rồi rút súng ra đây là phong cách đấu võ của anh sao anh đang tìm thứ này đúng không sắc mặt giả ba nhĩ xám xịt anh ta im lặng không nói được gì. Hồ Trọng ngầm ra lệnh bằng tay cho đám 16 tên vệ sĩ kia. Ao ao, 16 tên vệ sĩ cùng triển khai thế võ, bao vây lấy Diệp Vô Phong vào trong. Hồ Trọng, anh nhớ cho khi anh còn nợ tôi 50.000 đô la Mỹ. Mặc dù đã bị bao vây nhưng Diệp Vô Phong vẫn không quên nhắc nhở. chương 393, tín nghĩa là trên hết. Hồ Trọng cười lạnh, chỉ có 50.000 đô la Mỹ, tôi cũng không buồn để ý, nhưng nếu cậu có thể đánh thắng 16 người này, tôi sẽ cho cậu thêm 50.000 đô nữa. Tách, Diệp vô phong búng tay, hồ trọng, là chính anh nói đấy nhé. Tôi thắng rồi anh đừng có quyệt nợ. Hồ trọng gật đầu, cứ quyết định như vậy đi, bắt đầu đi. Lúc đó, chín tên vệ sĩ khác của hồ trọng cũng lặng lẽ từ xa tiến lại gần, chuẩn bị tới để chi viện. Diệp vô phong biết rõ sáu tên vệ sĩ này được anh ta thuê từ Ấn Độ đến, võ công của ai cũng vô cùng cao cường, hơn nữa lại có sở trường trong tấn công phối hợp lại được rèn luyện trong bộ đội trải qua sự kiểm nghiệm của sự sống và cái chết phó công của sáu người này nhất định đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh kỹ thuật tấn công phối hợp của sáu người này vô cùng ảo diệu hơn nữa động tác cũng vô cùng đơn giản những người bình thường hoàn toàn không thể có được những động tác như thế kể cả là giả ba nhĩ nếu cho anh ta đánh với sáu người này anh ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó được với ba người trong số này nếu là bốn người, anh ta nhất định sẽ thua chắc. Diệp vô phong nhìn ra được một chút mánh khóe lúc sáu người này tiếp cận anh. Diệp vô phong không khỏi nhíu mày, Ấn Độ cổ đúng là có những thứ vô cùng khó hiểu, mấy tên này không lẽ đều là truyền nhân tập yoga sao? Hai người trong số đó lộn nhào tới, hai người khác lại phối hợp với nhau, anh ôm tôi cao hơn đầu, sau khi tiếp đất tôi lại ôm anh qua đầu, cứ như thế ổ ạt ảo tới. Còn hai người nữa có tư thế vô cùng lạ lùng, giống như đang xuyên hoa vậy, tiến gần về phía anh bằng một cách phương thức khiến người khác phải hoa mắt chóng mặt. Diệp vô phong biết rõ, người luyện yoga có xương khớp rất khác với người thường. Bọn họ có thể uốn cong ở những bộ phận mà người bình thường không thể uốn cong được. Trong lúc đối địch, có rất nhiều chiêu thức vượt ra ngoài tưởng tượng của đối phương, khiến đối thủ bất ngờ không kịp đề phòng mà chúng chiêu. Lần đầu tiên Diệp vô phong phải đối mặt với những động tác hết sức lạ lùng của sáu người này, anh chật vật một lúc, Đánh nhau một lát không ngờ đã phải nhận mười mấy quyền cước của đối phương. Cũng may khả năng chịu đòn của Diệp Vô Phong cũng không phải tầm thường, nếu không chỉ vài chiêu đó cũng đủ để người khác nằm bò ra đất. Đột nhiên Diệp Vô Phong nhảy ra khỏi vòng tròn đó, trong đầu anh thấp thoáng hiện lên những chiêu thức vừa rồi của đối phương. Phải nói rằng công lực của sáu người này cũng không quá cao, về cơ bản đều là cấp đại sư đỉnh phong, hơn nữa động tác của bọn họ cũng không quá nhanh nhưng khi kết hợp lại với nhau lại đạt hiệu quả đến mức huyền diệu. Ví dụ như trong lúc hai người của đối phương tấn công trước mặt Diệp Vô Phong, trong lúc anh đang phải phòng thủ, đột nhiên lại có hai người khác đột một xuất hiện ở dưới đúng quần. Hai người còn lại lại vòng xung quanh tấn công vào hai bên trái phải, Diệp Vô Phong cho dù có giỏi đến đâu nhưng cũng không có được ba đầu sáu tay nên thường xuyên phải chịu đòn. Sáu người đó liên tục bao vây lấy Diệp Vô Phong, thi triển những kỹ thuật phối hợp tấn công vô cùng biến ảo và khó đoán diệp vô phong lùi dần lại về phía sau anh cũng thấy mình đã lùi đến góc tường hồ trọng thầm cười lạnh diệp vô phong võ thuật của trung quốc có mạnh hơn nữa thì cũng làm gì được chứ không phải vẫn trở thành bao cát cho đám vệ sĩ của tôi như thường sao giả ba nhĩ từ từ hồi phục lại cuối cùng anh ta cũng đứng được vững chín người vệ sĩ còn lại thấy bên của mình đã chiếm được thế thượng phong nên chỉ ôm tay đứng nhìn dáng vẻ vô cùng thoải mái hồ trọng nói diệp vô phong nếu trận này cậu thua thì nộp cả 50.000 đô la trước đó ra đây. Ha ha, nhưng nếu cậu bị thương thì tôi cũng không quan tâm. Đúng là Diệp Vô Phong không quen với việc dùng yoga để đối phó với võ thuật của Trung Quốc. Giống như trong đánh bóng bàn, nếu để tuyển thủ tay trái đánh với tuyển thủ tay phải, tuyển thủ tay trái nhất định có thể làm quen với cách đánh của tuyển thủ tay phải nhưng tuyển thủ tay phải lại cảm thấy rất khó để đánh lại đối phương sáu gã cao thủ yoga này tiếp tục đánh những chiêu thức mà diệp vô phong không thể ngờ tới nên anh tiếp tục là người chịu thiệt chịu hơn mấy chục chiêu diệp vô phong cảm thấy xương cốt trên người mình gần như bị đối phương đánh tan sau khi lùi đến góc tường tay chân của sáu người kia lại càng ập đến như vũ bão diệp vô phong nhất thời lâm vào một cảnh tượng ngặt nghèo mà trước giờ anh chưa từng phải trải qua a à, đột nhiên diệp vô phong hét lên một tiếng cả người anh cách xa khỏi mặt đất anh nhảy qua đỉnh tường cao hơn 2 mét phóng qua đỉnh đầu của sáu người kia trong chốc lát. Cơ thể của Diệp vô phong đứng giữa không chung, song song với mặt đất, anh dùng sức đạp hai chân vào đỉnh tường. Diệp vô phong bay ra xa khoảng một trượt, rồi mới từ từ rơi xuống đất. Anh đứng dậy, lại nhìn chằm chằm vào sáu tên cao thủ yoga đang quay đầu để tấn công về phía anh. Từ trước tới giờ Diệp Phong không để ý lắm tới mấy người Ấn Độ nhưng lần này thật sự đã cho anh một bài học nhớ đời. Anh không thể không thừa nhận, kiếu tấn công phối hợp có nguồn gốc từ Ấn Độ cổ đại này thật sự vô cùng ảo diệu, đáng để nghiên cứu kỹ càng. Đặc biệt nếu các chiến sĩ bộ đội học được kỹ thuật tấn công phối hợp này, nhất định có thể giảm được thương vong trong những trận đánh tay không. Có một nguyên nhân quan trọng khiến Diệp vô phong đánh nhau với đối phương lâu như vậy là vì anh muốn tìm hiểu sự ảo diệu trong kỹ thuật phối hợp tấn công này để học hỏi ngay tại trận. Nhưng loại kỹ thuật phối hợp tấn công này phải có yoga làm nền tảng thì mới có thể phát huy được hết sức chiến đấu. Nếu bắt những chiến sĩ không có nền tảng về yoga học những kỹ thuật này thì e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Đương nhiên, mặc dù Diệp Vô Phong chịu không ít đòn nhưng mỗi lần đối phương tấn công, anh đều kịp thời phân tán lực nên thương tích phải chịu cũng rất ít. Cho dù như vậy nhưng Diệp Vô Phong cũng đã chịu trên dưới 100 đòn, cả người anh đau nhức, vô cùng khó chịu. Diệp Vô Phong vận công để chữa trị một phần vết thương và nhìn chằm chằm về phía đối phương. Đối phương vẫn leo lên người nhau tiếp tục tấn công về phía anh với những tư thế kỳ lạ nhất. Hồ Trọng mỉm cười, chiến thắng đã nằm ngay trước mắt. Đúng lúc đối phương tấn công sang, cơ thể của Diệp vô phong biến hình một cách lạ lùng. Ấy, chẳng lẽ tên này đã học được rồi sao? Hồ Trọng thấy thế thì giật mình. Bịch 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 là tiếng tay chân của hai bên va chạm vào nhau. Phốc, một tên Ấn Độ bị một chiêu của Diệp vô phong đánh bay, anh ta bay ra xa tận hơn 3 mét. Lão đảo ngã xuống đất rồi phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ còn lại 5 người, Diệp Vô Phong càng trở nên thoải mái hơn, anh cứ đánh như bình thường là được. Bụp, lại một tên Ấn Độ bị Diệp Vô Phong đá bay, sau khi ngã xuống đất anh ta còn lăn ra xa hơn 2 mét nữa rồi cuối cùng không động đậy gì nữa, xem ra bị thương cũng không nhẹ. Hồ Trọng Hít sâu vào một hơi, ở thành phố Phụng Thiên nhỏ bé này không ngờ lại gặp được một cao thủ cấp thần như vậy. Tên Diệp Vô Phong này đúng là nghịch thiên hay, Diệp vô phong tiến gần, lại khiến một tên Ấn Độ nữa phải nôn ra máu và lùi lại phía sau. Chỉ còn lại ba người, ba gã Ấn Độ này cũng chấn kinh. Bịch bịch bịch, Diệp vô phong thể hiện thần uy, anh ra ba chiêu liên tục, mỗi chiêu đánh vào một tên. Ba tên còn lại cũng đều đã ngã gục. Diệp vô phong thở dài một hơi, anh đứng thẳng nhìn về phía Hồ Trọng và đưa tay phải ra, 100.000 đô la Mỹ. Hồ Trọng không kìm được lùi lại phía sau một bước lúc đó sáu tên ấn độ lại đứng lên định tiếp tục tấn công về phía diệp vô phong tôi sẽ đưa cho cậu nhưng hôm nay tôi không có ánh mắt hồ trọng lóe lên diệp vô phong nói hành tẩu giang hồ tín nghĩa làm đầu hồ trọng nếu anh dám quyệt nợ anh có tin tôi tìm đến tận tam giác vàng để giết anh không vừa nói đến đây diệp phong đột nhiên cảm thấy một sự nguy hiểm khổng lồ đang bao lấy mình không ngờ bên phía đối phương có người cầm súng nhắm về phía anh hơn nữa còn định bóp cò. chương 394, nhất định xảy ra chuyện. Chiếu, tiếng súng vang lên. Diệp vô phong di chuyển người nhanh như bay, trong chốc lát anh kéo một tên Ấn Độ ngăn trước mặt mình. Tên Ấn Độ đó lập tức gục xuống. Đi, hồ trọng giật mình sợ hãi, Còn em mờ sao nó đứa nào bắn. Chạy thôi. Ai cũng biết ở Trung Quốc những vụ án có dùng súng đều là những vụ án đặc biệt lớn, vô cùng thu hút sự chú ý của cảnh sát lựa chọn tốt nhất của đám người hồ trọng là nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Lập tức có mấy tên vệ sĩ lại xông về phía Diệp Vô Phong, mấy tên còn lại nhanh chóng hộ tống hồ trọng rời khỏi đó. Diệp Vô Phong khai triển công lực đến mức mạnh nhất nhưng chỉ làm bị thương được ba tên vệ sĩ, hồ trọng đã lái xe trốn đi được. Người của đối phương, yểm hộ lẫn nhau để rút lui. Diệp vô phong vừa đánh tay không với đối phương còn vừa phải đề phòng đám người đó sẽ dùng súng nên hiệu quả cũng giảm đi nhiều anh đánh bị thương thêm hai tên vệ sĩ nữa, những người còn lại của bên kia lập tức lên xe và phóng vút đi. Hiện trường còn lại một thi thể của một người Ấn Độ và bốn vệ sĩ đang bị thương. Oawe, xe cảnh sát tới nơi, Bạch Tinh Đồng là người đầu tiên lao tới, Diệp Vô Phong. Làm sao vậy? Sao lại là anh? Đối phương là ai? Bạch Tinh Đồng vừa vội vàng hỏi thăm, vừa ra lệnh cho những cảnh sát kia khống chế năm người này lại. Diệp Vô Phong nói, là người của Hồ Trọng Hả, Hồ Trọng, anh ta tới tìm anh. Bạch Tinh Đồng giật mình sợ hãi rồi nhìn xung quanh. Diệp vô phong gật đầu, cô không cần tìm đâu, bọn chúng đã chạy mất rồi. Tôi dốc toàn lực cũng chỉ giữ được 5 người này lại. Như vậy đã là không tồi rồi. Tất cả mọi người chú ý, dẫn 5 người này đi. Bốn người ở lại thu dọn hiện trường, Bạch Tinh Đồng vô cùng quyết đoán. Ở đây không còn việc của tôi nữa, tôi đi trước đây. Diệp vô phong chuẩn bị rời đi đứng lại, anh phải phối hợp với cảnh sát chúng tôi để điều tra. Bạch Tinh Đồng không hề nể tình. Hay, không lẽ cô coi tôi là tội phạm giết người sao? Diệp Vô Phong thật sự cảm thấy hơi lo lắng. Tôi cần camera giám sát ở đây để xác thực hành vi của anh thật sự là phòng vệ chính đáng. Thái độ của Bạch Tinh Đồng vô cùng nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa. Diệp Phong cau mày, này, Bạch Tinh Đồng, tôi gặp phải Hồ Trọng không chết đã là tốt rồi, Cô đừng thêm phiền phức cho tôi nữa được không? Đừng nói linh tinh nữa, theo tôi lên xe." Bạch Tinh Đồng nhìn Diệp Vô Phong đe dọa. Cũng may là một ngày trời đông giá rét, trên đường không có mấy người nếu không nhất định có rất nhiều người tới vây quanh. Nửa tiếng sau, đội cảnh sát hình sự tới, Bạch Tinh Đồng lập tức sắp xếp cảnh sát bắt đầu thẩm vấn những người bị thương, gã người Ấn Độ bị bắn bị chết kia được đưa thẳng về chỗ của Pháp Y. "Nói đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lần này Bạch Tinh Đồng không bày ra dáng vẻ như đang thẩm vấn mà giống như bạn bè đang nói chuyện. Cô ta mời Diệp Vô Phong đến văn phòng của mình, rồi mở một quyển sổ tay ra chuẩn bị ghi chép. Diệp Vô Phong nói, "Tôi cũng không biết là có chuyện gì. Lúc đó tôi đi từ quán cà phê ra, Hồ Trọng ngăn tôi lại rồi chúng tôi bắt đầu đánh nhau. Có lẽ có người dân đã báo cảnh sát, những chuyện về sau cô đều biết cả rồi." Diệp Vô Phong đã giấu đi chuyện Hồ Trọng nói chuyện với mình anh cũng không phải cố tình giấu giếm mà anh chỉ lo lắng nếu như bạch tinh đồng biết chuyện này nhất định sẽ nghiêm túc điều tra cẩn thận chuyện này chỉ có vậy thôi bạch tinh đồng đương nhiên cảm thấy không cam tâm diệp vô phong buông tay thật sự chỉ có như vậy rồi anh ngáp một tiếng tôi buồn ngủ rồi cô có thể tìm một chiếc giường giúp tôi không bạch tinh đồng nhìn diệp vô phong chăm chú tôi phát hiện anh rất không thành thật được rồi cho dù thế nào anh cũng vô tội khi gặp phải chùm ma túy hồ trọng vậy anh về trước đi, tạm biệt. Hả, cô cứ thế thả tôi đi sao? Diệp Trọng cảm thấy hơi nghi ngờ. À, đây là chìa khóa xe của anh. Bạch Tinh Đồng không định lằng nhằng chuyện này nữa. Cô ta vứt chìa khóa cho Diệp Vô Phong, tôi vẫn còn bận công việc, không tiến anh nữa. Diệp Vô Phong tự nhiên có xung đột với Hồ Trọng. Bên phía cảnh sát còn bắt được người của Hồ Trọng. Tốt quá rồi, sáng ngày hôm sau, Âu Dương Lôi nhận được tin này. Sau khi nghe xong, ông ta vô cùng vui vẻ và hào hứng gã hồ trọng này định tìm diệp vô phong để hợp tác nhưng cuối cùng chắc là thất bại rồi khương tam lãng cười híp mắt đúng vậy ông chủ lôi như vậy ở phụng thiên hồ trọng không chỉ bị cảnh sát chú ý tới mà lại còn có mâu thuẫn với diệp vô phong vậy nên nếu hồ trọng có chuyện gì bất chắc thì cũng không thể trách ông được âu dương lôi vỗ tay bốp một cái đúng vậy nên hồ trọng nhất định sẽ xảy ra chuyện hơn nữa chúng ta cũng phải ăn được số hàng đó của cậu ta khương tam lãng cười thâm hiểm và gật đầu ông chủ lôi chuyện này ông cứ để tôi sắp xếp âu dương lôi nói trong số những vệ sĩ bên cạnh hồ trọng đúng là có những cao thủ nhất định không được khinh thường tốt nhất cậu đem ông đàm thuận theo có ông ta đi cùng có thể đảm bảo mọi chuyện thành công cũng giúp chúng ta giảm bớt thương vong vâng thưa ông chủ lôi tôi hiểu rồi khương tam lãng cúi người trả lời sau khi gây ra chuyện ầm ĩ này hồ trọng không thể ở lại nơi đã ẩn nấp trước đó nữa ở phụng thiên lạ nước lạ cái anh ta chỉ có thể liên hệ với âu dương lôi để tìm một chỗ an toàn âu dương lôi gợi ý vài nơi cho anh ta cuối cùng hồ trọng chọn một thôn trang nhỏ dưới một chân núi anh ta cảm thấy nơi này địa thế hiểm yếu có thể tấn công và cũng có thể phòng thủ trong lúc cần thiết có thể chạy vào núi sâu đúng là một nơi lý tưởng ngôi làng trong núi này có tên là thôn trang dưới chân núi từ làng này đi về phía bắc là những dãy núi núi tiếp không ngừng. Thôn Trang dưới chân núi vốn dĩ là quê của Trần Cương, nghe Âu Dương lôi nói Hồ Trọng đã chọn nơi này nên Trần Cương đi vào trong làng một chuyến, nhờ những người trong thôn chiếu cố một chút, nói đây là những một người khách quan trọng từ trên mời về, hy vọng mọi người không tới làm phiền, đại loại là những lời như vậy. Người dân của thôn Trang dưới chân núi đã sống ở đây nhiều đời, giao thông đi lại với thành phố không thuận tiện, hơn nữa văn hóa và tư tưởng cũng lạc hậu nên phần lớn người dân trong thôn đều không muốn ra khỏi núi. Vậy nên những người dân ở đây vô cùng thuần phác, thấy có khách quý từ bên ngoài tới nên vô cùng nhiệt tình. Nhưng sự nhiệt tình của người dân trong thôn ngược lại lại làm Hồ Trọng cảm thấy sợ hãi. Anh ta cử hai vệ sĩ đứng trước cửa sân trước, cấm những người dân trong thôn đến đây chào hỏi lấy lòng. Hơn nữa anh ta còn đặt hai trạm gác ngầm ở con người con đường núi duy nhất thông ra với thế giới bên ngoài ở ngoài thôn để giám sát những người vào thôn, đảm bảo sự an toàn của mình. 10 ngày liên tiếp, tất cả đều bình yên vô sự, vết thương của giả Ba Nhĩ cũng gần khỏi hẳn, hồ trọng ở trong sơn thôn nhỏ này bắt đầu dục dịch muốn hành động. Cho dù ở tam giác vàng hay ở thành phố, anh ta đều quen sống trong cảnh hưởng thụ. Không có cao lương mỹ vị, không có phụ nữ, không có phòng ốc xa hoa anh ta thật sự không thể chịu nổi những ngày tháng sống khổ sở như thế này nữa. Không có nhà cửa phòng ốc xa hoa, không có rượu ngon, những thứ này anh ta đều có thể ra ngoài mua được, nhưng chuyện không có phụ nữ thật sự khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Vậy nên Hồ Trọng sau khi cân nhắc kỹ càng một hồi vẫn cảm thấy ra ngoài không an toàn nên sai vệ sĩ tìm một cô gái trong thôn để thỏa mãn nhu cầu sắc dục của mình. Đám vệ sĩ đúng là cũng ngắm được một người, lại còn là một cô gái chưa lấy chồng tên là Trần Tam Ni, cô gái này chỉ có một người bố đã lớn tuổi, hai người nương tựa vào nhau mà sống, cuộc sống cũng rất kham khổ. Ông Trần, đại ca chúng tôi thấy cuộc sống của ông khổ sở quá nên bảo tôi đưa tới một chút tiền, đây chỉ là một chút thành ý, xin ông nhất định phải nhất lấy. Gã vệ sĩ thấy tình hình như vậy nên tùy tiện quăng ra 30 triệu. chương 395, anh đã bị bắt. Bịch, ông Trần vừa nhìn thấy sắp tiền trước mắt, cả người đã bắt đầu run rẩy. Sống đến 60 tuổi, số tiền lớn nhất mà ông ta từng nhìn thấy là hai tờ 300 000 Nhưng hiện giờ, một sấp tiền như vậy không biết là bao nhiêu tiền. Tim của ông Trần suýt chút nữa ngừng đập. Trần Tam Ni cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì nếu có khách tới, cô là con gái, hơn nữa mới có 16 tuổi nên không có quyền ngồi cùng một chỗ với người lớn. Trong lòng ông Trần thật sự cảm thấy vô cùng thích những người thợ săn đến từ bên ngoài đến này. Bởi vì những người thợ săn này không những có súng mà còn có tiền, hơn nữa lại còn khỏe mạnh cường tráng, võ nghệ cao cường. Ông đã từng thử đi bắt chuyện nhưng đám người thợ săn trẻ tuổi này lại hoàn toàn không quan tâm đến ông ta. Vậy mà hôm nay, mấy người này lại tự nhiên tìm đến, lại còn đưa tới nhiều tiền như vậy, đầu óc ông Trần đột nhiên trở nên dối rắm Mấy cậu đưa tôi nhiều tiền như vậy là để tôi dẫn mấy cậu vào núi đúng không? Giọng nói của ông Trần là giọng đông bắc đặc sệt. Đương nhiên là không phải. Mấy gã vệ sĩ kia cười rồi nói, đại ca nhà chúng tôi nhìn chúng con gái nhà ông. Vậy nên nếu như tối nay có thể xong chuyện thì, chỗ tiền này còn có thêm 10 sấp nữa. Gã vệ sĩ này là người giỏi quan sát nét mặt người khác, thấy ông Trần này động lòng trước tiền nên anh ta bắt đầu dùng tiền để hứa hẹn. Hả, vẫn còn có 10 sấp nữa. Đầu óc của ông Trần hoàn toàn ngơ ngác không hiểu gì, được chứ, tam ni nhà tôi có được chỗ đi về tốt như thế đúng là một chuyện quá tốt. Các cậu là người ở đâu, gã vệ sĩ kia nói chúng tôi là người miền nam đến đây thấy lạnh muốn chết nếu con gái của ông gả được cho đại ca nhà tôi thì phải nói là hưởng không hết vinh hoa phú quý tôi đảm bảo cả cuộc đời cô ấy không phải lo lắng về chuyện tiền bạc sống cuộc đời sung sướng của một phu nhân được được chứ ông trần sờ sắp tiền kia hai tay ông ta run lên không ngừng rồi gọi vọng vào trong phòng tam ni con mau ra đây trần tam ni sợ hãi trả lời một tiếng cô gái đi ra đứng bên cạnh bố mình, ngơ ngác nhìn mấy gã vệ sĩ cao lớn khỏe mạnh kia mà không biết làm gì. Ông Trần nói, Tam Nhi à, bố đã hứa gả con cho người ta, chính là đại ca của mấy cậu thợ săn này. Vị đại ca đó là một người rất có tiền, con nhìn đi, đây chính là xính lễ. Về sau con có thể được sống sung sướng rồi, không phải chịu khổ trong chốn thâm sơn cùng cốc này nữa. Bố, trong lòng Trần Tâm ni bắt đầu hỗn loạn, con không lấy chồng, con muốn chăm sóc bố cả đời. Ông Trần Hiền từ sờ lên tóc của của Trần Tam Ni, con bé ngốc, con cũng không còn nhỏ nữa, tối nay con động phòng với chồng của mình luôn đi. Tối nay, sao lại nhanh như vậy ạ? À? Trần Tam Ni sợ hãi con rụt người lại về sau. Ông Trần trừng mắt lên nhìn, con dám không nghe lời của ta sao? Nhanh chóng đi theo cậu này về đi. Vậy là Trần Tam Ni bị đưa đến nơi hồ trọng đang ở. Wow, đẹp quá! Hồ Trọng lập tức nhìn thấy một em gái sơ nữ trong veo như nữa giữa đám người xung quanh, anh ta lập tức thèm thuồng, bảo bối ngoan, mau tới đây để anh nhìn kỹ em. Nhìn thấy bên cạnh Hồ Trọng có nhiều người hùng dũng oai vệ, cao lớn lại còn đem theo súng, hồn phách của Trần Tam Ni đã sợ hãi bay mất từ lâu, cô hoàn toàn ngơ ngác, để Hồ Trọng trà đạp. Hồ Trọng 10 ngày không được biết đến vị thịt, đột nhiên lại gặp một em gái trên núi ngây thơ ngơ ngác như vậy nên đương nhiên vô cùng hứng chí hồ trọng một đêm bảy lần dày vì khiến trần tam ni như biến thành một con chuột bị sợ hãi lần sau nhìn thấy hồ trọng cả người cô đều sợ hãi đến run rẩy cô hoàn toàn không làm chủ được số phận của mình thực ra cô cũng không có văn hóa cũng chưa từng nghĩ sẽ làm chủ số phận của mình cô chỉ hy vọng chồng mình có thể yêu thương mình như vậy là cô đã cảm thấy thỏa mãn rồi nhưng người đàn ông này lại không biết yêu thương cô trần tam ni cũng không dám phản kháng nên đành phải chịu đựng ông Trần thuận lợi lấy được thêm 10 sấp tiền nữa, đến nằm mơ ông ta cũng bật cười tỉnh dậy, con gái có thể lấy được một người có tiền, nhất định cả đời được hưởng phúc. Mình cũng sẽ được ăn lây. Quả đúng như vậy, ông Trần trở thành đối tượng mà người cả thôn đều ngưỡng mộ, mọi người đều nói với ông ta, Trần Tam Nhi đúng là một cô gái có phúc, có thể lấy được một ông chủ như vậy. Thể chất của Tần Trí Dũng rất tốt, mặc dù bị gãy xương đùi nhưng sau 10 ngày tĩnh dưỡng, anh ta cũng đã có thể đứng lên được, chỉ là không dám dùng quá nhiều sức. Tần Chí Dũng là một đứa con có hiếu, mặc dù mẹ anh ta ở nhà đã có vợ chăm sóc và có cả người của Âu Dương lôi giúp đỡ nhưng anh ta vẫn không cảm thấy yên tâm. Vậy nên mặc dù đã bị Trần Cương đưa đi rất xa nhưng sau 10 ngày tính dưỡng ở một thôn nhỏ hẻo lánh, anh ta vẫn thuê một chiếc xe con để chở Phụng Thiên. Anh ta ngồi xe taxi, đi qua tiểu khu mình ở một vòng. Với kinh nghiệm của mình, Tần Chí Dũng lập tức có thể phán đoán được, cảnh sát vẫn đang giám sát nghiêm ngặt nhà của hắn. Vậy nên Tần Chí Dũng không dám dừng lại, sau khi rời khỏi tiểu khu nhà mình, anh ta mượn điện thoại của một người đi đường để liên lạc với vợ mình là Phùng Tiểu Liên, hẹn cô ta để một nhà hàng đông bắc gần đó để gặp mặt. Lúc Phùng Tiểu Liên nhận được điện thoại của Tần Chí Dũng, cô ta sợ đến kinh hồn bạt vía nhưng vì tình nghĩa vợ chồng, cô ta cũng không báo cảnh sát. Nhân lúc đêm khuya, Phùng Tiểu Liên lén tới nhà hàng Đông Bắc đã hẹn trước kia rồi tìm đến phòng bao theo số phòng mà Tần Trí Dũng đã nói. Trí Dũng, rốt cuộc anh đã phạm tội gì? Ngày nào cảnh sát cũng theo dõi em và mẹ. Vừa nhìn thấy Tần Trí Dũng, Phùng Tiểu Liên đã đầm đìa nước mắt, nhưng cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ, bình thường cũng không hỏi nhiều chuyện ở bên ngoài của chồng. Đến giờ, Phùng Tiểu Liên cũng không hiểu mọi chuyện là thế nào, cảnh sát cũng không nói rõ tình tiết vụ án cho cô ta biết. Tần Chí Dũng ôm lấy Phùng Tiểu Liên, tâm trạng cực đoan phức tạp, "Tiểu Liên, em đừng hỏi nữa. Mẹ chúng ta thế nào rồi?" Phùng Tiểu Liên dựa vào trong lòng Tần Chí Dũng, khẽ nước nở rồi nói, "Mẹ nghe nói anh bỏ trốn nên ngày nào cũng khóc, mắt mẹ cũng gặp vấn đề rồi." "Hả?" Tần Chí Dũng đau lòng như cắt, "Cái đồ khốn nạn nhà cô, sao không đưa mẹ vào bệnh viện?" Phùng Tiểu Liên tủi thân nói, "Em thấy tình trạng của mẹ không tốt, cũng kiên quyết muốn đưa bà vào bệnh viện nhưng bà nhất quyết không đi." mẹ nói bây giờ nhà mình hiện giờ không còn ai là trụ cột, đi bệnh viện tiêu tiền để làm gì chứ? như vậy chẳng bằng chết đi còn hơn. em lúc đó cũng không còn cách nào khác, đành phải mời một bác sĩ mắt về nhà mình chữa bệnh cho mẹ. tâm trí tần trí dũng dối như bòng bong, anh ta buồn bã nói, ừ, tiểu liên, anh biết em là một người phụ nữ tốt, đừng khóc nữa. phùng tiểu liên cảm nhận được chồng mình đang lau nước mắt cho mình nên càng khóc to hơn. Tần Chí Dũng mất kiên nhẫn, khóc cái gì mà khóc chứ? Im mồm đi. Trong thoáng chốc Phùng Tiểu Liên không dám khóc nữa nhưng vẫn sụt sùi. Tần Chí Dũng lấy chiếc thẻ ngân hàng kia ra, bên trong chiếc thẻ này có một số tiền lớn, nhưng lúc rút tiền em tuyệt đối không được rút một lần quá nhiều tiền. Hơn nữa, em cũng không được tự đi rút, tốt nhất là nhờ mấy cậu em của em tìm người khác đi rút. Có hiểu không? Hả? Phùng Tiểu Liên nhận lấy tấm thẻ ngân hàng đó rồi níu tay Tần Chí Dũng, Chí Dũng anh đi rồi thì em biết sống thế nào?" Tần Chí Dũng cho Phùng Tiểu Liên một bà tai cút. "Cô cút ngay cho tôi, nếu tôi về nhà được thì đã về từ lâu rồi, còn cần cô khuyên sao? Cô cút đi." Phùng Tiểu Liên không làm được gì, chỉ có thể vừa đi vừa ngoảnh đầu lại rồi rời khỏi căn phòng đó và hốt hoảng ra khỏi nhà hàng Đông Bắc kia. Nửa tiếng sau, Tần Chí Dũng xuất hiện ở bãi đỗ xe của nhà hàng Đông Bắc đó đúng lúc anh ta đang định lái chiếc xe mình vừa thuê đi thì lập tức ở đằng xa có người từ hai bên bao vây, Tần Trí Dũng, anh đã bị bắt. Audio điện tử võ tấn bền chương 396, hiện trường thảm khốc Mặc dù vết thương của Tần Trí Dũng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng lúc đứng cách chiếc xe của mình mười mấy mét, anh ta đã biết có người đang mai phục mình ở đằng xa. Mặc dù cảnh sát đứng cách đó rất xa nhưng khả năng cảm nhận của Tần Trí Dũng vẫn vô cùng xuất sắc. Còn hiện giờ, cảnh sát đã nhanh chóng chạy tới. Tần Chí Dũng bình tĩnh đứng bên cạnh chiếc xe con, im lặng giơ hai tay lên. Từ xa đến gần có tất cả mười mấy họng súng, Tiểu Lương là người xông lên trước nhất, anh ta bước nhanh đến bên cạnh Tần Chí Dũng, tôi cho anh biết thế nào là dám quay về, lại bị tôi bắt được rồi. Vừa nói, Tiểu Lương vừa gài khẩu súng vào eo, gỡ chiếc còng số 8 móc ở đằng sau ra, chuẩn bị còng tay Tần Trí Dũng khuôn mặt bình tĩnh của Tần Chí Dũng đột nhiên thoáng qua một tia âm hiểm, cơ thể hai người kề sát vào nhau. Tần Chí Dũng đánh một phát vào vị trí tim của Tiểu Lương. Anh ta dùng cơ thể Tiểu Lương để bảo vệ mình rồi nhanh chóng chui vào trong xe, ngồi vào ghế lái và kéo mạnh Tiểu Lương vứt vào vị trí phụ lái. Rầm, Tần Chí Dũng kho người rồi khởi động xe. Bao nhiêu người xung quanh không thể tưởng tượng được, dưới bao nhiêu mũi súng chĩa vào mình như vậy, Tần Chí Dũng vẫn có thể phản kháng được. Hơn nữa động tác của anh ta giống như đã tập sắn từ trước đó, vô cùng thuần thục và lưu loát, tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Anh ta dùng chưa tới nửa phút mà mọi chuyện đã xong xuôi. Vậy nên mãi đến khi chiếc xe khởi động mới có người phản ứng lại được. Nhưng khoảng cách giữa chiếc xe và người cảnh sát đứng gần nhất cũng là 7-8 mét. Mặc dù bọn họ có súng trong tay, cũng ngắm súng về phía tần trí dũng điều quan trọng nhất là bọn họ vẫn chưa mở chốt bảo hiểm của súng ra. Thực ra lúc cảnh sát bắt tội phạm, trong rất nhiều tình huống, cảnh sát không cần phải mở chốt bảo hiểm, bọn họ chỉ cần rút súng ra cũng đủ khiến phần lớn tội phạm sợ đến tè ra quần, phải khoanh tay chịu chói. Dần dần, nhiều cảnh sát có thói quen cho dù trong lúc vây bắt tội phạm cũng không mở chốt bảo hiểm, mà đợi đến khi phần tử tội phạm bắt đầu phản kháng thì mới mở. Ở đằng xa đúng là đã có cảnh sát đã mở chốt bảo hiểm của súng, nhưng khoảng cách giữa hai bên lại hơi xa, anh ta lại không nắm rõ tình hình trong xe nên cũng không dám nổ súng nhớ đâu làm chính người của mình bị thương thì sao tiểu lương cậu sao rồi lúc bạch tinh đồng vội vàng lao tới động cơ của chiếc xe đã gào thét ầm ĩ mau tránh ra mau bạch tinh đồng đưa súng ra nhắm bắn vào lốp trước của chiếc xe bằng bằng nhưng năng lực cảm nhận của tần trí dũng đang ngồi trong xe vô cùng tốt hơn nữa từ nãy tới giờ anh ta vẫn luôn quan sát tình hình của bãi đỗ xe vậy nên mặc dù anh ta có đầu không dám ngẩng đầu lên nhưng chiếc xe vẫn nhanh chóng lao ra khỏi vị trí đỗ xe, rẽ nhanh ở một khúc cua rồi phóng thẳng qua lối ra của bãi đỗ xe. Đứng lại, không dừng xe chúng tôi sẽ nổ súng. Bốn cảnh sát đứng chặn ở lối ra của bãi đỗ xe, ngắm súng về phía đầu xe. Tránh ra, mau tránh ra, Bạch Tinh Đồng vừa nhanh chóng tránh được chiếc xe kia, giờ cô ta lại giật nảy mình. Với tốc độ của chiếc xe này, mấy người cảnh sát kia nhất định là tránh không kịp. Nổ súng, Mấy người cảnh sát ở phía sau chiếc xe cuối cùng cũng mở chốt bảo hiểm của khẩu súng ngắn, nhưng bọn họ cũng không dám bắn về phía trên, sợ làm bị thương tiểu lương. Vậy nên mấy viên đạn của những người cảnh sát đứng phía sau đều bắn vào phần dưới của chiếc xe con, đáng tiếc là không có viên nào bắn được chúng vào lốp xe. Dầm, trong bốn người cảnh sát đứng đằng trước, hai người đứng giữa không kịp tránh nên bị chiếc xe tông thẳng vào người và trong cả quá trình đó, bọn họ hoàn toàn không kịp nổ súng bịch, bịch, hai người cảnh sát bị tông chúng bay lên không trung rồi ngã mạnh về đằng sau chiếc xe, chiếc xe vẫn tiếp tục lao về phía trước, vô cùng điên cuồng. Phía trước đã không còn cảnh sát mai phục. Bạch Tinh Đồng vô cùng hối hận, vì sao sau khi nhận được tin, cô ta không gọi Diệp Vô Phong tới chứ? Nếu có Diệp Vô Phong ở đây thì chỉ mình võ công của anh cũng có thể trấn áp được Tần Trí Dũng. Một lỗi sai nhỏ của cô ta đã trực tiếp tạo thành hậu quả trước mắt là tiểu lương sống chết không rõ, hai người cảnh sát bị tông trúng mắt nhìn cũng thấy là không sống được nữa. Chặn anh ta lại, bạch tinh đồng tuyệt vọng hét lớn, những viên đạn trong khẩu súng ngắn bay đi vèo vèo. Păng păng, tiếng súng rất lớn nhưng số lượng đạn bắn được chúng vào chiếc xe là vô cùng nhỏ. Có lẽ ông trời nghe được tiếng hét phẫn nộ của Bạch Tinh Đồng, một chuyện trùng hợp là đúng vào lúc đó, một chiếc xe tải đi ngang qua cửa ra vào của bãi đỗ xe. Tần Chí Dũng lái chiếc xe con chạy như điên, bởi vì từ nãy tới giờ anh ta vẫn không dám ngẩng đầu lên nên cứ thế đâm thẳng vào chiếc xe tải. Rầm, rầm, chiếc xe con đâm trúng phần giữa của chiếc xe tải từ phía bên cạnh. Cú va chạm khiến kính chắn gió của chiếc xe con lập tức vỡ tan. Ầm, tiểu lương làm vỡ cửa kính xe của chiếc xe con và bay lên thùng xe của chiếc xe con. Cũng may là chiếc xe con đâm trúng vào bánh của chiếc xe tải nên mới khiến chiếc xe con dừng lại. Còn nếu không nếu chiếc xe con chui vào gầm xe tải thì không nghĩ cũng biết tần trí dũng và tiểu lương nhất định bị cán ra bã nhanh bắt người bạch tinh đồng bị cảnh tượng của vụ va chạm khủng khiếp kia làm cho sợ hãi nhưng cô ta cũng nhanh chóng phản ứng lại được bạch tinh đồng lập tức ra lệnh cho mấy người cảnh sát tiến tới bao vây đồng thời ra lệnh lập tức kiểm tra những đồng nghiệp bị thương nhanh hiện trường vô cùng thảm khốc cũng vô cùng hỗn loạn đằng xa còn có những người dân bị dọa sợ chiếc xe còn bị kẹt chặt vào một bên của chiếc xe tải, đầu xe đã bị nghiền nát không còn ra hình dạng gì nữa, cả người tiểu lương đều là máu, cả người co rúm lại thành một tư thế vô cùng kỳ dị. Tần Chí Dũng ngồi ở vị trí ghế lái, cho dù anh ta là một cao thủ cấp tông sư nhưng cũng không thể tránh được lực quán tính. Anh ta không thoát ra kịp, bị kẹt trong chiếc xe con đã biến dạng, phần ngực và đầu chịu lực va chạm vào kính chắn và vô lăng trước mặt, anh ta hôn mê đi. Không được động đậy mười mấy người cảnh sát nhanh chóng chạy tới lần này khẩu súng ngắn trong tay bọn họ đã mở chốt bảo hiểm nhìn thấy tình cảnh thảm khốc đó trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy sợ hãi lập tức gọi cho đội phòng cháy chữa cháy đến tách hai chiếc xe này ra trước bạch tinh đồng hét lên sau khi cố gắng dùng sức kéo cánh cửa bên ghế lái ra mà không thành mau gọi xe cứu thương bạch tinh đồng nhanh chóng chạy tới nắp capo của chiếc xe con đưa tay sờ thử động mạch cổ của tiểu lương sắc mặt cô lập tức trở nên ảm đạm, tiểu lương không còn dấu hiệu sinh tồn nữa. Kinh chắn gió phía trước vỡ nát, tần trí dũng gục trên vô lăng khiến cả chiếc vô lăng gãy rời. Có thể thấy vừa nãy tần trí dũng đạp chân ga bằng một lực không phải là mạnh bình thường. Rất nhanh sau đó, cảnh sát tìm được một số dụng cụ từ những cửa hàng xung quanh, định tách rời chiếc xe con ra, cứu tần trí dũng ra ngoài nhưng ngay sau đó, bọn họ cũng nhận ra những nỗ lực của mình đều là vô ích. Mười phút sau, xe cấp cứu và đội phòng cháy chữa cháy đến nơi nhưng Tiểu Lương đã chết hẳn, hai người cảnh sát bị Tần Trí Dũng đâm chúng cũng không còn dấu hiệu sinh tồn. Còn gã hung thủ Tần Trí Dũng này vì là một cao thủ cấp tông sư nên cuối cùng anh ta vẫn còn sống. Lúc kéo chiếc xe con ra ngoài để dỡ ra, bọn họ phát hiện hai chân của Tần Trí Dũng đều đã bị gãy, khắp người đều có những vết chảy xước và có mười mấy chỗ bị gãy xương. Không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể đưa Tần Trí Dũng vào bệnh viện nhưng Bạch Liên Đồng đề nghị, cho dù Tần Chí Dũng đang trong giai đoạn điều trị cũng bắt buộc phải còng tay anh ta ta lại để tránh việc anh ta bỏ trốn. chương 397, Giết người cướp hàng Sau khi Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm biết tường tận mọi chuyện, hai người nhất là Lâm Thư Âm không khỏi thoát mồ hôi hột thay cho Bạch Tinh Đồng. Hai người nghiêm khắc về bình Bạch Tinh Đồng, yêu cầu cô ta về sau trong những tình huống như vậy nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho mình. Thông tin Tần Chí Dũng lại bị bắt lan truyền ra ngoài, âu dương lôi đứng ngồi không yên ông ta tìm đến bác thoái vương đàm thuận nhưng bác thoái vương lại tức giận tần trí dũng đúng là một thằng khốn nạn bảo hắn trốn khỏi phụng thiên một thời gian nhưng hắn lại về vào đúng lúc quan trọng này đúng là đâm đầu vào chỗ chết hắn tưởng rằng cảnh sát chỉ là cái thùng chứa cơm sao đúng là không có não âu dương lôi cười khổ ông chủ ông tức giận thì tức giận nhưng trí dũng không phải là đàn em mà ông yêu quý sao Vậy nên chúng ta vẫn phải nghĩ cách để cứu anh ta ra. Hiện giờ cảnh sát trông chừng cậu ta rất kỹ, với năng lực của một người bình thường như tôi nhất định là không cứu ra được. Đành nhờ ông ra tay thì mới hoàn thành được nhiệm vụ này. Bác Thoái Vương đàm thuận im lặng một lát rồi nói, nếu là đụng xe, cậu ta nhất định bị thương không nhẹ, bây giờ mà cứu cậu ta ra, e rằng vừa ra khỏi bệnh viện là cậu ta đã mất mạng rồi. Thế nên cứ để một khoảng thời gian nữa đợi đến khi cậu ta bình phục tương đối rồi thì hãy cứu ra. Âu Dương lôi gật mạnh đầu, ông nói rất phải. Chuẩn bị hơn 10 ngày, Khương Tam lãng đến chỗ của Âu Dương lôi để báo cáo, ông chủ lôi, tôi đã chuẩn bị xong rồi, hay là không giờ đêm nay chúng ta hành động. Âu Dương lôi nhìn Khương Tam Lãng chằm chằm, cậu chắc chắn không có sơ suất gì. Khương Tam Lãng gật đầu chắc chắn, ông chủ lôi, tôi đã vạch ra một kế hoạch rất kỹ càng, anh ta nói kỹ một lượt một kế hoạch của mình cho Âu Dương lôi nghe, Âu Dương lôi suy nghĩ một lúc lâu nhất thời không phát hiện ra sai sót gì. Vậy được tam lãng, cậu nhớ kỹ cho tôi, sau khi tìm được hồ trọng nhất định phải tìm được số hàng đó, số hàng đó đáng giá cả mấy chục tỷ đấy. Khuôn mặt Âu Dương lôi ẩn hiện nụ cười đắc ý, đen ăn đen, lại vụ oan, ta sẽ ngồi xem hai con hổ đánh nhau, ha ha. Bố mẹ của Trần Cương từ trước đến giờ vẫn luôn sống ở Sơn Trang dưới chân núi, nhưng hôm nay anh ta lấy lý do cháu nội nhớ ông bà để đón bố mẹ vào thành phố Phụng Thiên, muốn bọn họ ở lại trong thành phố vài ngày. Sau khi Khương Tam lãng tiết lộ thông tin tối nay hành động cho Trần Cương xong lại đi tìm Bắc Thoái Vương Đàm Thuận, ông chủ này ngược lại lại vô cùng vui vẻ, ngay lập tức đồng ý luôn. Ngôn tình hay. Không giờ đêm, những người ở thôn trang dưới chân núi đã ngủ say từ lâu, thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng chó sủa, trong thôn vô cùng yên tĩnh. Bác Thoái Vương Đàm Thuận là người đi đầu. Khương Tam Lãng dẫn người phụ trách bao vây phong tỏa xung quanh, Trần Cương đi theo bên cạnh Bắc Thoái Vương. Nhìn thấy cơ thể thẳng tắp và bước chân nhanh nhẹn của sư phụ mình ở đằng trước, Trần Cương không kìm được mà kìm được mà cảm thán, về sau đến tuổi của sư phụ, chắc con không thể khỏe mạnh được như vậy. Đàm Thuận ở đằng trước đột nhiên bay lên, Đàm Thuận vô thức hạ eo, đi nhanh về phía trước. Bóng của Đàm Thuận lướt trên vách núi rồi đột nhiên vào tới cái cây trước mặt. Trần Cương khẽ giật mình, sư phụ lên cây là muốn làm gì bịch bịch hai người trên cây rơi xuống đất trần cương vô cùng kinh ngạc trời đất không ngờ hồ trọng còn đặt chạm gác ngầm ở đây ao đàm thuận bay xuống đất trong bóng đêm như trông như một u linh lặng yên không tiếng động đi vâng thưa sư phụ trần cương vô cùng thán phục anh ta tiếp tục đi theo phía sau của đàm thuận và dựng cả hai tay lên đàm thuận dẫn theo trần cương nhanh chóng tìm được ngôi nhà trong thôn nơi hồ trọng đang ở trần cương ra hiệu cho khương tam lãng khương tam lãng lập tức cho người chặn con đường lên núi và xuống núi đến khi mọi chuyện đã làm xong khương tam lãng đứng ở đằng xa dùng đèn pin chiếu về phía này ba lần thế là đàm thuận đi trước trần cương đi phía sau sư đồ hai người bay vào ngôi nhà kia bên trong sân hai người phụ trách canh gác đã bị sư đồ hai người trần cương giải quyết nhanh chóng trong bóng tối người của hồ trọng hẳn là buông lỏng cảnh giác cũng vì mười mấy ngày trước đều bình an vô sự nên đám vệ sĩ đó đều lười biếng. Đàm thuận dùng cả tay và chân để giết người và đều chỉ trong một chiêu là xong, hoàn toàn không cần dùng đến chiêu thứ hai. Kể cả Trần Tam Ni, cô gái bị hồ trọng trà đạp kia cũng bị bọn chúng đánh chết bằng một chiêu. Không đến 5 phút, trận đấu kết thúc, bên trong sân không còn ai sống sót. Lúc đó, tiếng chó sủa vang lên bốn phía xung quanh thôn trang dưới chân núi. Hơn nữa còn vô cùng hung dữ, có lẽ đám chó trong thôn cũng cảm nhận được sát khí. Sư phụ, có chuyện không đúng lắm. Trần Cương cẩn thận kiểm tra lại số người xong thì đưa ra thắc mắc. Say vậy, Đàm Thuận chỉ phụ trách giết người, những chuyện thuộc về kế hoạch cụ thể ông ta không quan tâm. Trần Cương nói, đám vệ sĩ bên này của Hồ Trọng có tổng cộng 16 người, cảnh sát đã bắt 5 tên, đáng ra phải còn lại 11 tên mới đúng nhưng hiện giờ mặc dù đúng là có 11 cái xác nhưng trong đó có một cái xác là của một con bé trong thôn. Đàm Thuận không quan tâm lắm, con có ý gì? Thiếu một người sao? Trần Cương gật đầu, đúng vậy, thiếu một người, không biết tên đó đi đâu rồi. Thiếu đứa nào? Đàm Thuận cau mày, ông ta dùng khả năng cảm nhận của mình định tìm xem có người đang nấp xung quanh không. Nhưng xung quanh ngoài người của mình ra không hề có người khác. Trần Cương cười khổ sở, làm sao mà nhớ được ạ? À? hơn nữa lần trước gặp mặt, không phải tất cả số vệ sĩ của anh ta đều lộ mặt. Lúc này Khương Tam Lãng đi tới, biết được tình hình mọi chuyện anh ta cũng cảm thấy đắn đo, vốn dĩ chúng ta định đổ chuyện này sang cho cảnh sát hoặc Diệp Vô Phong, nhưng bây giờ thiếu mất một người, chúng ta phải làm sao bây giờ? Anh ta đi tới đi lui quanh chỗ đó rồi nói, cứ tìm hàng đã rồi nói. Mười mấy phút sau, đám người đó cũng tìm được chỗ, hàng, mà Hồ Trọng cất giấu, mấy tên đàn em vác chỗ hàng đó rời đi khương tam lãng nhìn thời gian rồi cau mày nói chúng ta không đợi được nữa rồi ông đàm chúng ta mau rút thôi đàm thuận gật đầu khương tam lãng nói trần cương cậu ở lại một chút vẫn còn một chuyện cần làm xin ông ba cứ dặn dò trần cương đi tới khương tam lãng dỉ vào tai anh ta gì đó trần cương gật đầu liên tục không bao lâu sai toàn bộ đám người đó đều đã rút đi tiếng chó sủa cũng không còn dữ dội như trước nữa giữa mùa đông người trong thôn rất ít khi dậy đi tiểu đêm, nghe nói ra ngoài lúc này, mở miệng nói chuyện thì cả lưới cũng sẽ đông. Lại còn có chuyện đùa nói rằng, người Đông Bắc ra ngoài đi đại tiện vào ban đêm còn phải mang theo một gậy gậy bên mình. Bởi vì sau khi đại tiện ra, chất thải lập tức đông lại, phải dùng gậy để gõ xuống. Bởi vậy người thôn trang dưới chân núi sẽ không tùy tiện ra ngoài xem, trừ khi là chuyện cháy nhà. Đương nhiên Trần Cương hiểu rõ tình hình ở đây nên kéo một thi thể đến trước cửa một nhà nào đó rồi đập cửa thật mạnh. Vậy là con chó trong sân bắt đầu sủa ầm lên. Chủ nhà cũng vì không chịu nổi phiền phức nên đành thức dậy xem thử, cầm đèn pin soi trong sân. Không thấy có chuyện gì nhưng chó trong nhà lại nhìn ra ngoài cửa và sủa ầm lên, người dân đó đành đánh bạo mở cửa ra để ra ngoài xem xét. Ấy, không có người, anh ta chiếu ngang chiếc đèn pin, thật sự không thấy ai lúc đó con chó trong nhà anh ta đột nhiên chui ra, sủa càng dữ hơn. Sủa cái gì mà sủa, mày còn sủa nữa tao đánh chết mày. Người chủ nạt một tiếng, anh ta đang định đi về phía trước một bước thì bị trượt chân. Trong cơn hoảng loạn, anh ta nhìn quanh và lập tức kêu lên, giết người. Giết người, mau báo cảnh sát, giết người rồi. Giọng nói anh ta lạc cả đi, âm thanh phá vỡ màn đêm. chương 398, khó bể phân biệt. Trần Cương thấy vậy cũng có thể đoán được những chuyện xảy ra tiếp theo, nửa tiếng sau, cảnh sát đến nơi. Mặc dù vẫn để lọt một tên vệ sĩ của Hồ Trọng nhưng chắc chắn người của Hồ Trọng nhất định sẽ tưởng rằng bên phía cảnh sát đã xử lý người của mình. Màn kịch giết người cướp của hôm nay thật sự sẽ có một kết thúc quá hoàn hảo. Vậy là Trần Cương đi vào bóng đêm và lặng lẽ rời đi. Người lọt lưới không nay lại đúng là gã quyền thủ muôi thái giả ba nhĩ kia. Vốn dĩ hai ngày hôm nay Hồ Trọng cảm thấy không thoải mái lắm nên giả Ba Nhĩ mới quyết định chuẩn bị một ít thuốc để trị bệnh cho Hồ Trọng. Anh ta hỏi thăm người dân trong thôn một lát, rồi dẫn theo một người dẫn đường đi lên núi hái thuốc. Anh ta dự định trước giờ cơm tối nay sẽ quay về nhưng vì đường núi đã xa, giả Ba Nhĩ lại không quen đường, người dân kia cũng lâu ngày không lên núi nên còn suýt nữa lạc đường. Đi vòng quanh một vòng lớn, đến 12 giờ mà vẫn chưa về được thôn trang dưới chân núi. Thực ra lúc 12 giờ, bọn họ cũng đã về đến đỉnh núi ở thôn dưới chân núi, chỉ còn cách thôn khoảng 1 km nữa. Nhưng người dân kia đã mệt, hai người nghỉ ngơi tại chỗ mấy phút rồi giả ba nhĩ lại rục dã mau chóng trở lại thôn. Hai người đi được một lát thì chợt nghe thấy tiếng kêu chói tai từ trong thôn vọng đến, trong lòng giả ba nhĩ run lên, giết người rồi. Có chuyện gì vậy, giả ba nhĩ không quá lo lắng cho hồ trọng bởi vì ở thôn trang dưới chân núi chỉ có hồ trọng giết người khác chứ không ai có thể giết được hồ trọng nhưng anh ta vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng nên bỏ lại người kia tự chạy về thôn trang dưới chân núi trước giả ba nhĩ vội vàng chạy về ngôi nhà hồ trọng đang ở đột nhiên anh ta cảm thấy tình hình không đúng lắm anh ta chạy nhanh vào trong sân mùi máu tươi nồng nặc sộc vào mũi trời à sĩ quan hồ trọng anh ở đâu vậy giả ba nhĩ không kìm được kêu lên thành tiếng. Không có người trả lời, anh ta dựa vào trí nhớ tìm được một chiếc đèn pin, cảnh tượng trước mắt khiến giả ba nhĩ tức giận đến phát điên, thật sự là quá thảm. Không ngờ Hồ Trọng đang nằm trên người Trần Tam Ni, hai người không một mảnh vải che thân và cứ thế bị đánh chết. Nhưng lại không thấy miệng vết thương. Giả ba nhĩ tiến đến, anh ta thấy trong miệng Hồ Trọng có máu, nhìn ra sau lưng lại thấy có một dấu chân màu đen rất rõ. Giả ba nhĩ hiểu ra, hồ trọng bị người ta dẫm chết võ công của hồ trọng cũng không phải tầm thường có thể dùng một cước mà dẫm chết người như vậy nhất định phải là một tuyệt đỉnh cao thủ ít nhất thì giả ba nhĩ anh ta cũng tự thấy mình khó mà làm được như vậy vẫn còn có cao thủ mạnh hơn mình không lẽ mà diệp vô phong đây là suy nghĩ đầu tiên của giả ba nhĩ vậy nên giả ba nhĩ lập tức tìm tới chỗ hồ trọng giấu ma túy và phát hiện ra tất cả số hàng đã không còn thấy đâu nữa diệp vô phong sẽ cướp của giết người đen ăn đen sao với những ấn tượng về diệp vô phong trong lòng giả ba nhĩ cảm thấy đây không giống như những gì diệp vô phong làm diệp vô phong đã từng nói một câu chuyện kinh doanh của anh ta tuyệt đối không liên quan đến ma túy nếu nói đến tập đoàn có dính líu đến ma túy lớn nhất ở phụng thiên thì đó nhất định là âu dương lôi nhưng âu dương lôi thật sự dám giết sĩ quan hồ trọng sao giả ba nhĩ dối như tơ vò anh ta chạy từ vùng đông nam của Trung Quốc đến thành phố Phụng Thiên ở miền Bắc này nhưng lại để sĩ quan hai chôn xác ở đây, anh ta trở về biết giải thích thế nào với sĩ quan Hồ Bá. Đèn pin lóe lên, anh ta nhìn thấy một dòng chữ được viết bằng máu tươi, kẻ giết người là Diệp Vô Phong. Bảy chữ này nghiêng nghiêng ngả ngả, khiến giả ba nhĩ lại cảm thấy hoang mang. Ồ lúc tiếng còi cảnh sát vang lên, giả ba nhĩ giật mình rồi vụt đứng lên, không được, mình nhất định phải bảo vệ sự hữu dụng của bản thân mình trước, để báo cáo với sĩ quan hồ bá tình hình ở đây. Cho dù thế nào cũng phải điều tra ra hung thủ giết người để trả thù cho sĩ quan hồ trọng. Thế là anh ta di chuyển nhanh như chớp, hòa mình vào bóng đêm. Lại là đội của Bạch Tinh Đồng gia quân, mặc dù cô đã có thể thuần thục xử trí những vụ án lớn như vậy nhưng đùng một lúc nhìn thấy 11 xác chết, cô ta vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhất là dáng vẻ lúc chết của Hồ Trọng, Thật sự vô cùng khói coi, Bạch Tinh đồng nghiến răng căm hận, đến lúc gần chết vẫn còn trả đạp con gái nhà người ta. Tên này đúng là nên bị xuống địa ngục. Những cảnh sát hình sự đi theo cũng vội vàng chụp ảnh hiện trường và bắt đầu thăm dò điều tra. Nhưng hiện trường giết người không tìm ra được bất cứ dấu vân tay hay dấu chân nào có ích vậy nên lại phải tiếp tục tìm kiếm. Trời đã sáng nhưng vẫn không có bất cứ thu hoạch nào, thậm chí bọn họ còn tìm kiếm cả xung quanh ngôi nhà. Điều này nói lên chuyện gì? Cho dù là trả thù nhau nhưng người gây án cũng là một người vô cùng cao tay, năng lực phản trinh sát vô cùng mạnh. Đây rốt cuộc là một người như thế nào mà lại có được năng lực phản trinh sát mạnh như vậy? Bạch Tinh Đồng cho người đến hỏi chuyện những người trong thôn, chỉ có người báo án kia nói có một người chết trước cửa nhà anh ta còn những người khác trong thôn đều không biết gì. Bởi trong một đêm mùa đông rét buốt như vậy, sẽ không có ai ra khỏi nhà cả. Diệp Vô Phong, anh rảnh không? Anh tới thôn Trang dưới chân núi một chuyến đi. Ở đây có một vụ kỳ án, tên chùm ma túy hồ trọng kia chết ở đây, không thể tìm được manh mối. Bạch Tinh Đồng Đành phải gọi điện thoại cho Diệp Vô Phong. Được, bây giờ tôi sẽ qua đó xem thử. Thật đúng là Diệp Phong không có chuyện gì, bởi vì anh cũng không cần tham gia chuyện đấu thầu, những chuyện đó anh cứ để cho mấy người Lâm Thư Âm xử lý. Lúc này, thi thể đã qua giai đoạn đông cứng và mềm trở lại diệp vô phong kiểm tra một lượt rồi nghiêm túc nói những người này đều bị đánh chết bằng một thủ pháp rất mạnh điều đó cũng có nghĩa là kẻ giết người cũng là một cao thủ có võ công vô cùng cao cường nhưng trong số đó có vài tên hình như công lực yếu hơn một chút vậy có lẽ là có hai người ra tay trong đó có một cao thủ và người còn lại hơi yếu hơn một chút à bạch tinh đồng gật đầu vậy tên cao thủ kia rốt cuộc giỏi đến đâu diệp vô phong nói tên cao thủ có lẽ cũng tương đương như tôi cũng có khả năng còn giỏi hơn tôi nữa. Còn giỏi hơn cả anh nữa. Trừ phi, bác Thoái Vương, Bạch Tinh Đồng nghĩ ngay đến điều này đầu tiên. Diệp Vô Phong cũng cảm thấy buồn bực, bác Thoái Vương là người của Âu Dương Lôi. Âu Dương Lôi và Hồ Trọng vẫn còn đang trong giai đoạn hợp tác, ông ta có động cơ để giết Hồ Trọng không? Bạch Tinh Đồng nhếch miệng, hàng ở hiện trường đã bị lấy đi rồi. Chính là Âu Dương Lôi đang trả thù diệp vô phong gật đầu cô chỉ cần tìm được chứng cứ là có thể bắt được âu dương lôi rồi tự nhiên bạch tinh đồng nhìn diệp vô phong chăm chú nếu có thể mạnh dạn đưa ra một giả thuyết có phải tôi cũng có thể hoài nghi hung thủ chính là anh không cô diệp vô phong trừng mắt nhìn bạch tinh đồng tôi là loại trộm cướp giết người cướp của sao đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng này bạch tinh đồng đáp lại một câu đương nhiên là cô ta cũng không nghiêm túc lắm Diệp vô phong lại suy nghĩ và nói: Tôi cảm thấy kỳ lạ ở chỗ, nếu như Âu Dương Lôi là người làm chuyện này thì vì sao ông ta lại phải làm như vậy? Nếu Âu Dương Lôi có dính líu đến ma túy, ông ta hẳn phải còn mong muốn hợp tác lâu dài với Hồ Trọng mới phải. Bạch Tinh đồng chế nhạo, đầu óc làm ăn của anh cũng không tồi đấy nhỉ? Xem ra anh cũng là một cao thủ buôn hàng. Diệp vô phong trừng mắt nhìn cô ta một cái, tôi đang nghiêm túc thảo luận tình tiết vụ án với cô đấy. Cô đừng có mà đi xa quá. Bạch Tinh Đồng nói, nếu chúng ta nghi ngờ Âu Dương Lôi thì cách tốt nhất chính là đi đến nhà ông ta. Được đấy, tôi xin giấy khám nhà rồi đi đến nhà Âu Dương lục soát một lượt là được rồi. Diệp Phong xòe tay, đây là chuyện của cảnh sát các cô, không liên quan gì tới tôi. Bạch Tinh Đồng nói, vậy tôi sẽ xin chỉ thị của Cục trưởng Lạc, xem có thể lấy được giấy khám xét không. chương 399, nói nhăng nói cuội sau khi lạc viễn trinh nghe bạch tinh đồng báo cáo tình hình xong thì do dự một lát rồi nói muốn lấy được giấy khám xét trong khi không có chút manh mối nào là chuyện không thể bởi vì âu dương lôi còn là chủ tịch chính nghiệp tỉnh chúng ta cũng phải suy xét đến thân phận của ông ta hay là như vậy đi tôi có thể lấy lý do đến thăm để đến thẳng nhà ông ta đến thăm ông là cục trưởng cục công an làm sao có thể đến thăm âu dương lôi bạch tinh đồng buồn bực lạc viễn trinh cười ha ha một tiếng để cô điều tra mà tìm một lý do không phải là xong rồi sao tôi không tin âu dương lôi có thể đóng cửa không tiếp tôi vâng thưa cục trưởng lạc nếu ông muốn đến nhà âu dương thì tôi sẽ đi cùng ông qua đó bạch tinh đồng trở nên hưng phấn rõ ràng biết rõ sẽ không điều tra ra được manh mối gì nhưng nhớ đâu cô ta có thể tìm được chút dấu tích gì đó thì sao lúc hai người ngồi xe đi vào thành phố bạch tinh đồng không kìm được hỏi Diệp Vô Phong, anh định đi làm gì vậy? Diệp Vô Phong nói, hôm nay có một buổi triển lãm tranh nổi tiếng ở Bảo tàng Mỹ thuật Phụng Thiên, tôi tới đó xem một chút. Những bức tranh nổi tiếng, Diệp Vô Phong, không lẽ anh còn hiểu biết về tranh sao? Bạch Tinh Đồng nhìn Diệp Vô Phong bằng ánh mắt kinh ngạc. Diệp Vô Phong nghiêm túc nói, cũng hiểu một chút, không được sao? Đương nhiên là được, nếu anh biết vẽ tranh, anh có thể dành chút thời gian dạy tôi được không? bạch tinh đồng lại tìm được cơ hội để ở riêng một chỗ với diệp vô phong diệp vô phong cười ha ha trước tiên cô bạch cảnh sát đây phải có nhiều thời gian rảnh rỗi bạch tinh đồng thở dài bây giờ cả ngày tôi bận đến mức chân không chạm đất đúng thật là không có thời gian sau khi hai người chia tay bạch tinh đồng vội vàng đến tìm lạc viễn trinh ha ha tôi biết ngay cô là người nóng vội mà đi chúng ta chơi kiểu tập kích đột ngột đi thẳng đến nhà âu dương Lạc Viễn Trinh vừa nhìn thấy Bạch Tinh Đồng đã lập tức đứng dậy. Ông chủ Lôi, cục trưởng cục công an thành phố Lạc Viễn Trinh đến, nói là muốn gặp ông. Người gác cửa lén gọi điện thoại nội bộ, đến thẳng cho Âu Dương Lôi. Cái gì? Lạc Viễn Trinh tới đây, ông ta đem theo bao nhiêu người? Âu Dương giật mình sợ hãi, không lẽ Lạc Viễn Trinh đã nắm được chứng cứ gì sao? Chỉ dẫn theo một nữ cảnh sát. À, nghe thấy người gác cổng trả lời như vậy, âu dương lôi cảm thấy yên tâm tốt lắm để cho bọn họ vào trong tôi ở phòng khách chờ bọn họ ha ha cục trưởng lạc chào mừng chào mừng mời ngồi người đâu mau bưng trà lên âu dương lôi cười lớn và đi tới tiếp đón lạc viễn trinh cũng cười to chủ tịch âu dương nhà âu dương này của ông đúng là bề thế đúng là phong cách của một chủ doanh nghiệp lớn âu dương lôi nói cục trưởng lạc chê cười rồi bố cục nhà Âu Dương của tôi thật ra là thiết kế dựa trên quy cách thiết kế của lâm viên cố cung, đương nhiên là quy mô cũng nhỏ hơn gấp mấy lần. À, chủ tịch Âu Dương, ông đây là muốn làm hoàng đế của thành phố Phụng Thiên sao? Lời nói của Lạc Viễn Trinh còn có hàm ý khác. A, à, cục trưởng Lạc, ông đừng nói linh tinh, tôi chỉ học theo một chút thiết kế của cố cung về mặt kiến trúc thôi, làm sao dám nói là làm hoàng đế được. Ông đừng làm tôi sợ, Âu Dương lôi cố tình tỏ ra ngạc nhiên. Lạc Viễn Trinh cười ha ha, Chủ tịch Âu Dương, tôi chỉ đùa thôi mà, bây giờ cũng không thịnh hành kiểu cố tình bắt bẻ để hại nhau, ông sợ gì chứ? Âu Dương lôi ngượng ngùng cười một tiếng, Cục trưởng Lạc, hẳn là không có việc thì ông cũng không tới đây đúng không? Có chuyện gì thì ông cứ nói thẳng, Âu Dương lôi tôi thích nhất những người thẳng thắn. Lạc Viễn Trinh cười rồi nói, thực ra tôi đến tìm Chủ tịch Âu Dương cũng chỉ là thuận tiện tới thăm một chút thôi. Dù sao tôi cũng công tác ở Phụng Thiên được hơn 4 năm rồi, đã nghe tiếng của Chủ tịch Âu Dương từ lâu nhưng trước giờ vẫn chưa từng tới nhà thăm hỏi qua. Hôm nay trùng hợp tôi lại có thời gian nên đến đây, Chủ tịch Âu Dương không đuổi tôi ra ngoài chứ. Âu Dương lôi lập tức lắc đầu, Cục trưởng Lạc nói gì vậy? Âu Dương lôi cho dù có gan to bằng trời cũng không dám đuổi Cục trưởng Lạc ra ngoài. Nào, mời ông dùng trà, loại trà này khẳng định tuyệt đối là trà vũ tiền long tỉnh chính tông, 15 triệu một lạng. Hả? Lạc Viễn Trinh vừa hớp được một ngụm trà thù tay đã khẽ run lên, trời ạ. À! 15 triệu một lạng, tôi uống trà này mà cảm giác giống như đang phạm tội vậy. Xa xỉ quá. Âu Dương lôi híp mắt cười và nói, cục trưởng Lạc đang châm biếm tôi đúng không? Lạc Viễn Trinh lắc đầu, làm sao có thể như vậy được? Là tôi được hưởng ké vinh dự của chủ tịch Âu Dương, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được uống một loại trà ngon như vậy. Đúng rồi, ông có chút hàng chữ nào của loại trà này không? có thể thưởng cho tôi một chút được không? Âu Dương lôi hơi kinh ngạc, nếu cục trưởng Lạc đã thích, tôi đương nhiên sẽ tặng ông một túi. Lạc Viễn Trinh nhếch nhếch miệng rồi nói với Bạch Tinh Đồng, tiểu Bạch, nếu tôi nhận một túi trà của chủ tịch Âu Dương thì cũng không tính là nhận hối lộ đâu nhỉ? Bạch Tinh Đồng im lặng rồi nói, đây là quà tặng bình thường mà bạn bè tặng nhau, có một chút trà có lẽ không được coi là nhận hối lộ. Hơn nữa, với thân phận của chủ tịch Âu Dương ông ấy cũng không thể có chuyện gì cần nhờ đến ông ông có thể yên tâm nhận được ừm tiểu bạch cô nói rất có lý ây ra tôi vẫn còn một chuyện này nói đến đây ánh mắt của lạc viễn trinh di chuyển qua lại trên mặt âu dương lôi chuyện gì vậy mời cục trưởng lạc cứ nói âu dương lôi nháy mắt với khương tam lãng ở bên cạnh khương tam lãng nói nếu cục trưởng lạc có chuyện gì không tiện nói tôi có thể lui xuống cả cô cảnh sát bạch này cũng có thể tạm thời lui xuống Lạc Viễn Trinh lắc đầu, con người tôi vô cùng thẳng thắn, không có chuyện gì là không thể nói cho người khác nghe được. Thực ra chuyện tôi muốn nói là, nếu như nhà Âu Dương của Chủ tịch Âu Dương lôi được thiết kế mô phỏng theo thiết kế của Cố Cung. Vậy thì, tôi còn chưa từng được đến Cố Cung, công việc bận rộn quá. Hay! Khương Tam Lãng lập tức hiểu ra, à, ý của Cục trưởng là có phải là muốn tham quan nhà Âu Dương đúng không? Lạc Viễn Trinh gật đầu, cậu thanh niên, cậu đúng là thông minh, Khương Tam lãng mỉm cười, cảm ơn Cục trưởng Lạc đã khen ngợi. Nếu Cục trưởng Lạc muốn tham quan nhà Âu Dương thì e rằng ông phải chuẩn bị thêm một chút thời gian. Không sao, không sao, hôm nay tôi có thời gian. Chủ tịch Âu Dương, hay tôi tự đi tham quan một mình? Nếu làm lỡ thời gian của mọi người, tôi cũng cảm thấy hơi ngại. Lạc Viễn Trinh đứng dậy định đi ra ngoài. Cục trưởng Lạc, nếu ông muốn đi tham quan thì để mấy người Khương Tam lãng đi cùng ông. Tôi hơi lớn tuổi rồi nên không quen đi bộ thời gian dài, thật là ngại quá. Được, Khương Tam Lãng, cái tên này hay thật, Lãng, hơn nữa lại còn là Tam Lãng. Ha ha, Lạc Viễn Trinh nháy mắt với Khương Tam Lãng. Khương Tam Lãng ngại ngùng nói, tên này là do ông nội tôi đặt, nghe kể tôi được sinh ra gần biển, lúc tôi ra đời, đúng lúc có ba con sóng lớn ập đến. Lạc Viễn Trinh gật đầu, ừm, um, ba là số dương, có thể đại biểu cho rất nhiều ý nghĩa. Vậy nên đặt cái tên này cũng khá hay." Khương Tam lãng nói, "Vậy cục trưởng Lạc với ông nội tôi nhất định là tri âm tri kỷ rồi." Bạch Tinh Đồng nghe Lạc Viễn Trinh nói đông nói tây mà trong lòng cô vô cùng sốt ruột. Đương nhiên, thực ra Lạc Viễn Trinh có thể nói đông nói tây vậy cũng là một tài năng, cách này có thể giải quyết được nhiều chuyện trong lúc nói linh tinh. Kiểu người như Bạch Tinh Đồng thì có làm thế nào cũng không làm được như vậy. Ông già rảo hoạt Lạc Viễn Trinh này còn thăm dò Âu Dương Lôi nhiều lần chuyện tham quan này mới là mục đích chính của ông. Khương Tam Lãng không ngại phiền phức, giới thiệu rõ đặc điểm của từng công trình kiến trúc, thậm chí còn nói rõ ai là người ở đây. Bạch Tinh Đồng chăm chú lắng nghe, cô đột nhiên cảm thấy quy mô của nhà Âu Dương này thật sự không phải ở mức rộng lớn bình thường mà có thể còn ngang bằng với một trường trung học. Trường 400, trộm không đi không. Trên đường đi, Lạc Viễn Trinh cũng lắng nghe vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng ông còn xen vào một câu, hơn nữa những câu này vô cùng hài hước và có kiến giải. Bạch Tinh Đồng lập tức cảm nhận được rõ ràng sự nhẹ nhàng thông thả, trái tim rộng lớn, vốn hiểu biết uyên bác của Lạc Viễn Trinh trong những lời nói chuyện tùy ý này. Cô ta cũng cảm thấy việc Lạc Viễn Trinh có thể đứng được ở vị trí cục trưởng có liên quan chặt chẽ đến sự tu dưỡng này. Đây có lẽ là vị trí trang trọng nhất trong nhà Âu Dương đúng không? Có phải chủ tịch Âu Dương sống ở đây không? Lạc Viễn Trinh chỉ vào một nơi vô cùng có bề thế khương lạc tam lắc đầu đó là nơi ở của bà cụ âu dương à tôi hiểu lạc viễn trinh hơi kinh ngạc xem ra chủ tịch âu dương đúng là một người con có hiếu khương tam lãng cười kín đáo đó là chuyện đương nhiên tam hy đường không lẽ ở đây cũng có bút tích thực của ba tác phẩm thư pháp nổi tiếng nhất trong lịch sử lạc viễn trinh hỏi không chắc chắn khương tam lãng cười ha ha cục trưởng lạc lại nói đùa rồi đây chỉ là xây dựng phòng theo tam hy đường của cố cung thôi thật ra những đồ được lưu trữ đều là hàng giả cũng có một số bút tích thật nhưng phần lớn đều là do những người hiện đại viết à lạc viễn trinh tiếp tục đi về phía trước đi vòng quanh gần một tiếng đồng hồ lạc viễn trinh mới cảm thấy hơi mệt ông dùng ánh mắt trao đổi với bạch tinh đồng ý của ông là đã nhìn ra được gì chưa ánh mắt của bạch tinh đồng lóe lên đúng là rõ ràng không nhìn thấy bất cứ manh mối có giá trị nào cả Lạc Phiến Trinh nói, "Khương Tam Lãng, cảm ơn cậu đã đưa chúng tôi đi dạo ngắm nhìn một vòng Cố Cung." Khương Tam Lãng mỉm cười lắc đầu, "Cục trưởng là khách sáo quá rồi, có thể được phục vụ cục trưởng là niềm vinh hạnh của Khương Tam Lãng tôi." Lạc Phiến Trinh nhìn anh ta chăm chú, "Khương Tam Lãng, cậu có biết khuyết điểm lớn nhất của mình là gì không?" Khương Tam Lãng thấy thái độ của ông không khỏi ngơ ngác, "Xin cục trưởng chỉ bảo thêm." Lạc Phiến Trinh cười ha ha, "Khuyết điểm lớn nhất của cậu là quá thông minh." vừa nói ông vừa vỗ vai của khương tam lãng ha ha cảm ơn cục trưởng đã khen ngợi khương tam lãng cười ngây ngô một tiếng lạc viễn trinh nói thật sự có nhiều người rất thông minh nhưng thông minh và trí tuệ lại là hai chuyện khác nhau có những người thông minh nhưng lại không có trí tuệ của cuộc đời nên thông minh bị thông minh hại làm hại đến tính mạng của mình những ví dụ như vậy trong lịch sử có quá nhiều rồi ví dụ như cái chết của dương tu Vâng, những gì cục trưởng nói thâm ý sâu xa, Khương Tam Lãng xin được học hỏi. Khương Tam Lãng nghe những gì Lục Viễn Trinh nói xong trong lòng tự nhiên suy nghĩ, không lẽ ông già đang định thăm dò mình. Lạc Viễn Trinh bước thêm một bước và nói, trí tuệ khiến con người trở nên thành thạo, điêu luyện, gặp chuyện biến chuyển cũng không sợ hãi, luôn đứng ở thế bất bại. Vâng, cục trưởng Lạc đúng là sáng suốt, Khương Tam Lãng gật đầu. Được rồi, chúng tôi cũng làm phiền đã lâu, thật sự cảm thấy rất ngại chúng tôi nên đi rồi lạc viễn trinh nhìn về ngôi nhà ở giữa khương tam lãng nói chủ tịch âu dương rất bận ông ấy có thể không có thời gian tiến cục trưởng lạc tôi xin thay mặt cho ông ấy tiến ông một đoạn đúng rồi lá trà mà cục trưởng lạc cần cũng đã chuẩn bị xong tôi sẽ cầm qua đây hả như vậy làm sao mà được chứ lạc viễn trinh nói vậy nhưng vẫn đứng chờ ở chỗ cũ thấy khương tam lãng thật sự chạy đi lấy trà Bạch Tinh Đồng không kìm được, thấp giọng nói, cục trưởng lạc, ông thật sự muốn lấy một túi trà của người ta sao? Đây thật không giống phong cách của ông. Lạc Viễn Trinh chớp mắt, dù sao cũng đã đến rồi, cũng không thể về tay không được. Bạch Tinh Đồng liếc mắt nhìn ông, cục trưởng lạc, ông vẫn còn nhớ chuyện, trộm không đi không, đúng không? Lạc Viễn Trinh chừng mắt nhìn cô một cái, cô nói cái gì vậy? Cô so sánh tôi với trộm à, gan của cô cũng không phải nhỏ nhỉ. Bạch Tinh Đồng che miệng cười rồi nói, làm sao tôi dám chứ? Lạc Viễn Trinh nhìn xung quanh rồi thở dài, căn biệt thự này đúng là vô cùng xa hoa. Nếu Âu Dương lôi sụp đổ, nếu bán trang viên này đi nhất định sẽ có giá không hề rẻ. Đúng vậy, với mức lương của tôi, nhất định sẽ không mua được. Khụ khụ, đừng nói linh tinh. Lạc Viễn Trinh nháy mắt với Bạch Tinh Đồng, lúc này Khương Tam Lãng đã chạy tới, trong tay cầm hai bình xứ đựng trà vô cùng tinh xảo, ây da cục trưởng lạc thật là ngại quá để ông đợi lâu rồi đây là loại trà vỗ tiền long tỉnh thượng hạng chỉ còn lại bốn lạng tôi gửi ông một nửa xin cục trưởng lạc đừng trách lạc viễn trinh kinh ngạc lắc đầu anh đưa cho tôi một nửa đã là nhiều rồi với loại người thô lỗ như tôi thì vẫn thích uống nước lọc nhất khương tam lãng nhếch miệng hay cục trưởng lạc lại nói đùa rồi nhìn thấy hai người lạc viễn trinh lên xe rời đi khương tam lãng cảm thấy áp lực rất lớn gã lạc viễn trinh này nhìn có vẻ thì đang nói hưu nói vượt, thậm chí là đùa cợt nhưng câu này của ông ta cũng có hàm ý. Một người tự phụ như Khương Tam Lãng cuối cùng cũng được biết đến sự cơ trí của Lạc Viễn Trinh. Nhưng điều khiến Lạc Viễn Trinh không hiểu được nhất là vì sao Lạc Viễn Trinh nhất quyết muốn lấy được một chút trà về ngay trước mặt cấp dưới của mình, chuyện này thật sự có dính líu đến hối lộ. Nhưng Lạc Viễn Trinh có thể ngu ngốc tới mức độ đó sao? Phụt, Bạch Tinh Đồng phụ trách lái xe, cô ta nhìn thoáng qua Lạc Viễn Trinh đang ngồi ở ghế lái phụ, tay cầm hai bình lá trà rồi đột nhiên bật cười. Cười cái gì mà cười? Tôi buồn cười như vậy sao? Lạc Viễn Trinh chừng mắt nhìn Bạch Tinh Đồng một cái. Bạch Tinh Đồng nói, cục trưởng Lạc, ông đừng nhạy cảm như vậy được không? Không phải là tôi đang cười ông mà tôi đang cười bà cụ nhà Âu Dương kia. Không ngờ còn là người theo Phật, ông thử nói xem có phải bà ta đang sám hối cho con trai bà ta không? chuyện này hả lạc viễn trinh suy nghĩ rồi nói thực ra con người rất phức tạp nhớ đâu bà cụ đó thật sự một lòng hướng phật thì sao nhưng bà ấy lại sinh ra một đứa con trai như vậy không thay đổi được tình hình xung quanh nên chỉ có thể nhốt mình vào trong đó hàng ngày bái phật cho qua ngày cũng có thể bà ấy đang sám hối thay cho con trai của mình cũng đúng bạch tinh đồng cảm thấy nhưng gì ông nói rất có lý đúng rồi cục trưởng lạc chỗ trà mà ông nhận hối lộ chúng ta chia đôi ông cho tôi một bình nếm thử được không? Lạc Viễn Trinh chừng mắt nhìn Bạch Tinh Đồng, cái gì mà chỗ trả nhận hối lộ chứ? Tôi chỉ là mượn gió bẻ măng thôi hiểu không? Nhưng nếu cô đã muốn thì tôi cho cô muốn bình. Nhưng bình này không phải là tôi tặng không cho cô, cô phải đồng ý với tôi, cho dù thế nào cũng phải lật đổ Âu Dương Lôi. Vâng, Cục trưởng yên tâm, Bạch Tinh Đồng nghiêm túc nói xong bỗng lại nở nụ cười, nhất định Âu Dương Lôi không thể nghĩ được đến chuyện, chỗ trả ông ta tặng cho ông, ông lại dùng để tặng tôi, lại còn là phần thưởng để lật đổ ông ta nữa. Lạc Viễn Trinh nhàn nhạt nói, vận dụng chi diệu, tồn hồ nhất tâm. Bạch Tinh Đồng nói, lại ra vẻ cao thâm, lại nhảy đạo lý. Tự nhiên Lạc Viễn Trinh nói, vụ án tôi qua ở thôn trang dưới chân núi nhất định có liên quan đến Âu Dương Lôi. Tôi biết chuyện đó từ lâu rồi, chỉ là không có chứng cứ thôi. Bạch Tinh Đồng cười khổ, lạc viễn trinh nói gã khương tam lãng kia nhìn có vẻ hào hoa phong nhã nhưng tôi ngửi được mùi máu tanh trên người anh ta bạch tinh đồng rất muốn nói ông là mũi chó sao muốn so sánh với chó cảnh sát nhưng vì cục trưởng lạc là cấp trên nên bạch tinh đồng không dám nói những lời này ra khỏi miệng vẫn là không có chứng cứ dựa vào việc ông ngửi được mùi máu tanh trên người anh ta thì vẫn không thể định tội cho anh ta được cuối cùng bạch tinh đồng chỉ nói vậy trách nhiệm tìm kiếm chứng cứ nặng nề này chỉ có thể rơi lên vai cô rồi. Lạc Viễn Trinh cắn răng, Âu Dương lôi gây hại cả một vùng, chuyện này đã trở thành tâm bệnh của tôi, nếu không lật đổ được ông ta, Lạc Viễn Trinh tôi sẽ trở thành tội nhân của đảng và nhà nước. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 400